Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 5. Miêu Triều Hải sững sờ tại chỗ. Hai mắt trợn tròn. Bởi vì những việc Miêu Tiểu Thanh vừa nói, ông hoàn toàn không hay biết. Đến tận bây giờ, Miêu Triều Hải vẫn tưởng Cao Hiểu Nguyệt thực sự coi Miêu Tiểu Thanh như con gái mình, mặc dù cũng có những lúc quá đáng, nhưng đều là vì suy nghĩ cho con bé. Chỉ là muốn cô được gả vào một gia đình có điều kiện tốt, sống cuộc sống an nhàn sung túc. Im mồm. Cao Hiểu Nguyệt nghe xong, mặt đỏ dần lên, việc này mà bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người như vậy, từ giờ về sau bà ta còn ngẩng mặt nhìn ai được. Miêu Triều Hải, anh nhìn đi, anh nhìn cái thứ mà anh và người đàn bà đã chết kia đẻ ra đi. Mày chỉ là đứa con gái hèn mọn, cho mày theo cậu chủ Diệp là phúc 10 đời của mày rồi. Mày đi theo thằng khố rách áo ôm này, bộ không thấy hèn hạ như nó sao hả? Cô câm mồm. Sắc mặt Miêu Triều Hải xa sầm. Lòng nặng như đeo đá. Đúng. Ông yêu người đàn bà này, đó là sự thật. Nhưng mà, người vợ đã chết, cùng với con gái của ông luôn luôn có địa vị vô cùng cao, vô cùng trang trọng trong lòng ông. Ông không cho phép bất cứ ai sỉ nhục họ. Từ nay trở đi, hai người chúng ta không còn quan hệ gì nữa, Miêu Triều Hải trầm giọng, hạ quyết định quan trọng nhất. Ha ha ha, không còn quan hệ thì thôi, có cái quái gì hơn người đâu, so với cậu chủ Diệp. Anh chỉ là một thằng đàn ông vô dụng, cũng như con gái anh vậy, giặt một phường vô tích sự, hạ tiện như nhau. Diệp Phàm đang ở ngay trước mặt, Cao Hiểu Nguyệt dứt khoát đá Miêu Triều Hải, xun xoe vuốt đuôi Diệp Phàm. Cậu chủ Diệp là người giàu sang phú quý, các người chẳng qua chỉ là dân đen, lấy tư cách gì mà làm nghịch ý cậu ấy. Cậu chủ Diệp, giây trước bà ta còn chửi mắng Miêu Triều Hải không ra gì, giây sau đã thơn thớt nói cười với Diệp Phàm. Bọn họ là bọn họ, tôi đã cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi, thằng kiết xác kia cậu muốn xử nó thế nào thì xử. Bà ta vừa nói vừa toan vươn tay ra khoác tay Diệp Phàm. Nhưng bà ta còn chưa kịp chạm vào, Diệp Phàm đã rít lên hai chữ, cút ngay. Giọng điệu rất lạnh lùng, thản nhiên, không chút dao động. Cao Hiểu Nguyệt sửng sốt, xấu hổ khựng lại tại chỗ, không dám tiến lên, cậu chủ Diệp à, sau này tôi là người của cậu rồi. Cậu muốn sai bảo thế nào, tôi cũng. Đồ vô liêm sỉ, Miêu Triều Hải vô cùng tức giận, nhưng không làm gì được, đây là địa bàn của Diệp Phàm, ông không dám. Vô liêm sỉ, bộ tôi có vô liêm sỉ giống con anh sao, Cao Hiểu Nguyệt cười nhạt, cậu chủ Diệp là người thế nào? Cậu ấy thích nó, chiều nó, cưng nó, đó là vinh dự của nó chẳng biết tốt xấu thì thôi. Còn đứng đây bày đặt ngây thơ, trong sáng. Ai mà biết lúc lên giường với đàn ông nó sẽ dâm cỡ nào. Miêu Tiểu Thanh không kềm nổi nước mắt uất ức, cô hoàn toàn không ngờ chuyện hôm nay lại ra nông nỗi này, Cao Hiểu Nguyệt dám sỉ nhục cô như vậy. Ánh mắt Trần Đức trở nên lạnh lùng, kết cuộc anh muốn thấy đã bày ra trước mắt, ngay lập tức, anh vọt đến chỗ Cao Hiểu Nguyệt, giáng cho bà ta một bạt tai nảy lửa. Chát! Một cái tát nổ đom đóm, bốn phía lặng phắc như tờ. Mọi người có mặt ai nấy đều trợn tròn mắt. Không ai ngờ được, lúc này là lúc nào, người thanh niên kia lại dám ra tay. Nên nhớ, Diệp Phàm, Cao Lâm, Khương Sơ Nhiên, Tô Sinh Hải, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào. Có ai không phải là cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có? Đứng chung với nhau lại càng tỏ ra quyền lực kinh người. Ngay trước mặt bọn họ, trong địa bàn bọn họ lại dám ra tay đánh người. Người chung quanh không thôi kinh ngạc. Ai nấy âm thầm dè bỉu Trần Đức không biết trời cao đất dày. Cái tát của Trần Đức dùng sức rất mạnh, Cao Hiểu Nguyệt lập tức bị hất bay ra, vừa ngã xuống đất, hai cái răng trong mồm cũng văng ra theo. Hu hu hu, Cao Hiểu Nguyệt đau qua khóc nức lên, dương đôi mắt cầu khẩn nhìn Diệp Phàm. Danh con, mày cũng to gan phết đấy, dám động tay động chân trong địa bàn của tao. Diệp Phàm nhìn Trần Đức, hai mắt tối lại. Đến nước này rồi, hắn không thể không ra mặt. Hắn ta vốn chẳng ưa gì Cao Hiểu Nguyệt. Loại đàn bà này trong mắt hắn chẳng đáng một xu. Thậm chí không bằng một con chó. Thế nhưng, bao nhiêu người ai có mắt cũng đều thấy, Cao Hiểu Nguyệt đang nói giúp hắn. Trần Đức giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Cao Hiểu Nguyệt, có khác nào đang đánh hắn. Nếu hắn không đứng ra, vậy uy tín hắn ở đâu? Sau này còn ai giúp hắn? Vì mặt mũi, hắn không thể không ra mặt. Mày có biết tao là ai không hả? Tao là Diệp Phàm, con trai Diệp Thế Long, lãnh đạo cấp cao tập đoàn bất động sản Thiên Dương.
Tập đoàn bất động sản Thiên Dương. Chân mày của Trần Đức thoáng nhúc nhích. Anh vẫn nhớ, Trương Thiên Dương không phải là chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Dương sao? Không ngờ tên Diệp Phàm này lại dính dáng đến tập đoàn Thiên Dương. Mà bố hắn ta lại còn là lãnh đạo cấp cao nữa chứ. Thú vị đấy. Càng lúc càng thú vị. Nếu anh đoán không nhầm, lúc này có khi Trương Thiên Dương đang lật tung cả trái đất này lên để tìm anh. Nếu Trương Thiên Dương biết người của tập đoàn mình đang làm khó anh thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Thấy Trần Đức im lặng, chân mày thoáng run rẩy. Diệp Phàm cho rằng anh đang sợ hãi. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười lãnh đạm. Quả nhiên, tập đoàn Thiên Dương cùng với tên của bố hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Xem ra mày cũng từng nghe qua rồi nhỉ, tao còn tưởng thứ quê mùa nông cạn như mày chưa từng biết tới tập đoàn Thiên Dương cơ đấy. Quỳ xuống cho tao, dập đầu 100 cái, chia tay con bồ mày, van xin tao tha cho, biết đâu tao vui sẽ tha cái mạng chó má của mày. Giọng điệu của Diệp Phàm rất ngông cuồng, hắn liếc qua Miêu Tiểu Thanh. Hắn muốn cho con nhỏ này biết. Chỉ có hắn, Diệp Phàm, mới là con đường sáng sủa cho nó. Còn thằng danh này, đứng trước mặt hắn chỉ là một con chó, không hơn. Một con chó run rẩy sợ hãi. Quỳ xuống. Ánh mắt của Trần Đức tối đen như mực, trước sau vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng nếu chỉ nhìn phớt qua thì vẫn là vẻ hờ hững vốn dĩ. Anh móc chai rượu ra, nhàn nhã nốc một ngụm. Mày à, mày cũng có tư cách bắt tao quỳ. Diệp Phàm chứ gì, tao cho mày 3 giây, mày và đám đồng bọn của mày quỳ xuống xin lỗi Tiểu Thanh cho tao. Nếu không, hậu quả tự chịu. Phụt. Trần Đức vừa dứt lời, Cao Lâm đột nhiên cười phá lên, hình như nhịn hết nổi nữa. Ha 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 ha. Cao Lâm ôm bụng cười, cười vẹo cả lưng, cười mà nước mắt sống túa ra đầy mặt, các cậu nghe gì không? Thằng nhà quê này bắt bọn mình quỳ kìa. Ha ha ha. Ha ha ha, tôi chưa từng thấy đứa nào không biết trời cao đất dày như vậy luôn á. Trần Lập, Tô Sinh Hải, Hồ Minh Đào, Khương Sơ Nhiên cũng cười rộ lên theo, trong mắt bọn họ, Trần Đức đúng là đang tấu hề. Ngay cả Diệp Phàm cũng nở nụ cười ngán ngẩm. Quát con này là ai vậy, nhìn cũng đâu giống thằng điên thằng khùng gì đâu ta, sao lại dám nói chuyện kiểu đó với Diệp Phàm. Phải đó, không tự lượng sức gì hết. Những người chung quanh xôn xao nhạo báng. Lúc đầu, xuất phát từ tâm lý vốn có, bọn họ còn có chút thông cảm với kẻ yếu, cho rằng đám Diệp Phàm hơi quá đáng. Thế nhưng bây giờ, xem ra thằng nhóc này chán sống thật rồi. Hắn dám nói như vậy. Nếu bị Diệp Phàm nện cho tàn phế cũng không ai thấy quá đáng cả. Ngông cuồng quá mà, ngạo mạn quá mà. Kẻ ngạo mạn chính là đồ ngu. Trong lúc mọi người mỉa mai cười cợt. Đột nhiên, Trần Đức lắc mình. Bỗng nhiên động thủ. Túm lấy áo Diệp Phàm. Túm thật chặt. Diệp Phàm với trọng lượng gần 70 kg cứ thế bị anh tóm gọn, nâng lên, ném xuống đất. Rầm. Âm thanh chấn động đột ngột vang lên. Trong nháy mắt. Tiếng xôn xao bốn phía. Cùng với tiếng cười nhạo của đám Cao Lâm, Trần Lập, Khương Sơ Nhiên. Lập tức ngừng bặt. Bầu không khí như đông cứng lại. Im lặng một cách chết chóc. Nghe được cả tiếng kim rơi. Ai nấy trố mắt nhìn, mồm ngoác ra, lưỡi đờ cứng. Trần Đức nhìn xuống từ trên cao, sắc mặt không chút gợn sóng, lạnh lùng nói. Hết 3 giây rồi. Lời vừa nói xong. Chân Trần Đức liền giơ lên. Nhẹ nhàng hạ xuống, nghiền nát cánh tay Diệp Phàm. Ra ccc, nhất thời, tiếng xương gãy vụn đáng sợ vang lên. Cánh tay Diệp Phàm biến dạng, méo mó, vặn vẹo một cách không thể hình dung được. À, Diệp Phàm rú lên thảm thiết, tan nát tim gan, trên trán mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, mặt mày vặn vẹo, hai mắt trợn ngược lên một cách dữ tợn. Đau, đau hơn cả kim đâm muối sát. Từ lúc sinh ra đến giờ, Diệp Phàm chưa bao giờ chịu đựng cơn đau nào đến như thế, gân xanh trên trán hắn gồ lên, mồ hôi đầm đìa ướt hết lưng áo. Lúc này, hắn chỉ hận mình không thể ngất xỉu quách đi cho rồi. Thế nhưng đau đớn khiến hắn càng lúc càng tỉnh như sáo, mỗi một sợi dây thần kinh đều cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ cánh tay truyền đến, ngoài việc gào rú như heo chọc tiết, hắn hoàn toàn không thể nói được câu nào. Diệp Phàm thì thế nào, Trần Đức lạnh nhạt nhìn xuống hắn. Châu bò lắm à? Không thở nổi. Tất cả mọi người chung quanh sắp nghẹt thở đến nơi hết rồi. Ai nấy kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt,
da đầu tê dại, gai ốc nổi cùng mình. Trời ơi là trời! Điên rồi! Người này đúng là điên thật rồi! Hắn dám ra tay với cả Diệp Phàm. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu chuyện tới tai Diệp Thế Long, hậu quả sẽ như thế nào? Miêu Tiểu Thanh sợ điếng người. Hành động của Trần Đức quả thật là không thể tưởng tượng nổi, tuy cô cũng rất can đảm, nhưng cô vẫn không dám chọc vào đám người này đâu. Thế mà Trần Đức lại ngang nhiên nghiền cánh tay người ta nát bét. Mà buồn cười chính là ngay trước đó, cô còn cho rằng Trần Đức không còn là Trần Đức hăng hái nghĩa hiệp của ngày xưa. Miêu Triều Hải run rẩy, thật sự ông không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, quá sức đáng sợ, lỡ như Diệp Phàm có làm sao, ông chắc chắn không thoát khỏi liên can. Tiêu rồi, từ giày về sau, nhà họ Miêu hoàn toàn sụp đổ rồi. Lạc quan nhất chính là sau này không trốn dung thân ở thành phố Tần. Buông cậu chủ Diệp ra, Cao Lâm hoàn hồn giống lên, bảo vệ đâu, mau lên, giết chết thằng nhà quê này cho tao. Hắn sợ hãi tột độ. Người bị nghiền nát cánh tay không phải hắn. Thế nhưng đây là địa bàn do hắn quản lý. Diệp Phàm bị hại trên địa bàn của hắn tuyệt đối không gánh nổi trách nhiệm. Cao Lâm hóa điên. Hắn hoàn toàn không ngờ, một thằng quê mùa cục mịch lại dám ra tay với Diệp Phàm. Ngay lúc bảo vệ còn chưa kịp đến nơi, hắn đã điên cuồng vác một băng ghế lao vào Trần Đức. Danh con, đi chết đi. Rầm. Băng ghế đập xuống đất. Nhưng Trần Đức vẫn đứng trơ trơ. Còn Cao Lâm ngồi bệt dưới đất. Không ai thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tao nói rồi, đã bảo chúng mày quỳ xuống xin lỗi Tiểu Thanh. Trần Đức lặp lại yêu cầu vừa rồi một lần nữa. Danh con, tốt nhất là mày buông cậu chủ Diệp ra. Hồ Minh Đào xông ra trợn mắt nhìn Trần Đức. Nếu cậu chủ Diệp có chuyện gì, mày chết chắc. Đúng đó. Anh Trần à, đánh nhau giỏi thì đã sao chứ? Nơi này là địa bàn của tập đoàn Thiên Dương. Cũng là địa bàn của Cao Lâm, nếu anh không thả cậu chủ Diệp ra, anh sẽ không thể nào rời khỏi đây đâu. Trần Lập vốn kiệm lời cũng lên tiếng, giọng điệu khá mềm mỏng. Lúc này, Khương Sơ Nhiên, Đồng Lâm, Tô Sinh Hải, ai nấy đều đứng ra yêu cầu Trần Đức thả người. Trong khách sạn, mười mấy bảo vệ cuối cùng cũng tập họp đủ. Giết nó, nhanh lên, giết thằng danh này cho tao, Cao Lâm gào thét, hắn chỉ sợ nếu chậm trễ một chút nữa, sẽ còn xảy ra chuyện kinh khủng hơn. Rắc. Hắn vừa dứt lời, tiếng xương gãy vụn va đập vào nhau lại vang lên. À à à. Diệp Phàm hét lên thảm thiết, nước mắt giàn giụa, cơn đau do khớp xương gãy nát nhấn chìm hắn vào hố sâu địa ngục. Dừng tay à à à, Diệp Phàm thét lên khàn cả giọng, gồng hết sức ngăn đám bảo vệ đang định xông lên. Đám bảo vệ lập tức chùn bước. Cậu chủ Diệp, anh sao rồi? Cao Lâm run rẩy quỳ lết dưới đất, hoảng loạn hỏi. Diệp Phàm gặp nạn ngay tại địa bàn của hắn, từ nay về sau, tương lai của hắn mờ mịt không thể đoán định, hắn khóc nấc lên, chỉ hận không thể chịu tội thay Diệp Phàm. Mọi người chung quanh nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, mí mắt cũng run rẩy theo. Cánh tay kia đang nằm ngoặt dưới chân Trần Đức, đã biến dạng không còn phục hồi được nữa. Đừng nói là Diệp Phàm, ngay cả những người đứng nhìn cũng cảm thấy đau nhói. Quỳ xuống hết đi. Giọng nói của Diệp Phàm đau đớn cùng cục. Hắn ân hận vì sao mình lại đứng gần Trần Đức như thế. Nếu đứng xa một chút, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bất kể đi đến đâu, hắn đều là tâm điểm chú ý, được người khác ngưỡng mộ, tôn sùng. Thế nhưng hôm nay, lại bị người khác nghiền nát dưới chân. Hắn hận, nhưng mà, có hận cũng chẳng ích gì. Vào lúc này, hắn không thể không nhận mình yếu thế. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân, hắn thật sự sợ Trần Đức sẽ làm ra những chuyện ghê gớm hơn nữa. Hắn thề, chỉ cần hắn thoát được, hắn nhất định sẽ giết chết Trần Đức. Khương Sơ Nhiên, Trần Lập, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải, Đồng Lâm, Cao Lâm, tất tần tật đều dại ra. Quỳ xuống. Diệp Phàm bắt cả bọn quỳ xuống. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám tin. Nhưng mà, ai nấy đều biết sức mạnh của Diệp Phàm. Nếu thật sự chọc giận hắn, làm nghịch ý hắn, e rằng từ nay về sau cả dòng họ nhà mình sẽ bị hủy hoại triệt để. Dù sao, gia đình họ đều dựa vào Diệp Thế Long kiếm cơm, nâng đỡ, mới có ngày hôm nay. Quỳ mau, Diệp Phàm cảm nhận được Trần Đức đang đè chặt gót chân hơn nữa, cả người run giật, một lần nữa giống lên. Bịch, bịch, bịch.
Cả đám Hồ Minh Đào giật nảy mình, sợ đến nỗi quỳ rớt gối. Toàn bộ đại sảnh của khách sạn lúc này hoàn toàn im bặt. Không ai dám lên tiếng. Thậm chí bọn họ cũng không dám xôn xao. Sáu người vừa quỳ xuống kia, dù là kẻ kém cỏi nhất như Cao Lâm cũng đường đường là tổng giám đốc khách sạn. Những kẻ còn lại, có ai không phải là cậu ấm cô chiêu những gia tộc có máu mặt. Bọn họ căn bản không dám bàn tán bậy bà, chỉ sợ sau này bị ghim. Thậm chí, không có ai dám lấy điện thoại ra quay lại, chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Không khí trong phòng im lặng nặng nề, nghe được cả tiếng kim rơi. Ai nấy đều cho rằng, Trần Đức điên nặng rồi. Một phút huy hoàng sẽ nhanh chóng tắt ngóm, sau ngày hôm nay, chắc chắn người này sẽ lọt vào tầm trả thù dã man nhất của bọn cậu ấm cô chiêu no cơm rừng mỡ này. Hậu quả chắc chắn còn thê thảm hơn Diệp Phàm gấp bội. Anh Trần, như vậy đã được chưa? Diệp Phàm cố nén đau, giọng nói run rẩy khẩn khoản nhìn Trần Đức. Không phải quỳ với tao. Trần Đức lãnh đạm nói, là quỳ xin lỗi Tiểu Thanh, nghe không hiểu tiếng người à. Ngay lúc đó, không cần chờ Diệp Phàm ra lệnh. Cao Lâm là người đầu tiên xoay sang Miêu Tiểu Thanh giống lên, Tiểu Thanh, anh xin lỗi, hôm nay anh thật lòng xin lỗi em làm ơn bảo anh Trần thả cậu chủ Diệp ra đi. Cô Miêu, xin lỗi. Cô Miêu, xin lỗi. Cô Miêu, Đồng Lâm gào lên một tiếng rồi nín thinh. Cô ta không cam lòng. Cô ta sinh ra đã có thân phận cao quý, dựa vào cái gì lại phải xin lỗi một con vịt xấu xí. Khi cô ta đang do dự thì Khương Sơ Nhiên đã đưa tay chạm nhẹ vào người cô ta. Xin lỗi, Đồng Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, trong lòng tràn đầy sự căm hận. Sau khi mọi người đều quỳ xuống đất xin lỗi Miêu Tiểu Thanh, Diệp Phàm mới đè nén cơn đau, nói với Trần Đức, anh Trần. Bà! Diệp Phàm còn chưa nói xong, Trần Đức đã lạnh nhạt nhìn về phía Cao Hiểu Nguyệt. Cả người Cao Hiểu Nguyệt run bần bật, kinh hãi nhìn Trần Đức. Lại đây, đánh hắn, Trần Đức chỉ vào Diệp Phàm, lời nói không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt kia lại lộ vẻ lạnh lùng vô cùng. Làm những chuyện này, Trần Đức không hề có gánh nặng tâm lý gì cả. Có ơn nhất định phải trả. Có thù chắc chắn không thể nhịn. Đây là tín điều trong cuộc đời anh. 13 năm đã trôi qua như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Anh coi Diệp Phàm và những người khác như ruồi, cho phép họ chế giễu lần đầu, nhưng Đồng Lâm lại một lần nữa xuất hiện. Sao anh có thể không nhìn ra nhóm người này đang cố ý gây sự? Anh có thể chịu đựng đám ruồi bay lượn xung quanh, nhưng không có nghĩa là anh có thể chịu được bọn chúng cứ liên tục kêu vo ve bên tai. Nếu khiến anh khó chịu, anh sẽ hành động dứt khoát. Hơn nữa Cao Hiểu Nguyệt, thân là mẹ kế của Miêu Tiểu Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không những không giúp đỡ con gái mình, mà con vào thời điểm quan trọng quật ngược lại một vố. Tất nhiên Trần Đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta như vậy. Anh muốn chặt đứt mọi con đường của Cao Hiểu Nguyệt. Để bà ta phải trả giá cho những hành động mà bản thân đã gây ra trong ngày hôm nay. Lại đây, đánh hắn, tát vào mặt hắn, Trần Đức nhàn nhạt bổ sung thêm. Không, tôi sẽ không ra tay với cậu chủ Diệp đâu, Cao Hiểu Nguyệt trợn trừng mắt, bất giác lùi về sau. Nếu bà ta dám ra tay với Diệp Phàm, từ nay về sau, e là bà ta sẽ không được yên ổn. Cho dù là bị ép buộc, thì cũng sẽ gây ra rắc rối lớn. Bà ta không dám. Ồ, Trần Đức nhìn Diệp Phàm dưới chân, tao nói không có tác dụng, vẫn là để mày nói thì hơn. Sắc mặt Diệp Phàm tái mét. Nhục nhã. Quá mức nhục nhã. Trần Đức thật sự là ức hiếp người quá đáng. Vậy mà lại bảo một người trong mắt hắn ta không bằng con chó đánh hắn ta. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, vô cùng do dự. À, đúng lúc hắn ta đang chần chừ thì cơn đau từ cánh tay lại truyền đến, khiến hắn ta đau đến hồn bay phách lạc. Vội vàng hét lớn, đánh tôi, đồ đàn bà thối tha, mau đánh tôi đi. Cậu chủ Diệp, Cao Hiểu Nguyệt nhìn hắn ta chằm chằm, lắc đầu. Đồ đàn bà thối tha, ông đây bảo bà đến thì bà cứ đến. Không phải bà muốn làm trâu làm ngựa cho tôi sao, bây giờ chính là cơ hội cho bà thể hiện đấy, nhanh lên. Diệp Phàm cảm thấy được rõ ràng là Trần Đức đang dùng lực dẫm lên vị trí bị gãy của cánh tay hắn ta, trong lòng sợ hãi đến cùng cực. Hắn ta thà bị Cao Hiểu Nguyệt đánh còn hơn là để Trần Đức ra tay. Sắc mặt Diệp Phàm rất hung dữ, trông vô cùng khủng khiếp, dọa Cao Hiểu Nguyệt sợ tái cả mặt,
Bà ta run rẩy bước lên trước, ngồi xổm xuống, Trần Trừ không dám xuống tay. Đánh tôi, nhanh lên. Diệp Phàm lại bị đạp đau muốn khóc, cánh tay đau nhức như muốn nứt đến nơi, cầu xin bà đấy, khốn kiếp, đánh tôi đi. Bộp. Cao Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng tát vào mặt hắn ta một tát. Mẹ nó, có thể mạnh tay hơn chút không? Diệp Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất mãn của Trần Đức, hắn ta gầm lên, nước bọt bay tung tóe, bà chưa ăn cơm hả, đồ đàn bà chó má. Loại tiện nhân như bà còn muốn làm chó của tôi, con mẹ nó, bà đánh người thế này, làm chó còn không đủ tư cách, bà có đi làm gái cũng không ai thèm. Giọng nói của Diệp Phàm ngân rất dài, trên cánh tay đau như cắt khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Bị sỉ nhục như vậy, cuối cùng Cao Hiểu Nguyệt cũng có chút tức giận. Hiện tại đã là tù nhân dưới chân người khác, mà vẫn còn ngông cuồng như vậy. Bà ta không kìm được, vung tay tát mạnh một phát. Bốp! Cái tát dứt khoát này giáng xuống, lúc này Diệp Phàm mới cảm thấy cánh tay đau nhức đỡ hơn một chút. Chỉ một chút kịp thời này cũng khiến hắn ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù, trên mặt đang nóng bừng. Nhanh, tiếp đi! Diệp Phàm hét lên, đàn bà thối tha, đàn bà ngu ngốc, tiếp tục đi! Bà chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao, nếu bà không đánh ông đây tới bến, sau này ông đây ra ngoài sẽ đánh chết bà. Bốp! Cao Hiểu Nguyệt bật khóc, bà ta bị mắng đến phát khóc, lại một tát nữa giáng xuống. Bốp! Bốp! Tượng đất cũng có ba phần lửa, Diệp Phàm lớn tiếng sỉ nhục bà ta trước mặt nhiều người như vậy, bà ta rất tức giận, liên tục tát đến phát này đến phát khác. Trong sảnh khách sạn yên tĩnh, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bốp chát vang lên. Mí mắt của một số người giật giật, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Tình cảnh bây giờ vô cùng lúng túng khó xử. Bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh này. Bất cứ ai nhìn thấy Diệp Phàm bị sỉ nhục, xong chuyện chắc chắn sẽ bị hắn ta tìm đến cửa. Nhưng, bọn họ căn bản không dám rời đi. Trong sảnh khách sạn, bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Mọi người nhìn Trần Đức chằm chằm, như đang nhìn một kẻ điên. Tên này quá ngông cuồng, quá hung hăng kiêu ngạo. Hắn thực sự không sợ chết sao? Miêu Tiểu Thanh vừa trải qua một đợt hoảng loạn. Nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh đạm của Trần Đức. Cô ta không những không sợ hãi, mà thay vào đó còn nảy sinh một loại cảm giác hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, kể từ khi mẹ ruột cô ta mất, chưa từng có ai bảo vệ cô ta như người đàn ông trước mặt này, vì cô ta bất chấp tất cả, không sợ phải trả giá. Bất kể hôm nay Trần Đức làm gì hay có hậu quả gì xảy ra, cô ta cũng quyết tâm cùng anh gánh chịu. Cô ta rất sợ hãi, nhưng cảm giác hạnh phúc lại chiếm phần nhiều. Thậm chí, cô ta còn muốn Trần Đức trở thành bạn trai thực sự của mình, bầu bạn với cô ta một đời một kiếp, cùng nhau già đi. Trong lòng cô ta, vì Trần Đức mà nổi lên từng đợt dao động. Bốp! Bốp! Tiếng tát tai vẫn tiếp tục. Cao Hiểu Nguyệt giống như phát điên. Đã chót thì phải chết, dù sao cũng đã xuống tay đánh rồi, đánh nhiều hay đánh ít cũng không có gì khác biệt. Khuôn mặt của Diệp Phàm bị bà ta tát đến nỗi sưng vù. Cao Lâm, Khương Sơ Nhiên, Đồng Lâm, Trần Lập, Hồ Minh Đào và Tô Sinh Hải đều chết lặng. Cảm xúc trong lòng bọn họ đang rất phức tạp. Cũng thấy có chút may mắn. May là Trần Đức không làm gì bọn họ. Quỳ xuống, so với Diệp Phàm hiện tại còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Kẻ nào dám đánh con trai tao? Đúng lúc này, đột nhiên, trước cổng khách sạn, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại. Trên xe, một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta có lông mày rậm, đôi mắt to, giọng nói hung dữ, trên người mặc một bộ Âu phục sang trọng cùng với đôi giày da, toát lên khí chất của một người bề trên. Phía sau ông ta, một người đàn ông cao lớn thân thể cường tráng khoảng hơn 20 tuổi cùng ông ta bước vào. Khí thế oai hùng. Thấy có người đến, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía đó. Diệp Thế Long, ông ta thực sự đã đến đây. Trong lòng mọi người run rẩy. Ai cũng biết rằng Diệp Thế Long không phải là người tốt. Trong toàn bộ tập đoàn Thiên Dương, ngoại trừ Trương Thiên Dương, ai có thể trị được ông ta? Không có ai cả. Người này hành động dứt khoát và tàn nhẫn, chuyên phụ trách những chuyện có một số khía cạnh đen tối của tập đoàn bất động sản Thiên Dương. Bố! Nhìn thấy Diệp Thế Long, lúc này, Diệp Phàm giống như đã nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng hét lớn, cứu con bố ơi! Cứu con với! Tiểu Phàm! Diệp Thế Long bước vào đại sảnh,
ông ta chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng ở đó. Bạn bè của con trai ông ta, quỳ dưới đất thành hàng. Còn con trai ruột của ông ta, lại bị một người đàn ông mặc quần áo xộc xệch dẫm lên, hai tay đã biến dạng. Cho dù là người ngoài ngành y, ông ta cũng có thể thấy rõ cánh tay đó đã bị gãy. Hơn nữa, chắc chắn là xương cốt đã vỡ nát tan tành. Khoảnh khắc này, sắc mặt Diệp Thế Long lập tức trở nên xa sầm. Hồ Minh Đào đã nhắn tin cho ông ta, nói với ông ta rằng Diệp Phàm xảy ra chuyện rồi, sau đó gửi kèm một dòng địa chỉ. Trên tin nhắn, viết hai chữ nhanh lên. Ông ta biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Tưởng Diệp Phàm đã chọc phải một nhân vật lớn nào đó, gặp chuyện phiền phức. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại như thế này. Sắc mặt ông ta u ám cùng cực, liếc mắt nhìn Trần Đức. Quay người lại nói với người đàn ông phía sau ba chữ, phế hắn đi. Từ trước đến nay, Diệp Thế Long luôn là một người hung ác. Phong cách hành sự của ông ta, chỉ cần hai từ. Tàn nhẫn. Đối mặt với Trần Đức, ông ta còn không có hứng thú muốn biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết người của nhà họ Diệp, con trai của ông ta Diệp Phàm, hiện tại đang bị kẻ khác đạp dưới chân. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nín thở, Diệp Thế Long có thân phận cao quý, ngày thường bọn không thể nào nhìn thấy ông ta. Lúc này, không dễ dàng gì mới gặp được, nhưng ông ta lại đưa đến cho bọn họ một cảm giác rùng rợn. Khí thế trên người ông ta quá mạnh mẽ, như thể ông ta là nhân vật chính ở đây, mỗi một động tác đều thu hút sự chú ý của mọi người. Cuối cùng Đồng Lâm, Khương Sơ Nhiên, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải, Cao Lâm và những người khác cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Diệp Thế Long, bọn họ đang định đứng dậy thì. Ai cho các người đứng dậy, ai ngờ lúc bọn họ vừa mới chuẩn bị đứng lên thì giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thế Long đột nhiên vang lên, quỳ xuống. Rụp, tất cả mọi người lại quỳ xuống lần nữa. Bọn họ không hiểu tại sao, nhưng không ai dám hỏi. Hừ, một lũ rác rưởi, Diệp Thế Long hừ lạnh, nhiều người như vậy cũng không bảo vệ con trai ông ta thì có tư cách gì để đứng chứ. Lúc này, người đàn ông đứng sau Diệp Thế Long vừa nhận được mệnh lệnh đã rút dao găm ra. Con dao găm rất ngắn, hình chữ S, có một rãnh máu đỏ ở giữa, sáng đến chói mắt. Quan trọng nhất là trên mặt sau của con dao găm còn có một mũi ngạnh. Loại dao găm này đâm vào cơ thể người có thể tạo thành một vết thương, khi nó rút ra khỏi cơ thể người lại có thể tạo thêm một vết thương khác. Nhớ kỹ, tay chân của hắn đều phải gãy, Diệp Thế Long thấy tên đó đang chuẩn bị hành động, lại bổ sung thêm, từ biên hoang trở về, mày chưa từng thấy máu đúng không? Lần này, mày có thể thoải mái ra tay. Yên tâm, tôi sẽ khiến ông hài lòng. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo ghi lê đen, trên cánh tay có hình xăm một con chim ưng đang dang rộng hai cánh, khi cơ bắp cuồn cuộn kia chuyển động, hình chim ưng đó tựa như đang vỗ cánh bay. Ngay cả khi hiện tại hắn không hề làm gì cả, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự quyết liệt phát ra. Người này chắc chắn không tầm thường. Đợi đã. Lúc này Miêu Tiểu Thanh không đứng im được nữa, cô ta biết sắp có chuyện rồi, bất giác chạy đến bên cạnh Trần Đức, chắn trước người anh. Không ai được phép làm anh ấy bị thương, muốn đánh anh ấy thì phải bước qua xác tôi trước đã. Miêu Triều Hải sững sờ, muốn xông lên đứng chặn trước mặt con gái, nhưng hai chân ông ta đã mềm nhũn không ngừng run rẩy, hoàn toàn mất kiểm soát. Ha! Người đàn ông có hình xăm cười nhạo, dùng lưỡi liếm lưỡi dao. Cô gái nhỏ, trong mắt phi ưng này, không hề phân biệt nam nữ. Nhất định đừng ngây thơ cho rằng cô là phụ nữ, tôi sẽ không ra tay. Phi ưng từng bước đi về phía Miêu Tiểu Thanh, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đến tận bây giờ, hắn chưa từng nhìn thẳng mặt Trần Đức, bởi vì một người sắp chết cũng chỉ có giây phút lìa đời mới xứng để hắn nhìn chính diện. Trở về từ biên hoang, hắn đã rất kiềm chế. Bởi vì nơi này không cho phép tùy tiện gây thương tích và giết người. Con dao của hắn đã rất lâu rồi không được uống máu. Vào lúc này, trong lòng Phi ưng cực kỳ hưng phấn. Khát máu và tàn nhẫn. Miễn là hắn cầm được con dao găm, gì mà đàn ông. Phụ nữ, trong mắt hắn, bọn họ không phải người, mà là con mồi. Sau vài bước, hắn đã đi đến trước mặt Miêu Tiểu Thanh. Miêu Tiểu Thanh rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô ta đối diện với loại người này, cả người lại bắt đầu run cầm cập, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, cô ta không lùi bước. Cô gái nhỏ,
đợi lát nữa cô sẽ biết đứng chắn trước mắt tôi là quyết định ngu ngốc đến nhường nào. Giọng nói của Phi Ưng hơi khàn, hắn nở nụ cười khát máu, tàn nhẫn giơ con dao găm trong tay lên. Xoẹt! Trong phút chốc, ánh dao lóe lên, mũi dao đâm thẳng về phía cánh tay của Miêu Tiểu Thanh. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Miêu Tiểu Thanh vô thức nhắm mắt lại. Trong mắt Phi Ưng càng ngày càng khát máu hơn, lóe lên tia hứng thú. Đã lâu rồi hắn chưa thấy máu, nên bây giờ cực kỳ thèm khát. Chỉ là... Giây tiếp theo, sắc mặt Phi Ưng đột nhiên đanh lại. Cánh tay đang giơ lên của hắn, vẫn còn cách Miêu Tiểu Thanh 10 cm, đột nhiên dừng lại. Không phải hắn ta muốn dừng lại, mà có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, giống như kìm sắt, khiến hắn không thể động đậy. Phải biết rằng sức mạnh từ cánh tay ấy lớn đến mức nào. Ngay cả khi ba người đàn ông trưởng thành cùng lúc giữ cánh tay hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn được sức mạnh từ cánh tay đó. Tuy nhiên, vào lúc này, lại bị một bàn tay nắm chặt. Hắn vô cùng kinh hãi và khiếp sợ. Vô thức ngẩng đầu lên, nhìn chủ nhân của bàn tay. Phi Ưng, dũng khí của mày thật sự càng ngày càng lớn đấy. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Trần Đức đứng bên cạnh Miêu Tiểu Thanh, ánh mắt đầy vẻ vui đùa. Lúc này, Phi Ưng, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt. Ngay lập tức, đồng tử của hắn tràn ngập vẻ kinh hãi và kinh hãi. Làm thế nào mà? Khuôn mặt trước mắt, hắn sẽ không thể quên. Chết cũng không thể quên. 6 năm trước, chính vì người này mà hắn phải từ biên cương trở về, làm vệ sĩ riêng. Trước khi Phi Ưng kịp phản ứng, Trần Đức đã dùng sức bóp vào lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay Phi Ưng run lên, 5 ngón tay vô tình buông lỏng. Con dao găm cong rơi khỏi tay hắn, Trần Đức liền bắt lấy nắm trong tay. Sau đó, xoay tay đâm một nhát. Phun, con dao găm đột ngột xuyên qua vai Phi Ưng. A, Phi Ưng kêu lên một tiếng thét điếc tai, kinh hãi nhìn con dao găm trên vai, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ gần 30 giây. Khi hắn ta hét lên, mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Phi Ưng hung hãn mà mọi người thấy lúc nãy, bây giờ lại nửa quỳ trên mặt đất, một tay che vai. Từ những kẽ hở giữa những ngón tay che phủ vai, những tia máu ứa ra. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Cao Lâm, Khương Sơ Nhiên, Trần Lập, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải, ai ai cũng choáng váng và đầy kinh hãi. Miêu Triều Hải ban đầu khá sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy con gái vẫn ổn, trái tim đang căng thẳng của ông đã nhẹ nhõm hơn. Phi Ưng quỳ xuống bên cạnh Cao Hiểu Nguyệt, Cao Hiểu Nguyệt sợ hãi hét lên, dưới đủ loại áp lực, cuối cùng bà ta cũng không chịu nổi mà ngất đi, bất tỉnh. Miêu Tiểu Thanh đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng hét, cô vốn đã bị thương, nghi ngờ mở mắt ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Đừng sợ, anh ở đây. Trần Đức nói nhỏ bên tai cô, sau đó, đứng ở trước mặt cô nhìn Phi Ưng, lấy một tay của mày, mày có ý kiến gì không? Không, không có, cậu Hoang, tôi không có ý kiến, sau lưng Phi Ưng lạnh toát, đối mặt với người trước mặt, vẻ khát máu trước kia hoàn toàn biến mất, không dám gây chuyện. Cậu Hoang, khi mọi người nghe đến tên của anh ấy, họ đều không thể giải thích được. Hắn, đang gọi người thanh niên đó sao? Miêu Triều Hải và Miêu Tiểu Thanh hai mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong toàn bộ khách sạn, chỉ có 2 người họ biết. Người đàn ông này, họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. Trần Bát Hoang, mày nghĩ rằng bố mày đến là có thể cứu mày sao? Trần Đức cúi đầu nhìn Diệp Phàm đang xanh xao dưới chân. Khờ khạo, giọng nói như tát xuống mặt Diệp Thế Long, Trần Đức từ từ nhấc chân lên. Lại dẫm lên cánh tay bị thương của Diệp Phàm một lần nữa. A a a a. Chân của Trần Đức đạp xuống, Diệp Phàm lại hét lên, nước mắt không ngừng chảy. Bố ơi, giúp con với. Lúc này Diệp Phàm vô cùng đau đớn. Rất khó để điều khiển, cơn đau như xé nát khiến hắn ta sống không bằng chết. Dừng lại. Diệp Thế Long vô cùng tức giận, và các đường nét trên khuôn mặt ông ta gần như xoắn vào nhau. Diệp Phàm. Con trai yêu quý của ông ta, bị dẫm đạp dưới chân. Hơn nữa, còn dẫm lên nó trước mặt ông ta. Không chỉ làm con tim ông ta đau xót vô cùng, còn làm ông ta không còn mặt mũi.
Những người xung quanh cảm thấy tê dại. Họ đều là những người bình thường với cuộc sống bình thường, vậy mà hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lại là máu chảy, lại là đầu rơi. Thằng điên, thằng này chắc điên rồi. Phi ưng, mày đang làm gì vậy? Diệp Thế Long gầm lên, nhìn Phi ưng quỳ một chân. Trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, liền thúc giục, mau đứng dậy, giải quyết thằng nhóc kia đi, nếu sự việc thành, tao cho mày 1.000 tệ. Nhanh! Diệp Thế Long không thể bình tĩnh được nữa, làm sao có thể chịu được con trai mình đang đau khổ trước mặt mình. Ông ta nóng lòng muốn xé xác Trần Đức bằng chính tay mình. Nhưng, ông ta không dám. Trần Đức tính tình tàn nhẫn, cho dù là ông ta là con cáo già, nhưng lúc này ông ta cũng có chút sợ hãi. Chó cùng dứt dậu, ông ta thật sự sợ nếu đến quá gần, Trần Đức sẽ chết theo mình. Phi ưng, 1.000 tệ, ngươi không phải rất yêu tiền sao, tại sao không làm gì? Phần thưởng xứng đáng, ông ta không tin dưới sự cám dỗ của đồng tiền, Phi ưng lại không nghe lời. Từ lâu ông ta đã nhìn thấu Phi ưng. Những người như Phi ưng giống như những con chó. Cho nó một ít xương và nó sẽ có thể cắn người. Sự khác biệt duy nhất là chó muốn có xương. Còn Phi ưng muốn tiền. Còn Diệp Thế Long chẳng thiếu tiền. Ông ta không tin rằng Phi ưng sẽ không nhượng bộ. Quả nhiên. Hét giá 1.000.000 tệ. Ngay sau đó. Phi ưng lại lấy ra một con dao găm trong người mình. Lần này, dùng tay trái. Cậu Hoang, cậu biết mà, tôi thích tiền. Phi ưng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy sự hung hãn. 6 năm trước. Hắn vẫn đang ở biên cương, làm lính đánh thuê. Hơn nữa, nó là một trong những lính đánh thuê nổi tiếng nhất trong chiến trường. Từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại. Cho đến ngày hôm đó, khi đội của hắn gặp người đàn ông tên Trần Bát Hoang này. Đám lính đánh thuê, không tàn cũng phế. Chỉ có hắn mới có thể toàn vẹn mà trở về Hoa Hạ. Trần Bát Hoang lúc đó không động đến hắn, chỉ vì một lý do. Hắn là người Hoa Hạ. Vì thế... Trần Bát Hoang đã tha mạng. Anh không bao giờ nghĩ rằng hôm nay, 6 năm sau, họ sẽ gặp lại nhau. Phi ưng chưa bao giờ là kẻ sợ chết. Bắt đầu từ ngày trở thành lính đánh thuê, hắn đã nghĩ trước 1 vạn cách chết. 6 năm nay, hắn vẫn luôn rèn luyện, một khắc cũng không dám buông lỏng, vì để có một ngày bi kịch không tiếp diễn nữa. Bây giờ, Diệp Thế Long ra cái giá 10 triệu. Hắn quyết định thử, cố nhẫn chịu cơn đau trên vai. Tay trái hắn lấy ra một con dao găm chuẩn bị ra tay. Diệp Thế Long bật cười. Chó, chính là chó. Chó luôn ăn xít. Chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt, hắn có thể bán mạng. Mày sắp chết rồi. Đúng lúc Phi ưng chuẩn bị ra tay, Trần Đức từ từ nói, tao biết mày không sợ chết, nhưng... Mày đã từng trải nghiệm cảm giác tận mắt chứng kiến mình chết chưa? Lời vừa được nói ra. Cả người Phi ưng run lên. Lúc này, hắn mới chú ý đến vai của hắn vẫn đang chảy máu. Con dao găm đó cắm trên bả vai, vẫn chưa rút ra. Theo kinh nghiệm của hắn, máu sẽ không chảy quá nhiều. Nhưng vai của hắn vẫn đang chảy máu, vẫn đang chảy, vốn không ngừng lại. Giống như vòi nước bị hỏng, không thể vặn chặt. Lập tức, trong lòng hắn xuất hiện nỗi sợ hãi. Đúng, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ chết một cách từ từ. Càng huống hồ bây giờ hắn thực sự cảm giác được quá trình của cái chết. Vết thương không đau, nhưng hắn có thể cảm thấy được, sinh mạng đang trôi đi. Đây là một cảm giác rất quỷ dị đến mức khiến da đầu hắn tê dại, ngẩn người tại chỗ, con ngươi run lên. Bây giờ chỉ có tao có thể cứu mày. Trần Đức hiện tại thông thạo hiểu biết y học. Y học có thể cứu người. Cũng có thể giết người. Nhát đao mà anh vừa đâm ra. Nhìn có vẻ tùy ý, trên thực tế là đâm chúng vào huyệt vị. Nếu anh không ra tay, Phi ưng sẽ nhìn bản thân chảy hết giọt máu cuối cùng, chết trong nỗi sợ vô tận. Nào, phế người tên Diệp Phàm này đi, tao có thể suy nghĩ giúp mày, Trần Đức nói rất thản nhiên. Nhưng chính lời nói thản nhiên này, khiến da đầu người ta tê dại. Phế Diệp Phàm, phế con trai của Diệp Thế Long. Hắn thực sự điên rồi sao? Một khi Diệp Phàm có bất trắc, Diệp Thế Long tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Trong cả đại sảnh chỉ có Miêu Tiểu Thanh không nói gì. Một là lần đầu tiên cô ta trải qua chuyện như này, cũng hơi ngây người.
hai là tất cả đều do Diệp Phàm dẫn đầu khơi mào, nếu không phải Trần Đức có bản lĩnh, người nằm dưới đất bây giờ chính là anh. Huống hồ, câu nói đầu tiên của Diệp Thế Long là muốn phế anh. Lúc này, anh lựa chọn Diệp Phàm là rất bình thường, rất bình thường. Điều duy nhất cô ta lo lắng là sẽ có người báo cảnh sát. Điều này, rõ ràng là Miêu Tiểu Thanh đã lo lắng thừa rồi, xét tình hình hiện tại, hình như không có ai gọi điện cho cảnh sát. Chuyện của Diệp Thế Long, ở đây không ai dám quản. Còn bản thân Diệp Thế Long ỷ thế ức hiếp người, càng sẽ không báo cảnh sát, đối với ông ta, báo cảnh sát thì sự việc sẽ càng thêm phức tạp. Ông ta xử lý bằng thủ đoạn của mình, hiệu quả càng cao, càng dễ dàng đạt đến hiệu quả mà ông ta muốn. Trần Đức chắc chắn điểm này, cho nên đêm nay mới phóng túng như vậy, lần đầu tiên thể hiện ra tính cách thực sự của mình. Nhóc con, nếu mày dám phế con trai của tao, lên trời xuống đất, không ai cứu được mày đâu. Diệp Thế Long gằn thấp giọng, uy hiếp Trần Đức. Nhưng, Trần Đức vốn không quan tâm đến ông ta, mà nhìn chằm chằm Phi ưng. Phi ưng cầm con dao găm, bước từng bước về phía trước. Trần Đức buông chân khỏi người Diệp Phàm. Anh biết rõ Phi ưng sẽ lựa chọn thế nào. Trên thực tế, Phi ưng cũng không làm anh thất vọng. Dần dần, hắn ngồi xổm xuống, con dao găm sắc nhọn trong tay bắt đầu lại gần Diệp Phàm. Không, đừng, chú ưng. Phập, Phi ưng như không nghe thấy, dao găm đâm vào một cánh tay khác của Diệp Phàm. Máu chảy điên cuồng. Sau đó nhanh chóng rút ra. Đâm vào chân của hắn ta. Phập, phập, chưa đến 10 giây. Hai chân và cánh tay hoàn chỉnh còn lại của Diệp Phàm hoàn toàn bị phế. Gân tay gân chân bị Phi ưng cắt đứt. Hắn như xe nhẹ quen đường, động tác thuần thục, rất rõ ràng, hắn từng làm không ít việc như này. Diệp Phàm lớn tiếng kêu thảm, vô cùng thê lương, gân xanh nổi lên, sắp ngất đi, Trần Đức dùng chân đá nhẹ hắn ta một cái, hắn ta liền trở nên vô cùng tỉnh táo. Cảm nhận một cách hoàn hảo nỗi đau trên người. Giết người rồi. A. Giết người rồi. Phút chốc, trong đại sảnh nhà hàng, cuối cùng những người đến tham gia yến tiệc không kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu kêu lớn. Bọn họ đã lúc nào nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như này. Mặt sàn của nhà hàng nhuốm máu đỏ tươi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Lúc này, trong mắt bọn họ, Trần Đức chính là ma quỷ, ma vương. Trước đó bọn họ cho rằng sự việc không liên quan đến mình, bàng quan ngoài cuộc, cuối cùng biết sợ hãi và hoảng hốt. Trong nhà hàng lập tức hỗn loạn. Không ở lại được nữa. Bọn họ không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Bọn họ muốn rời khỏi. Nhưng, bên ngoài cửa lớn nhà hàng, mười mấy người đã ngăn cản toàn bộ bọn họ. Những người này là do Diệp Thế Long đưa tới. Bất luận đi đâu, bọn họ quen đưa theo vệ sĩ. Huống hồ lần này là con trai xảy ra chuyện, để đề phòng để lộ thông tin, bọn họ đã dặn trước khi sự việc kết thúc. Không được để bất kỳ ai rời khỏi. Bọn họ lập tức chặn đường tất cả mọi người. Diệp Thế Long cũng không ngăn. Lúc này, ông ta đâu có tâm trạng đi ngăn những việc này. Con trai của ông ta đã trở thành phế vật hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Phàm khiến cả người ông ta cũng phải run lên, tức giận đến cùng cực. Sắc mặt Cao Lâm, Khương Sơ Nhiên, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải và những người khác càng thêm tái nhợt. Như thể bị quét một lớp sơn trắng, bọn họ quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Lúc này, bọn họ nghĩ đến những lời xúc phạm Trần Đức trước đây, những hành động coi thường Miêu Tiểu Thanh và xem cô như một bình hoa di động. Bọn họ chỉ phải quỳ xuống. So với Diệp Phàm thì tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Diệp Phàm, hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế rồi. Trần Đức yên lặng nhìn những người này, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, máu anh nhìn thấy quá nhiều rồi. Diệp Phàm, tao vốn là chỉ muốn dạy cho mày một bài học, không muốn khiến mày tàn phế. Trần Đức nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Mặc dù tên này rất đáng ghét, nhưng cũng không đến nỗi anh phải ra tay nặng như vậy. Chỉ tiếc là bố mày không biết tốt xấu, vừa đến đã muốn biến tao thành kẻ tàn phế, ý nghĩa của tàn phế mày hiểu không? Chính là giống như mày bây giờ. Trần Đức nói rất chân thành, những gì anh nói quả thực không hề sai. Diệp Thế Long không chỉ muốn biến anh thành người tàn phế, mà còn muốn lấy mạng anh. Từ ánh mắt của Diệp Thế Long, anh cảm nhận được một luồng sát khí. Cho nên, anh phải dạy cho Diệp Thế Long một bài học nhớ đời, không thể nào quên.
Hơn nữa, Trần Đức sẽ không hề động đến Diệp Thế Long, mà sẽ khiến Diệp Thế Long vì chuyện hôm nay cảm thấy tội lỗi, mặc cảm và khó chịu cả đời. Không làm gì ông ta mới là đả kích lớn nhất. Hoàng gia, khiến Diệp Phàm tàn phế xong, Phi Ưng quỳ xuống trước mặt Trần Đức. Hắn không nói gì, Trần Đức cũng có thể hiểu được ý của hắn. Ngay lập tức, anh gõ hai tiếng lên người hắn. Trong nháy mắt, máu đỏ đang phun ra nhanh chóng ngừng lại. Thấy vậy, Phi Ưng nhìn đến ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Hắn thực sự không thể ngờ, trên đời này lại có cách cầm máu như vậy. Trần Đức không thèm để ý đến sự kinh ngạc của Phi Ưng, anh nhìn Miêu Tiểu Thanh, áy náy nói. Tiểu Thanh, anh xin lỗi, để em phải chứng kiến cảnh tượng này. Không sao, em không trách anh. Miêu Tiểu Thanh cảm thấy trong bụng hơi khó chịu, nhưng cô không trách Trần Đức mà kiên quyết đứng về phía anh. Ổn rồi, chúng ta đi thôi. Trần Đức phớt lờ Diệp Thế Long và những người khác đang run rẩy vì sợ hãi, nắm tay Miêu Tiểu Thanh bước về phía cửa. Miêu Triều Hải muốn nói nhưng không dám lên tiếng. Ông đứng phía sau Diệp Thế Long và những người khác, muốn đi nhưng không dám. Bố em, Miêu Tiểu Thanh nhìn bố mình, muốn dẫn ông theo. Bác Miêu, bác còn đứng đó làm gì? Trần Đức nhìn Miêu Triều Hải. Miêu Triều Hải vô cùng vui mừng, vào thời điểm quan trọng, ông đã đứng về phía Miêu Tiểu Thanh. Nếu không, kết cục của ông chắc chắn sẽ không tốt hơn Cao Hiểu Nguyệt chút nào. Cả người Miêu Triều Hải run lên. Sau đó, ông đi về phía Trần Đức. Thật kỳ lạ, không có ai ngăn cản Miêu Triều Hải. Ngay cả Diệp Thế Long cũng không nói một lời. Rất kỳ lạ. Hiện tượng này tuyệt đối không bình thường chút nào. Tuy nhiên, Trần Đức tựa như không hề để ý, dẫn hai người đi ra ngoài cửa. Tao cho bọn mày đi rồi à? Vừa định bước ra cửa, cuối cùng giọng nói của Diệp Thế Long cũng vang lên. Giọng nói trộn lẫn sự run rẩy, tức giận và sợ hãi. Sát khí nồng nặc không hề che giấu. Không biết từ lúc nào, trên tay ông ta đã xuất hiện một khẩu súng. Súng lục bạc. Nòng súng chĩa thẳng vào người Trần Đức. Miêu Tiểu Thanh và Miêu Triều Hải quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh này, hai người lập tức tái mặt vì sợ hãi. Miêu Triều Hải bất giác đứng chắn trước mặt Miêu Tiểu Thanh. Chỉ có Trần Đức là cực kỳ bình tĩnh. Từ đầu anh đã biết trên người Diệp Thế Long có súng. Loại chuyện này sao có thể nằm ngoài tầm mắt của anh được? Chỉ có điều anh không ngờ Diệp Thế Long lại dám lấy súng ra trước mặt nhiều người như vậy. Phải biết rằng, pháp luật Hoa Hạ đã quy định rõ ràng, cấm không được mang theo những thứ này. Trần Đức không có chút gì gọi là hoảng sợ. Anh quay người lại, đi về phía Diệp Thế Long. Dừng lại cách họng súng chưa đầy nửa mét. Ông thử nổ súng đi. Tôi cũng muốn biết ông có thể giết tôi chỉ với một phát súng hay không. Tao không muốn nổ súng, tốt nhất là mày nên quỳ xuống. Diệp Thế Long chưa từng thấy thanh niên nào hung hăng kiêu ngạo như vậy, nhất thời có chút bối rối. Trước đây khi ông ta lôi thứ này ra, có ai mà không sợ chết khiếp, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Thật sự là lần đầu tiên có kẻ dám đi về phía nòng súng. Con trai tao tàn phế rồi, mày nhất định cũng phải vậy. Lúc này, Diệp Thế Long buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Diệp Phàm đã thành người tàn phế. Không sao cả. Cùng lắm thì ông ta sinh thêm đứa khác. Hay một đội bóng luôn cũng được. Nhưng, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép Trần Đức rời đi như vậy. Tôi không quỳ đấy thì sao, Trần Đức nhướng mày, nhưng trong lòng lại không chút sao động. Thậm chí, anh còn lấy một chai rượu ra, nhấp một ngụm ngay trước mặt Diệp Thế Long. Diệp Thế Long dám nổ súng bắn. Thì anh cũng dám giết Diệp Thế Long ngay khi ông ta bóp cò. Đến lúc đó, cho dù cơ quan tư pháp đến, anh cũng là tự vệ chính đáng. Anh rất tò mò liệu Diệp Thế Long có đủ can đảm để nổ súng hay không. Hay nói cách khác, anh rất mong đợi cảnh Diệp Thế Long nổ súng. Nòng súng của Diệp Thế Long chĩa thẳng vào Trần Đức. Miêu Tiểu Thanh cực kỳ sợ hãi, muốn lao lên nhưng Miêu Triều Hải đã giữ chặt cô lại. Cao Lâm, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải và những người khác nhìn chằm chằm về phía Trần Đức như thể đang nhìn một tên điên. Bọn họ thực sự chưa từng thấy một người không sợ chết như vậy. Được rồi, nếu đã như vậy, tao sẽ thỏa mãn mày, Diệp Thế Long lên đạn, một lần nữa nhắm thẳng về phía Trần Đức. Có điều, không hề nhắm vào đầu mà lại nhắm vào chân anh. Cho dù có điên cuồng đến đâu,
ông ta cũng không dám giết người ở chỗ đông người thế này. Chú Diệp, dừng lại. Ngay khi Diệp Thế Long muốn bắn, đột nhiên, có một tiếng hét lớn vang lên. Giây tiếp theo, một bóng dáng màu đỏ từ ngoài cửa chạy vào, chắn ngay trước mặt Trần Đức. Thấy có người đến, Diệp Thế Long giật mình. Hân Nhiên, sao cháu lại ở đây? Người vừa xuất hiện không ai khác chính là con gái của Trương Thiên Dương, Trương Hân Nhiên. Cô có ngoại hình xinh đẹp, thân hình gợi cảm nóng bỏng cùng giọng nói cực kỳ cuốn hút. Rất nhiều người có mặt ở đây đều biết cô gái này. Cô là con gái duy nhất của Trương Thiên Dương. Chú Diệp, anh ấy là bạn của cháu, chú làm ơn cất súng đi, Trương Hân Nhiên nhìn chằm chằm về phía Diệp Thế Long. Cũng may là cô đến kịp thời, nếu không với sự hiểu biết của cô về Diệp Thế Long, e là ông ta thật sự sẽ bóp cò. Đến lúc đó, nếu Trần Đức chết, không ai có thể cứu bố cô được nữa. Hắn là bạn của cháu. Hắn xứng không, đối mặt với Trương Hân Nhiên, Diệp Thế Long không hề nao núng, tránh ra, chú phải báo thù cho Tiểu Phàm. Trương Hân Nhiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, chú Diệp. Chú muốn bắn anh ấy thì bắn cháu trước. Trương Hân Nhiên rất đẹp. Môi đỏ, răng trắng đều như hạt bắp, tóc dài đến thắt lưng. Từ nhỏ đã là con nhà khuê các, lại được bảo dưỡng cực kỳ tốt, làn da trắng mịn không tì vết, lông mày lá liễu. Dáng người thon thả khoác lên bộ váy đỏ cực kỳ bắt mắt. Đứng chắn trước người Trần Đức, cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Khi Cao Lâm, Khương Sơ Nhiên, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải và những người khác nhìn thấy Trương Hân Nhiên, sắc mặt bọn họ liên tục thay đổi. Sao tên quê mùa này lại quen Trương Hân Nhiên được chứ? Quan trọng nhất là Trương Hân Nhiên còn không tiếc tính mạng để bảo vệ. Suy nghĩ sau này sẽ tìm Trần Đức báo thù của bọn họ bỗng nhiên rơi xuống đáy vực. Trương Hân Nhiên, địa vị của cô còn cao hơn cả Diệp Phàm. Bầu không khí lại yên lặng như mọi khi, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở cực kỳ nặng nhọc. Diệp Thế Long chĩa súng về phía Trương Hân Nhiên, mắt ông ta hơi nheo lại, nghiến răng nói. Hân Nhiên, cháu nhìn Diệp Phàm mà xem, nó đã thành thế nào rồi. Nó bị tàn phế rồi, cháu biết không? Cháu biết, Trương Hân Nhiên bình tĩnh đáp, vì có cầu nối là Diệp Thế Long, cô và Diệp Phàm cũng có chào hỏi qua lại vài lần. Với sự kiêu ngạo của hắn ta, tính tình chẳng khác gì Trương Tử Đằng, nhìn thấy chuyện này xảy ra, cô không hề kinh ngạc. Cho dù không có Trần Bát Hoang thì còn có Trần Cửu Hoang, Trần Thập Hoang. Nhưng, Trần Bát Hoang, tính mạng của Hoang gia, cháu nhất định phải bảo vệ, khuôn mặt xinh đẹp của Trương Hân Nhiên đanh lại, ánh mắt kiên định, không hề có ý thương lượng. Hoang gia, lại là Hoang gia. Trong mắt Miêu Triều Hải và Miêu Tiểu Thanh đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, hôm nay, đây là người thứ hai gọi Trần Đức như vậy. Hơn nữa, có vẻ như lai lịch của Trương Hân Nhiên không tầm thường chút nào. Khi Miêu Tiểu Thanh nhìn thấy cô gái xinh đẹp, dũng cảm, mặc đồ hàng hiệu nổi tiếng còn có khí chất cao quý như Trương Hân Nhiên, không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót. Cao Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải và những người khác. Ai nấy cũng đều liếc mắt nhìn nhau, im lặng không nói, tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong đáy mắt Diệp Thế Long lóe lên những tia sáng. Ông ta thực sự rất muốn bắn. Nhưng, Trương Hân Nhiên là con gái của Trương Thiên Dương. Là con gái của đại ca ông ta. Cả đời này, ông ta không phục bất cứ ai, chỉ phục mỗi Trương Thiên Dương. Chính Trương Thiên Dương đã cho ông ta tất cả những thứ như ngày hôm nay. Có nói đại ca ông ta có ơn chi ngộ và ơn khiến ông ta sống lại cũng không hề khoa trương. Ông ta không muốn Trương Hân Nhiên bị thương, cho chú một lý do. Hoang gia, Trương Hân Nhiên đang định nói thì một tiếng hét đột ngột vang lên ở phía cửa, sau đó bọn họ nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang vội vã chạy vào. Vì quá kích động và chạy quá nhanh nên ông ta đã bị ngã. Phía sau, một người trạc tuổi ông ta bước nhanh đến đỡ ông ta dậy. Anh Dương, anh có sao không? Không sao, tôi không sao. Trương Thiên Dương đứng dậy, trên người đã dính đầy vết máu dưới mặt đất, nhưng ông ta không quan tâm. Chỉ vội vàng chạy đến chỗ Trần Đức, ông ta cực kỳ kích động, Hoang gia, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Hoang gia, cậu có khỏe không? Không sao chứ? Trần Đức nhướng mày. Ông già này đến nhanh thật đấy. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta. E là sau khi biết chuyện nơi này thì đã vội vàng chạy đến đây ngay. Trên người vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ. Không sao, người xảy ra chuyện không phải tôi, Trần Đức mỉm cười, bình tĩnh nói,
Chủ tịch Trương, đã lâu không gặp. Bùm! Cuộc nói chuyện giữa Trần Đức và Trương Thiên Dương vang lên như một tiếng sấm nổ, vang vọng bên tai mọi người. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, toàn bộ đại sảnh rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ. Ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những người ở đây có thể không biết Trương Hân Nhiên, Diệp Thế Long, Diệp Phàm, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải. Nhưng, Trương Thiên Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Dương, người phát ngôn, người duy nhất lọt vào top 10 danh sách phú hào, người duy nhất từ tay trắng làm nên sự nghiệp, có ai không biết? Chỉ cần là người sống lâu năm ở thành phố Tần, ai mà chưa từng nhìn thấy Trương Thiên Dương xuất hiện trên TV, quảng cáo và các phương tiện truyền thông khác. Mặc dù, ông ta đã gầy hơn nhiều so với dáng vẻ xuất hiện trong quảng cáo. Nhưng, mọi người vẫn có thể nhận ra ngay. Ông ta là thần tượng trong lòng rất nhiều người. Trương Thiên Dương gọi thanh niên đó là hoang gia. Lúc này, trong lòng mọi người đều chấn động không thôi, không dám tin đây là sự thật. Cảm xúc của Khương Sơ Nhiên, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải và những người khác quay cuồng mấy lần, sắc mặt như vừa ăn phải ruồi, cực kỳ ngoạn mục. Trước đây, bọn họ còn chèn ép Trần Đức. Chế giễu Trần Đức. Tưởng anh là một tên quê mùa, nghèo khổ, không xứng để chơi chung với bọn họ. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tại sao lúc đó Trần Đức lại bình tĩnh như vậy. Quả thực, Trần Đức không nên chơi chung với bọn họ. Bởi vì bọn họ không xứng. Có lẽ, trong suy nghĩ của Trần Đức, bọn họ còn không đáng nhắc đến. Sắc mặt Cao Lâm càng thêm vi diệu, khóe miệng giật giật, ngoài bản thân hắn ra, không ai biết rõ tâm trạng của hắn hiện tại phức tạp đến mức nào. Hắn sợ hãi đến nỗi sắc mặt xanh mét. Nếu như hắn biết Trần Đức có lai lịch bất phàm như vậy thì sớm đã nịnh nọt lấy lòng Trần Đức rồi, bây giờ nói không chừng đã có kết quả khác. Hiện tại, ha ha, hắn chỉ là cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới của Trương Thiên Dương, thật không tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này, Cao Hiểu Nguyệt vừa tỉnh dậy sau cơn ngất, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, không chịu nổi, trợn trắng mắt rồi lại ngất tiếp. Đại ca! Diệp Thế Long không thể nào ngờ được Trương Thiên Dương sẽ đến đây, còn gọi thằng nhóc này là hoang gia nữa. Gia, không phải ai cũng gánh nổi xưng hô này. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng nghe Trương Thiên Dương gọi ai như vậy. Diệp Thế Long, làm cái gì đấy, còn không mau bỏ súng xuống. Khi Trương Thiên Dương nhìn thấy Diệp Thế Long vẫn còn cầm súng chĩa về phía trước, ông ta tức giận đến mức lao lên giật lấy khẩu súng kia. Diệp Thế Long không hề phản kháng. Ông ta vẫn đứng ngây người nãy giờ. Hoàng gia là ân nhân của tôi, nếu đụng vào cậu ấy thì chính là động vào tôi. Sau khi Trần Đức rời đi, Trương Thiên Dương đã huy động tất cả mọi người trong nhà, không ngừng tìm kiếm anh. 5 phút trước, ngay khi nhận được tin tức của Trương Hân Nhiên, ông ta liền tức tốc chạy đến đây ngay. Không ngờ lại thấy người bạn tốt của mình chĩa súng vào Trần Đức. Ân nhân, chuyện này tôi sẽ nói rõ sau. Bây giờ Trương Thiên Dương không có tâm trạng để nói quá nhiều, tình hình hiện tại rất phức tạp, trước khi bước vào, ông ta đã nghe kể về tình hình ở đây. Thế Long, con trai cậu dù gì cũng tàn phế rồi, tương lai của cậu ta tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn hoang gia nhất định không thể xảy ra chuyện gì được, cậu hiểu ý tôi chứ? Vâng, Diệp Thế Long cực kỳ kính trọng Trương Thiên Dương, nhất nhất nghe theo ông ta, không nói hai lời. Huống hồ, nếu như làm Trương Thiên Dương nổi giận, chỉ cần Trương Thiên Dương nói một câu thôi, tất cả tài sản đất đai trước đây ông ta đã được hưởng từ Trương Thiên Dương đều sẽ bị thu hồi toàn bộ. Đến lúc đó, ông ta không chỉ không thể trả thù cho con trai, thậm chí còn trắng tay. Là một kẻ thông minh, tất nhiên ông ta biết nên chọn lựa thế nào, đại ca tôi. Tôi hiểu rồi. Hiểu được là tốt. Trương Thiên Dương lạnh lùng buông một câu, sau đó nhìn ra cửa, trầm giọng quát, hai đứa nghịch tử kia trốn ngoài đó làm gì. Còn không mau lăn vào trong này. Ông ta vừa dứt lời. Hai người dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng từ ngoài cửa bước vào. Hai người này chính là Trương Tử Đằng và Trương Tử Ngọc. Trương Thiên Dương vừa nhìn thấy cả hai liền cả giận. Còn không quỳ xuống. Hai anh em Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc bước tới trước mặt Trần Đức, không nói lời nào lập tức quỳ xuống. Cậu chủ Trần, xin lỗi. Hai anh em cúi gằm đầu, đồng thanh hô lên. Tuy trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng mà,
Nếu không làm như vậy, tất cả những gì được nhà họ Trương cung cấp sẽ mất sạch, nào xe thể thao, gái đẹp, tiền bạc, tất tần tật mọi thứ mà xưa nay cả hai đều lấy làm tự hào. Hai người quỳ trên mặt đất. Mặt mày đỏ bừng. Đám người Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải, Cao Lâm, Trần Lập lại một lần nữa kinh ngạc ngẩn người. Ngày hôm nay, nhận thức của bọn họ đã được con người tên Trần Đức, hay còn gọi là Trần Bát Hoang này mở mang triệt để. Hai người đang quỳ kia đều là con trai của Trương Thiên Dương cả đấy. Trước mặt hai người đó, Diệp Phàm chẳng qua chỉ là em út mà thôi. Còn bọn họ càng chẳng đáng là gì, cùng lắm chỉ ngang ngửa với người hầu, cho dù lôi bọn họ ra làm bao cát chút giận, bọn họ cũng không dám đánh trả. Tính tình của hai thanh niên này ai cũng biết thừa, tuyệt đối không phải loại dễ dàng khuất phục. Nhưng hiện tại, hai người đó lại đang quỳ gối trước mặt Trần Đức. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều triệt để buông bỏ ý định trả thù. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi dũng khí đều bị rút cạn. Hắn biết, bây giờ hắn đã hoàn toàn ngã ngựa rồi. Trần Bát Hoang là một thằng điên. Nhưng mà hắn ta đủ tư cách để điên. Tư cách đó, ngay cả Diệp Phàm hắn cũng không thể chọc vào. Diệp Thế Long sẽ không những không trả thù cho hắn, mà từ nay về sau, hắn sẽ hoàn toàn mất đi địa vị ở nhà họ Diệp. Bởi vì, nhà họ Diệp sẽ không cần một kẻ tàn phế. Cậu chủ Trần, tôi xin lỗi, là tôi đáng chết, Trương Tử Đằng tự tát mình một bạt tai, tôi sai rồi, xin anh tha thứ cho tôi. Cậu chủ Trần, xin anh rộng lượng tha thứ cho chúng tôi, Trương Tử Ngọc cùng hùa theo. Trần Đức không nói gì, đến lúc này, anh đã giải quyết mọi chuyện hòm hòm rồi, giờ cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa. Chẳng thèm liếc đến đám người nhà họ Trương một cái. Trần Đức lách qua cả bọn, bước tới chỗ cha con Miêu Tiểu Thanh, đã xử lý xong bọn người này rồi, chúng ta đi thôi. Miêu Tiểu Thanh và Miêu Triều Hải lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại từ trong sợ hãi, vội vàng theo chân Trần Đức rời khỏi khách sạn. Không ai dám ngăn cản họ, ba người lách qua đám đông mà đi. Tất cả bọn bay đều là lũ khốn kiếp. Thấy Trần Đức chẳng buồn phản ứng, Trương Thiên Dương giận đến nỗi mặt mũi đỏ au, quay phát sang Diệp Thế Long, Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc và cả đám cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt đang quỳ mọp dưới đất. Tôi nói cho các người biết, hôm nay nếu các người không được cậu chủ Trần tha thứ, thì mẹ kiếp, cứ ở đó mà chờ xem tôi trừng phạt thế nào. Một đám chó chết ăn hại. Diệp Thế Long, chuyện ở đây tôi giao cho cậu xử lý, làm không được thì đừng vác mặt tới gặp tôi, cũng đừng trách tôi trở mặt không nhận anh em. Đã nhiều năm rồi chưa từng thấy Trương Thiên Dương giận dữ như vậy. Tài sản càng nhiều. Tính nết cũng dịu đi, ôn hòa hẳn lại, tỏ ra rất biết tu tâm dưỡng tính. Nhưng ngày hôm nay ông ta không thể kềm chết nổi nữa. Khoan đề cập đến chuyện mạng sống của ông ta là do Trần Bát Hoang ban cho. Một nhân vật lớn như Trần Bát Hoang, tương lai chắc chắn sẽ vươn đến vị trí cực cao trong xã hội. Chẳng bao lâu nữa, sẽ vượt qua hết thảy những đại gia, phú hào như bọn họ. Nếu mà, làm cho anh giận dữ. Vậy thì khác gì chán sống rồi. Trương Thiên Dương làm vậy không chỉ vì mạng sống của mình, mà quan trọng hơn là vì mạng sống của trên dưới nhà họ Trương, trên dưới tập đoàn Thiên Dương. Địa vị càng cao, càng thấu hiểu một điều, những đại gia lắm liền nhiều của bọn họ trong mắt một số người chẳng đáng là gì cả. Chỉ cần đạp một cái, cũng có thể rơi xuống vực sâu không đáy. Sử gia đã qua đời kia chính là loại người đó. Ông ta tin rằng Trần Bát Hoang cũng giống như vậy. Trương Thiên Dương không thể chọc vào những người này, nhà họ Trương, tập đoàn Thiên Dương hay bất cứ ai càng không thể chọc vào. Hai thằng ngu xuẩn này cứ quỳ ngay ngắn đó, không được tôi cho phép, không ai được phép cho bọn chúng đứng lên. Trương Thiên Dương xỉa tay vào hai thằng con trai, thói đời, cha thầy đồ con đốt sách, ông ta rít lên một tiếng qua kẽ răng, rồi vội vàng đuổi theo người vừa rời đi. Quan Hổ và Trương Hân Nhiên toàn đi theo, nhưng ông ta ngăn lại, Hoang gia không thích ồn ào. Hai người ở lại đây, phụ giúp Thế Long xử lý cái đám này. Nói xong vội vàng đuổi theo. Ông ta nhanh chóng nhìn thấy Trần Đức đi phía trước, bèn ngoan ngoãn đi phía sau. Một nhân vật cỡ bự lại khép nép đi đằng sau khiến Miêu Triều Hải hoảng hồn, cả người không tự nhiên chút nào. Còn Trần Đức, dường như không phát hiện sự có mặt của ông ta, chỉ lẳng lặng nói với Miêu Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, xin lỗi cậu nhé, đêm nay dọa cậu sợ rồi. Người phải xin lỗi là tôi. Mọi việc xảy ra đêm nay quả thực quá sức kinh khủng,
Miêu Tiểu Thanh hoàn toàn không ngờ đời mình cũng có ngày gặp phải chuyện như vậy. Trần Đức vô cùng tàn nhẫn lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao, cô hoàn toàn không sợ. Cô cho rằng Trần Đức làm như vậy hoàn toàn không sai. Ban đầu, cô cũng cho rằng Trần Đức có hơi ngông cuồng, cả ngu ngốc nữa, nên không khỏi lo lắng cho anh. Nhưng bây giờ xem ra, những điều cô lo lắng đều là dư thừa cả. Tất cả những việc xảy ra đêm ra đều là vì giúp cô, bảo vệ cô mà thôi. Cậu xem, cậu ăn mặc đẹp như vậy, thế mà lại dính máu rồi cả rượu nữa, thay bộ khác đi. Trần Đức lái câu chuyện sang hướng khác, mỉm cười nhẹ nhàng, bên kia có một trung tâm thương mại, chúng ta qua bên đó mua sắm đi. Được. Miêu Tiểu Thanh tính tình phóng khoáng cởi mở, liền theo Trần Đức vào trung tâm thương mại không chút ngại ngần. Lúc này đã là 10 giờ đêm. Trung tâm thương mại vẫn còn mở cửa, nơi đây vốn tập trung những cửa hàng thời trang hàng hiệu làm việc 24/24. Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh cùng Miêu Triều Hải vừa trải qua một buổi tối sóng gió, vẻ ngoài trông không được tươm tất cho lắm. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy họ thì cho rằng đây là người nghèo, thế nhưng lại thấy rõ Trương Thiên Dương đi đằng sau. Thế là lập tức hồ hởi hẳn lên. Cô ta không hỏi vì sao trên người Trương Thiên Dương lại dính máu. Dù sao thế giới của những nhân vật có địa vị không phải nơi cô ta có thể với tới được. Cô ta vui vẻ dẫn đường cho ba người Trần Đức đi thử đồ. Đối với chuyện ăn mặc, xưa nay Trần Đức đều không quá chú trọng, nên chỉ mua đại một bộ để thay. Còn Miêu Tiểu Thanh lại liên tục thử càng hăng hái, thế nhưng nhìn thấy bảng giá lập tức lạnh lòng. Đắt quá! Mấy bộ đồ này, cô thật sự không nỡ mua. Huống hồ! Rất có thể Trần Đức sẽ dành phần trả tiền cho cô không hy vọng anh tốn kém vì mình. Vì vậy chỉ chọn vài bộ tương đối rẻ đi đến phòng thử đồ. Miêu Tiểu Thanh vào phòng thử đồ rồi, Trần Đức mới bá vai Miêu Triều Hải nói. Bác may mắn lắm đấy. Trần Đức nhìn Miêu Triều Hải, nhàn nhạt nói, tối nay bác đã lựa chọn đúng, nếu không, hậu quả của bác còn thê thảm hơn cả Cao Hiểu Nguyệt nữa kìa, sau này, cháu hy vọng bác sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cả người Miêu Triều Hải cứng ngắc cứng còng, không nén nổi cảm giác ớn lạnh toàn thân. Mặc dù ông vẫn nghĩ Trần Đức là bạn trai của con gái mình, thế nhưng ông cũng không dám nhận danh phận bố vợ này một chút nào hết. Mà ngược lại, Trần Đức lại giống bố vợ của ông hơn. Tự dưng thấy chẳng còn chút oai nào nữa. Cậu chủ Trần dạy bảo rất đúng, tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tiểu Thanh, trước giờ tôi có lỗi với nó quá. Lần này là cô ấy nhờ cháu giả làm bạn trai, cô ấy không muốn để các người sắp đặt tình yêu cho mình. Giả á? Giả thật á? Miêu Triều Hải đờ mặt. Trong lòng ông vốn không hy vọng Trần Đức là con rể mình, dù sao người này cũng quá tàn nhẫn, chẳng khác gì một kẻ điên. Nhưng lúc này, khi biết Trần Đức thực sự không phải con rể tương lai, ngược lại ông có hơi thất vọng. Cách đó không xa. Trương Thiên Dương nghe nói vậy, chân mày khẽ nhíu lại. Thì ra là giả. Xem ra con gái ông ta vẫn còn cơ hội. Cậu chủ Trần, tôi hiểu rồi, Miêu Triều Hải gật đầu, về sau những việc này tôi đều tôn trọng quyết định của Tiểu Thanh. Bác hiểu được là tốt. Trần Đức không nói thêm gì nữa, bởi vì Miêu Tiểu Thanh đã mặc một bộ quần áo mới bước ra từ phòng thử đồ, vui vẻ cười hỏi anh thấy có đẹp không. Cuối cùng cô chọn vài món tương đối rẻ. Còn lại những bộ đắt quá đều trả lại. Nhưng Trần Đức không để ý những chuyện này, anh dành phần trả tiền, sau đó rời khỏi trung tâm thương mại. Trương Thiên Dương đi sau cùng, nói với nhân viên bán hàng, trong vòng một phút, cô hãy đóng gói quần áo lúc nãy tôi mặc và những bộ cô gái vừa rồi mới thử, hãy nhớ, chỉ cần có thử là gói hết lại cho tôi. Bên ngoài cửa hàng, Miêu Tiểu Thanh đã lái chiếc xe của cô đến đây, bỏ những túi quần áo trên tay Trần Đức vào cốp, đoạn nói. Muộn rồi, giờ gọi xe cũng bất tiện lắm. Trần Đức này, nhà cậu ở đâu vậy, tôi đưa cậu về. Cũng được. Trần Đức không từ chối làm gì, mỉm cười đồng ý, giờ này anh cũng nên về nhà rồi. Hoàng gia, xin chờ một chút ạ. Ngay khi Trần Đức định bước lên xe, Trương Thiên Dương từ cửa hàng quần áo hớt hải chạy ra, sức khỏe ông ta vẫn rất yếu, chạy gấp như vậy thật sự mệt đứt cả hơi. Không đề cập trực tiếp đến việc chữa bệnh, ông ta cầm mấy túi quần áo đưa cho Miêu Tiểu Thanh, chào cô Miêu. Mới lần đầu gặp mà đã để lại ấn tượng không tốt cho cô rồi, đây là quà tôi tặng cho cô, mong cô vui lòng nhận cho. Coi như là, họ Trương tôi đền bù những sự cố xảy đến với cô đêm nay. Miêu Tiểu Thanh sửng sốt.
Đương nhiên cô nhận ra, những bộ trang phục này lúc nãy cô vừa thử, đúng là cô rất thích chúng. Nhưng mà, cô không ngu ngốc, tất nhiên cô biết vì sao Trương Thiên Dương làm như vậy, đây hoàn toàn là vì Trần Đức, nếu không có Trần Đức, cô chẳng là gì trong mắt Trương Thiên Dương cả, đừng nói Trương Thiên Dương hào phóng tặng quà, ngay cả nhìn chưa chắc ông ta đã nhìn cô lấy một lần. Những thứ này, chắc chắn cô sẽ không nhận. Xin lỗi Chủ tịch Trương, vô duyên vô cớ không nên tùy tiện nhận quà, những món đồ này tôi cảm thấy không hợp với mình cho lắm. Cô nói một hơi, giọng điệu thẳng thắn không làm giá, cũng không luồn cúi, khiến cho Trương Thiên Dương hơi bất ngờ, rất ít người có thể thản nhiên nói với ông ta như vậy. Cô Miêu, đây chỉ là chút ít lòng thành của nhà họ Trương cũng như bất động sản Thiên Dương bồi thường cho cô, nếu như cô không nhận, tôi sẽ áy náy bất an lắm. Tiểu Thanh, nếu ông ta đã thành tâm thành ý như vậy, thôi thì cậu chịu khó một chút đi vậy. Lúc này, Trần Đức lên tiếng. Anh biết rõ mười mươi rằng Trương Thiên Dương đang muốn lấy lòng mình, nhưng không tìm được cớ gì với mình đành lợi dụng Tiểu Thanh để mở miệng. Không thể không khen một câu, sở dĩ Trương Thiên Dương có thể tay trắng lập nghiệp, hoàn toàn nhờ năng lực vốn có đạt tới ngày hôm nay, quả thật là phi thường. Cô Miêu, cô thấy đấy, ngay cả Hoàng gia cũng mở miệng rồi kìa. Cô tiện thể nhận đi, Trương Thiên Dương mừng rỡ, được Trần Đức ra mặt hộ, cũng có nghĩa là rốt cuộc anh cũng đã chấp nhận ông ta rồi. Nếu cứ như vậy, không chỉ mạng sống ông ta được kéo dài, mà trên dưới nhà họ Trương cùng tập đoàn Thiên Dương không còn lâm nguy. Không nói nhiều lời, Trương Thiên Dương nhét hết mấy túi quần áo vào cốp chiếc Cadillac. Miêu Tiểu Thanh thấy Trần Đức đã đồng ý thì cũng không tiện từ chối nữa, huống hồ những món đồ này, cô thật sự rất thích. Trần Đức nói: Tiểu Thanh, cậu với bác trai lên xe đi, tôi có việc muốn nói với ông ta. Được. Miêu Tiểu Thanh gật đầu, ngồi vào trong xe, Miêu Triều Hải cũng rời khỏi, xe của ông vẫn còn đang ở bãi giữ xe của khách sạn. Trương Thiên Dương, thời gian của ông còn 2 ngày nữa, chúng ta xem như có duyên với nhau, tôi sẽ giúp ông chữa bệnh, ông không cần phải đeo bám tôi mãi như vậy. Vâng, Trương Thiên Dương vội gật đầu. Đừng gọi tôi là Hoàng gia. Tôi chưa già đến thế, Trần Đức luôn nghĩ cái tên này rất hợm hĩnh, ngoài một số ít người gọi anh như vậy, còn lại anh đều nghe rất chướng tai. Vâng, cậu Trần, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời của cậu. Lúc này, khi Trương Thiên Dương đối mặt với Trần Đức, không biết sao trong lòng luôn có cảm giác run rẩy. Loại cảm giác này chỉ có 30 năm trước, khi ông ta còn là một cậu nhóc mới ra đời, lần đầu tiên lên thành phố mới có loại cảm giác như này. Khi đó, toàn là nỗi sợ hãi về thành phố, về tương lai. Nhưng lần này, lại là đối với Trần Bát Hoang. Như vậy đi. Trần Đức không có nhiều điều để nói với Trương Thiên Dương, điều quan trọng nhất là bảo ông ta đừng bám giết lấy anh. Cậu Trần, Trương Thiên Dương đột nhiên lên tiếng, lo lắng hỏi, cậu có thể để lại thông tin liên lạc được không? Chính vì không có thông tin liên lạc nên mới dẫn đến việc tìm được tin tức của Trần Đức lâu như vậy. Phải biết rằng, thế lực của nhà họ Trương cực kỳ lớn. Ngay khi mệnh lệnh được truyền xuống, toàn bộ gia tộc, tập đoàn, mạng lưới tình báo và tất cả quan hệ liên quan đến Trương Thiên Dương sẽ bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Trước đây, khi tìm người, Trương Thiên Dương cảm thấy đợi 1-2 ngày cũng chả sao cả. Nhưng lần này, ông ta thực sự hiểu ý nghĩa của câu 1 giây bằng 1 năm. Ông ta không muốn mất liên lạc với Trần Bát Hoang một lần nữa. Được. Trần Đức sao cũng được. Hai người lưu lại số điện thoại của nhau. Cậu và Sửu gia có ơn cứu mạng tôi. Sau này có việc gì cần sai khiến, xin cậu cứ phân phó, Trương Thiên Dương thận trọng nói, chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được. Trần Đức nói một tiếng đồng ý, không nói gì thêm nữa, lên xe của Miêu Tiểu Thanh rồi rời đi. Khó khăn lắm mới được nghỉ 1 ngày, cho nên Trần Đức sẽ không đến biệt thự của Tống Ngữ Yên mà bảo Miêu Tiểu Thanh đưa anh trở lại căn nhà mà anh đã thuê. Tiểu Thanh, lần sau gặp nhé, Trần Đức xuống xe, mỉm cười chào tạm biệt Miêu Tiểu Thanh rồi quay người rời đi. Trần Đức, nhìn thấy bóng lưng Trần Đức rời đi, Miêu Tiểu Thanh không khỏi hét lên một tiếng, Trần Đức dừng lại, còn có chuyện gì sao? Miêu Tiểu Thanh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Cô thích Trần Đức, nhưng ai biết được nhiều năm không gặp như vậy, anh đã có bạn gái hay chưa? Ví dụ là cô gái giàu có đã đứng chắn trước mặt anh ngày hôm nay. Không có gì, sau này liên lạc nhiều hơn nhé. Tất nhiên rồi. Trần Đức mỉm cười đồng ý, lúc này Miêu Tiểu Thanh mới lái xe rời đi.
Nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dần, Trần Đức quay người đi về phía nơi ở của mình, vừa đến tầng trệt đã nhìn thấy một chiếc Land Rover biển số màu trắng đậu ở một bãi đất trống cách đó không xa. Phía trước chiếc Land Rover có một người đàn ông trung niên ăn mặc khá lôi thôi, nhưng dáng đứng thẳng tắp. Hình Tông Đài. Trần Đức không ngờ ông sẽ đến tìm mình. Hoàng gia. Nhìn thấy Trần Đức, sắc mặt Hình Tông Đài trở nên phấn khích, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Hoàng gia, cuối cùng cậu cũng về rồi. Muộn như vậy rồi ông còn đến tìm tôi. Trần Đức không ngạc nhiên khi thấy Hình Tông Đài có thể tìm được nơi này, năm đó khi ông đến nhà giam làm quản giáo, hoàn toàn là uổng phí nhân tài, với quân hàm của ông thì cấp bậc hiện tại chắc chắn không nhỏ. Dựa vào cấp bậc của Hình Tông Đài cộng thêm việc ông vẫn luôn chú ý đến Trần Đức thì chuyện biết được nơi ở của anh không khó chút nào. Điều duy nhất khiến Trần Đức ngạc nhiên là muộn như vậy rồi ông vẫn đến đây. Lần này đến tìm cậu là vì có một số thứ muốn đưa cho cậu. Hình Tông Đài tự tay lấy một chiếc hộp gỗ màu đen từ trong cốp xe ra, những thứ này đều do tên điên kia để lại trong nhà giam, ông ta bảo tôi nhất định phải đưa cho cậu. Tên điên mà Hình Tông Đài nhắc đến chính là Sử Gia. Trước mặt Trần Đức, Sử Gia rất bình thường nhưng trong mắt người khác, ông ta là một kẻ điên điên khùng khùng, thường làm những chuyện mà người bình thường không thể hiểu được. Trái tim Trần Đức khẽ lay động, lúc trước Sử Gia có nói muốn đưa một vài thứ cho anh. Nhưng vì đồ của ông ta vẫn luôn được người trong nhà giam bảo quản, nên mãi vẫn chưa đến tay Trần Đức. Nhìn thấy những thứ này, Trần Đức liền biết rằng Sử Gia đã ra đi. Nếu như ông ta vẫn còn sống thì theo quy định những thứ này không được phép mang ra ngoài, càng không thể xuất hiện ở đây. Ông ấy, đã đi rồi sao? Trần Đức hỏi với tâm trạng nặng nề. Mặc dù Sử Gia có ơn với Trần Đức, nhưng ông ta đã phạm tội rất nặng. Theo luật pháp, án tử hình, chia xác, tất cả những gì Trần Đức có thể làm là thông qua nhiều mối liên hệ và mối quan hệ khác nhau giúp ông ta tránh được tội chia xác, giữ thi thể nguyên vẹn. Đã ra đi được một khoảng thời gian rồi, Hình Tông Đài nói thật, tôi cũng vừa nhận được tin này không lâu, những người đó đã thực hiện xử bắn theo lệnh của cậu, sau đó mai táng trong một nghĩa trang. Những hoạt động này là hành vi bất hợp pháp, luật pháp Hoa Hạ không cho phép làm những việc này. Quá trình thực hiện rất khó khăn, Hình Tông Đài không nói rõ lắm. Trần Đức có chút đau buồn. Rõ ràng đã biết Sử Gia sẽ chết, nhưng anh vẫn có chút khó chịu khi nghe tin tức này từ Hình Tông Đài. Chỉ có điều, Trần Đức không hề để lộ tâm trạng đau khổ. Đi, đi lên ngồi một lát. Khi đến nhà Trần Đức, Hình Tông Đài nhìn thấy xung quanh toàn là đồ đạc rẻ tiền, cách bài trí hơi lộn xộn, ông cười khổ. Hoàng gia, bây giờ cậu, có quen không? Không sao, mặc dù cuộc sống có chút nghèo khó, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái, có điều gần đây gặp phải rất nhiều chuyện phiền phức, có lẽ ông cũng biết. Trần Đức mỉm cười, giúp Hình Tông Đài rót rượu, sau đó lấy một đĩa đậu phộng trong tủ lạnh ra. Hai người ngồi trên một chiếc bàn nhỏ trò chuyện rôm rả. Đúng là tôi biết, Hình Tông Đài nói, Tử Hàm thế nào rồi? Ổn cả rồi, đừng cứ mãi hỏi chuyện của tôi, Trần Đức cười nói, bây giờ chức vụ khá cao nhỉ? Ngay cả cục trưởng cũng phải nghe ông chỉ huy. Cũng tạm, bây giờ tôi phụ trách cục cảnh sát ở thành phố Tần, Hình Tông Đài nói thật, cũng chỉ vì nhân dân phục vụ, tạm bợ qua ngày thôi. Hình Tông Đài rất khiêm tốn. Trần Đức biết rõ Hình Tông Đài hiện tại được xem là một quan chức hàng đầu, toàn bộ cảnh sát ở thành phố Tần đều nằm trong sự kiểm soát của ông, đây không phải là một chức vụ nhỏ. Không thể gọi là tạm bợ qua ngày được. Chỉ cần ông mở miệng nói một câu. Không biết bao nhiêu người sẽ chủ động đến tận cửa nịnh bợ lấy lòng ông, tặng tiền, tặng xe, tặng nhà. Có điều, Hình Tông Đài không phải là người như vậy, ông quả thực là một vị quan tốt, vì nhân dân phục vụ. Đừng thấy ông đối tốt với Trần Đức, nếu một ngày nào đó Trần Đức làm chuyện gì không có tính người. Thì nòng súng của Hình Tông Đài sẽ chĩa thẳng vào trán anh, bóp cò không chút do dự. Đây là Hình Tông Đài. Sinh ra vì công lý. Hoàng gia. Có phải cậu sắp chuẩn bị điều tra chuyện năm đó rồi không? Một lúc sau, Hình Tông Đài có chút hào hứng hỏi. Trần Đức không giấu giếm, anh đúng là có suy nghĩ như vậy. Anh chưa bao giờ quên chuyện quá khứ, cũng sẽ không buông bỏ. Như Sử Gia đã nói, có một số chuyện cuối cùng cũng phải đối mặt. Tốt quá rồi, nhất định phải điều tra rõ vụ án ấy, Hình Tông Đài vô cùng phấn khích. Năm đó... Một vụ án lớn đã xảy ra với Trần Đức. Vợ anh em của anh lần lượt ra đi. Đội ngũ năm ấy,
bây giờ chỉ còn lại một mình anh. Mặc dù Trần Đức đã tàn sát tất cả những kẻ ra tay ở nước ngoài, nhưng ai cũng biết đằng sau đám hung thủ đó còn có kẻ khác. Có manh mối chưa? Hình Tông Đài hỏi. Tạm thời vẫn chưa. Trần Đức lắc đầu, quay trở lại thành phố, quả thực anh muốn điều tra chuyện đã xảy ra năm đó, nhưng manh mối duy nhất còn sót lại là một tấm bản đồ máu do Trương Phàm để lại. Hơn nữa, di chứng trên người anh vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, nếu cố tình truy xét vào thời điểm này, nói không chừng sẽ bị đối phương tiêu diệt. Còn nhớ năm đó anh giết chết gia chủ của một gia tộc ở nước ngoài, trước khi chết, vị gia chủ đó đã nói với anh một câu. Trần Bát Hoang, cho dù mày có lợi hại đến đâu thì trước mặt những người đó cũng không bằng một con kiến, nếu hắn muốn tiêu diệt thì chỉ cần một ngón tay mà thôi. Người bọn chúng muốn giết không phải vợ mày, cũng không phải anh em mày, mà là... mày! Trần Đức chưa bao giờ quên câu nói này. Ít manh mối cũng không sao cả. Miễn là anh còn sống. Những người đó chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa. Vì vậy, Trần Đức không hề vội vàng. Điều anh phải làm là củng cố sức mạnh của bản thân. Hồi đó, gia tộc ở nước ngoài kia vô cùng lớn mạnh, mặc dù Trần Đức đã tiêu diệt được bọn họ, nhưng cũng phải hao tâm tổn sức, nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể làm được. Vậy mà người đàn ông đó lại nói, những người đứng trong bóng tôi kia nếu muốn giết bọn họ, chỉ cần một ngón tay. Có lẽ câu nói này quá phóng đại. Nhưng, cũng đủ để chứng minh sức mạnh của những kẻ ẩn nấp phía sau đó. Hoàng gia, tôi tin cậu có thể tìm được manh mối. Cho đến nay, toàn bộ Hoa Hạ, chỉ có mỗi Trần Đức biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, anh không muốn nói thì không ai rõ mọi chuyện thế nào. Hình Tông Đài muốn giúp nhưng cũng không giúp được nên chỉ có thể nói, nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi, lúc nào cũng được. Chỉ cần tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ giúp. Yên tâm, ông thấy tôi khách sáo bao giờ chưa? Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Hình Tông Đài có việc công phải làm, nửa giờ sau mới chào tạm biệt Trần Đức rồi rời đi. Trước khi đi, Hình Tông Đài lấy ra một lá thư và đưa cho Trần Đức, cái này là tên điên đó để lại cho cậu đấy. Cảm ơn ông. Trần Đức cầm lấy bì thư đặt sang một bên. Khi Hình Tông Đài đã rời đi, lúc này Trần Đức mới lấy chiếc hộp của Sửu Gia ra. Chiếc hộp gỗ hình vuông, được khóa bằng một ổ khóa han rỉ, Trần Đức giật mạnh một cái, ổ khóa lập tức bị gãy. Mở hộp ra, từ bên trong bốc lên một mùi ẩm mốc, những thứ bên trong đều là đồ của Sửu Gia luôn mang theo bên người lúc còn sống. Trần Đức cẩn thận lật xem một lượt. Anh tìm thấy một cuốn sách y học cũ. Trong cuốn sách ghi lại một vài kiến thức, Trần Đức đã được học từ trước, giờ vẫn nhớ như in. Ngoài ra, còn có một chiếc la bàn bát quái, bên trên phủ kín một lớp bụi trắng xóa, trông khá bí ẩn. Phù! Trần Đức thổi bay lớp bụi kia, để lộ hình dáng ban đầu của nó. Ở chính giữa la bàn bát quái là một hình thái cực đồ, thái cực âm dương bổ trợ cho nhau. Thái cực sinh tứ tướng sinh bát quái. Tưởng chừng đơn giản nhưng lại phức tạp vô cùng. Khoan nhắc đến thái cực và bát quái, chỉ với tứ tượng nằm lẫn lộn ở giữa, nó đã đại diện cho rất nhiều thứ rồi. Ví dụ, kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương, hay xuân hạ thu đông, âm dương cương nhu, đông nam tây bắc, tứ phương thần thú. Những kiến thức này Sửu Gia cũng đã từng chỉ dạy. Chắc chắn bát quái này là thứ Sửu Gia dùng để xem phong thủy và cắt hung. Ngoài cái là bàn bát quái ra, còn có một dãy kim bạc. Kích thước dài ngắn lớn nhỏ, có đủ cả. Trong đó, có một cây kim bạc khiến Trần Đức chú ý. Nói là kim bạc, nhưng thật ra toàn thân nó đen kịt, như bị ngâm trong mực, trên thân kim nhỏ bé còn được khắc một hoa văn mỉm cười. Nếu không xem kỹ những họa tiết này thì hoàn toàn không thể tìm thấy chúng. Tử kim. Nhìn thấy cây kim màu đen này, Trần Đức bất giác thốt lên một tiếng. Cây tử kim này, Trần Đức đã nghe Sửu Gia nhắc đến nhiều lần. Cây kim này có độc tính cao, nó được Sửu Gia tạo ra bằng cách sử dụng hơn 2.000 loại chất độc kết hợp với nhau bằng một phương pháp đặc biệt. Ai bị nó đâm, chắc chắn sẽ chết. Nó đã được Sửu Gia sử dụng như một vũ khí ẩn. Không biết bao nhiêu người đã mất mạng dưới mũi kim này. Trần Đức không ngờ tử kim lại nằm trong chiếc hộp gỗ này, anh cầm cây kim lên nhìn trái nhìn phải, không biết nó có thực sự thần kỳ như Sửu Gia đã nói hay không. Anh cẩn thận cầm cây tử kim trên tay. Sau khi quan sát kỹ lưỡng liền đặt nó sang một bên. Trần Đức đã hạ quyết tâm, nếu có cơ hội anh nhất định phải thử sự thần kỳ của cây tử kim này. Ngay sau đó,
anh kiểm kê hết một lượt những thứ còn lại, đa số đều là những thứ nhỏ bé kỳ lạ, ngoài ra còn có một số lọ thuốc và những loại thuốc tương tự, thuốc độc cũng có, thuốc cứu người cũng có. Tổng cộng 12 lọ, mỗi lọ đều được ghi tên, Trần Đức chỉ cần nhìn là biết cách sử dụng thế nào. Sau khi thu dọn đồ đạc bên trong chiếc hộp gỗ, cuối cùng, anh mới cầm lấy lá thư của Sửu Gia mở ra xem. Bát Hoang, tôi tin rằng khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã đi đến một thế giới khác, âm dương cách biệt, bảo trọng. Chỉ một câu duy nhất. Chỉ có một câu đơn giản như vậy. Không có lời dặn dò nào cả. Nói cách khác, cần dặn dò thì ông ta đều đã dặn dò Trần Đức trước rồi, bức thư này chỉ là muốn nói lời từ biệt với Trần Đức. Sửu Gia, ông yên tâm đi, con đường của ông, tôi sẽ giúp ông đi tiếp. Bùm! Đột nhiên, một tiếng sấm dữ dội vang lên ở phía cửa sổ. Một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời đêm. Cơn mưa mùa hạ nói đến là đến, bên ngoài cửa sổ lập tức vang lên từng đợt tiếng mưa rào. Trần Đức lấy bình rượu ra, đổ một ít xuống đất, sau đó uống hết rượu còn lại trong bình rượu nhỏ. Biết tin Sửu Gia đã ra đi, cho dù Trần Đức có một trái tim mạnh mẽ nhưng lúc này anh cũng cảm thấy hơi khó chịu, nghĩ đến những chuyện cũ lúc ở trong tù mà lòng buồn rười rượi, ngồi trên sofa không nói gì hồi lâu. Đột nhiên, điện thoại di động của Trần Đức rung lên, vậy mà lại là cuộc gọi của Diệp Khánh Ngôn. Có chuyện gì sao, cầm điện thoại lên, tâm trạng Trần Đức không được tốt cho lắm, không nói nhiều lời. Trần Đức, nhanh đến, cứu chúng tôi. Giọng nói ngắt quãng và yếu ớt của Diệp Khánh Ngôn phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Xảy ra chuyện gì thế? Sắc mặt của Trần Đức trùng xuống, trong lòng biết đã có chuyện không ổn. Nhanh đến, núi Hồng Nha. Mưa lớn đổ xuống quét sạch hơn nửa thành phố Tần, trời đã khuya, hầu như không còn người đi đường. Nước mưa chảy dọc theo sườn dốc của núi Hồng Nha trút xuống đường cái, thỉnh thoảng còn có sấm sét trên bầu trời. Trên đường cái gần đồi núi. Lúc này, vài chiếc ô tô va vào nhau. Một chiếc Rolls Royce màu đen, gần như biến dạng. Nhìn kỹ hơn, có vài bóng người ở trên đường. Bốn hoặc năm người trong số đó đã chết, nằm bất động, máu trên thi thể chảy theo mưa. Cách những thi thể này không xa, một cô gái trẻ đang ôm một người đàn ông trung niên, gào khóc dữ dội. Nhìn kỹ hơn, cô gái này chính là Tống Ngữ Yên. Còn người mà cô ấy đang ôm trong tay chính là bố của cô ấy, Tống Thiên Vũ. Bố ơi, bố phải cố lên, nhất định phải cố lên, bố chắc chắn sẽ không sao đâu. Tống Ngữ Yên vừa khóc vừa nói, mặt đầy nước mắt, cô ấy không ngờ hôm nay cả nhà vốn dĩ định cùng nhau đi du lịch, nhưng lại bị kẻ khác phục kích. Giờ phút này, trong lòng cô ấy vô cùng hoảng sợ, kinh hãi, bất lực. Trước mặt bọn họ, Diệp Khánh Ngôn đã bị thương ở bụng dưới, quần áo bị xé rách, phía dưới có một vết dao sâu, nhìn thấy mà phát hoảng. Cô ấy siết chặt vết thương, điện thoại rơi xuống đất, con người hiện lên vẻ sợ hãi nhìn chòng chọc vào người đối diện. Trước mặt cô ấy, có bốn bóng người đang chiến đấu khốc liệt. Ba chọi một. Ba người trong số đó có thân hình vạm vỡ, tất cả đều mặc đồ đen, bịt kín mặt, trên tay cầm con dao dính đầy máu đỏ. Đôi mắt của người đàn ông thủ lĩnh kia cực kỳ sắc bén, giống như dã thú trong đêm đen, đôi mắt xanh lam toát ra sát ý nồng nặc. Sát thủ. Bọn họ là sát thủ thực sự, mỗi một chiêu đều có thể lấy mạng người khác. Ba người đó đang đồng thời tấn công một bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn. Dưới ánh sáng lóe lên của sấm chớp, thỉnh thoảng có thể thấy được giữa những bóng người xen vào nhau, bóng đen nhỏ bé kia đã bị thương. Trong lòng Diệp Khánh Ngôn vô cùng kinh hãi, từ nhỏ cô ấy đã luyện võ, nhưng chưa từng giết ai, cũng chưa từng chứng kiến người khác giết người. Tối nay, cô ấy lại thấy ba người lần lượt giết chết vệ sĩ của Tống Thiên Vũ. Những vệ sĩ này đều được tuyển chọn rất kỹ càng. Tuy nhiên, trong tay ba người bọn họ, những vệ sĩ này giống như cừu non bị giết thịt, căn bản không hề có cơ hội đánh trả. Nếu như bóng đen nhỏ kia không xuất hiện kịp thời, e là ngay cả cô ấy bây giờ cũng đã chết rồi. Bụp! Đột nhiên, bóng đen nhỏ kia bị đá bay, cả người bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hơn 3 mét, lăn đến trước mặt Diệp Khánh Ngôn. Các người, đi mau, bóng đen thấp giọng nói, nhìn chằm chằm Diệp Khánh Ngôn, nói xong lại tiếp tục đứng dậy, lao về phía trước. Ngữ Yên, chúng ta không thể ở đây lâu, chúng ta đi nhanh lên, chị đã gọi Trần Bát Hoang đến đón chúng ta rồi. Diệp Khánh Ngôn tỉnh táo lại đi đến bên cạnh Tống Ngữ Yên,
Lúc này Tống Ngữ Yên đã ngây người, mặt đầy nước mắt, quần áo ướt sũng vì mưa lớn, dưới làn váy dài thấp thoáng làn da trắng như tuyết. Cô ấy ôm Tống Thiên Vũ khóc không thành tiếng. Tống Thiên Vũ bị thương nặng, cơ thể suy nhược, thở không ra hơi, cả người dính đầy máu. Ngữ Yên, con mau đi đi, đừng lo chấm CSO bố. Ông ấy nói ngắt quãng từng chữ, mất một lúc lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh, mưa tạt vào mặt, hòa lẫn máu và nước, trông cực kỳ đáng sợ. Đoàng. Sau một tiếng sấm chói tai, tia chớp lại lóe lên, dưới bầu trời đêm là những thi thể và vết máu kinh hoàng. Không, con không đi. Tống Ngữ Yên ôm lấy Tống Thiên Vũ, nước mắt cô không ngừng trào ra, nếu không thể đưa bố mình đi, cô ấy sẽ không bao giờ rời đi, nguyện chết cùng nhau. Ngữ Yên, chúng ta lái xe rời đi, nhất định có thể đưa chủ tịch Tống đi. Diệp Khánh Ngôn có chút luống cuống, dù sao cô ấy cũng là con gái, chưa từng trải qua những chuyện như này. Nhưng, lúc này cô ấy vẫn nhất quyết không trốn chạy một mình, nếu cô ấy một mình trốn đi, e là sau này sẽ sống trong cảm giác bất an cả đời. Chúng ta ở đây, chỉ có thể là gánh nặng, sẽ liên lụy đến vị ân nhân kia. Ngữ Yên, đứng dậy đi, đưa chủ tịch Tống lên xe. Vâng, vâng. Tống Ngữ Yên sửng sốt hồi lâu, vừa nghe thấy Diệp Khánh Ngôn nhắc nhở như vậy, lúc này cô ấy mới nhớ ra còn có xe. Cô ấy cũng biết không nên ở đây lâu, cả người khó khăn đứng dậy. Hai người bọn họ, một người nâng đầu Tống Thiên Vũ, người kia nhấc chân ông ấy lên một chiếc xe hơi vẫn còn nguyên vẹn. Bụp. Đột nhiên, cách đó không xa có tiếng động, người mặc đồ đen giúp đỡ bọn họ lại bị đá bay ra xa. Lần này, người đó cũng bị thương, sau lưng bị chém một dao, vết thương rất sâu, máu tuôn ra nhuộm đỏ bộ quần áo đen. Nhát dao này giống như cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn hạ gục người phụ nữ đó. Tia chớp lóe lên, lúc này mới có thể nhìn rõ trên cơ thể cô không chỉ có một vết thương. Có điều, ngay cả như vậy, cô cũng đã giết được một tên. Cổ họng của một tên sát thủ đã bị cắt đứt hoàn toàn ngay khi cô ngã xuống đất. Tên đó đã bị giết chết ngay tại chỗ. Chỉ là người phụ nữ đó đã không còn sức lực nữa, lê bước chân nặng nề, khó khăn đứng lên khỏi mặt đất, nhưng lại ngã xuống. Ha ha, Rose, cô làm như vậy, có đáng không? Cô có biết là cô đã giết chết đồng đội của chúng ta, người từng cùng nhau chiến đấu không? Tên sát thủ mặc đồ đen từng bước đi về phía Rose, từ trên nhìn xuống, nói tiếng nước ngoài rất lưu loát, cô yên tâm, bọ cạp đã dặn là đừng giết cô, dù sao anh ta cũng từng thích cô, tôi sẽ đưa cô về, tiếp nhận phán quyết của độc phương. Tuy Rose che mặt, nhưng đã từng là đồng đội, cùng thuộc tổ chức gai độc, đương nhiên gã áo đen cầm đầu có thể nhận ra cô. Gã thờ ơ liếc nhìn Rose, trong đôi mắt màu xanh biếc không có bất kỳ cảm xúc nào. Đó là sát thủ vô tình. Dù đã từng là đồng đội, nhưng có chết ngay trước mặt cũng không mảy may ảnh hưởng đến bọn họ. Đối với đám người này, chỉ có hoàn thành mục đích. Trói ả lại. Sau khi giao Rose cho người phía sau, gã đích thân đi đến chỗ ba người Tống Ngữ Yên. Lúc này, các cô đang cố gắng đặt Tống Thiên Vũ lên xe. Với sức hai người phụ nữ, muốn đỡ Tống Thiên Vũ đang bị thương nặng quả thật là chuyện cố hết sức. Miễn cưỡng lắm bọn họ mới đặt ông ấy lên xe được, gã áo đen đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn. Mưa quá lớn, sấm rền vang. Hai cô gái không hề biết cuộc chiến đã kết thúc, càng không hay biết có người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thấy cả hai cực khổ như vậy, gã áo đen cười châm chọc, thản nhiên nói, hai em gái vất vả rồi. Tiếng châu Á của gã không sỏi, lúc nói chuyện, âm điệu nghe có vẻ rất kỳ quái. Nhưng loại âm điệu này hòa cùng tiếng mưa lại mang đến cảm giác tựa như ma quỷ. Diệp Khánh Ngôn cùng Tống Ngữ Yên sững sờ nhìn gã, trong mắt đầy sợ hãi cùng bất lực. Ngữ Yên, đi mau. Trong mắt Diệp Khánh Ngôn lóe lên tia tàn nhẫn, cô ấy tiến lên trước một bước, ngăn trước người Tống Ngữ Yên. Tay chân cô ấy đều đang run lên từng hồi. Đối mặt với gã áo đen này, Diệp Khánh Ngôn không có một chút tự tin nào. Điều duy nhất cô ấy có thể làm chính là dùng tính mạng để ngăn cản đối phương. Có lẽ cô ấy không nên làm như vậy, bởi lẽ mối quan hệ giữa cô ấy và Tống Ngữ Yên, Tống Thiên Vũ chỉ là công việc, không nhất thiết phải bán mạng vì bọn họ. Thế nhưng, Diệp Khánh Ngôn hiểu rõ tầm quan trọng của H2, mục đích của đám người này chính là công thức H2, nếu để bọn họ lấy được nó, không ai biết được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên,
cô ấy quyết phải đấu với bọn họ đến cùng. Chị Khánh Ngôn, Tống Ngữ Yên vô cùng xúc động, cô ấy không ngờ đến thời khắc mấu chốt, Diệp Khánh Ngôn lại che chở cho mình. Về tình về lý, cô ấy hoàn toàn có thể vứt bỏ hai người họ, sau đó chạy thoát. Tống Ngữ Yên giật mình hoàn hồn, dần tỉnh táo lại, mưa to làm tóc cô ấy ướt đẫm, thoạt nhìn có hơi rối nhưng lại càng thêm gợi cảm. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kiên định, hoàn toàn không có ý định rời đi, chị Khánh Ngôn, hắn sẽ không để em đi. Tống Ngữ Yên hiểu rõ, Diệp Khánh Ngôn không thể ngăn được gã áo đen trước mặt, nếu cô ấy đi, chắc chắn Diệp Khánh Ngôn sẽ khó sống. Bước đến bên cạnh Diệp Khánh Ngôn, Tống Ngữ Yên nhìn thẳng vào mặt gã áo đen, tuy cô ấy rất sợ hãi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói, thả bọn họ đi, tôi có thể đưa anh công thức H2. Cô em, cô không có tư cách thương lượng với tôi. Giọng gã áo đen nồng nặc sát ý, không chút nào che giấu, tôi muốn công thức H2, và cả mạng cô em. Trên đời này chỉ có hai người biết được công thức H2 hoàn chỉnh, Tống Ngữ Yên bình tĩnh nhìn gã áo đen, một là tôi, người còn lại là bố tôi, nếu chúng tôi đều chết, e là không có lợi cho các người. Các người chỉ là sát thủ, chung quy cũng vì tiền mà thôi, chúng tôi chết rồi, một xu các người cũng đừng hòng chiếm được. Ha, ha ha, gã áo đen bật cười, đúng là buồn cười, cô em à, đừng cho rằng mình thông minh, có một số việc, cả đời cô em cũng không biết được chân tướng. Vì tiền, đó gọi là lính đánh thuê, không phải sát thủ. Còn nữa, đối với tôi, ngay cả tư cách tự sát, cô cũng không có. Gã áo đen vốn không để tâm đến hai cô gái trước mặt, trong mắt gã, năng lực phản kích của bọn họ còn không bằng hai con chó. Thậm chí, gã lười phải đôi co với bọn họ. Vừa dứt lời liền ra tay. Bốp! Một đấm nện thẳng vào người Tống Ngữ Yên khiến cô ấy gục ngã ngay tại chỗ. Đúng, trước mặt gã áo đen, cô ấy muốn chết cũng là chuyện cực kỳ xa xỉ. Ngay sau đó, Diệp Khánh Ngôn vừa định ra tay thì gã áo đen đã đánh về phía cô ấy. Chỉ với một chiêu đã khống chế được Diệp Khánh Ngôn. Hai tay cô ấy bị còng lại. Gã áo đen nâng cầm Diệp Khánh Ngôn lên, thờ ơ nói, cô em cũng xinh đấy, chịu làm nô lệ cho anh tha em một mạng. Phía sau lớp mặt nạ, ánh mắt gã áo đen lóe lên sự tham lam khi nhìn Diệp Khánh Ngôn. Ả đàn bà này hợp khẩu vị gã. Cao gầy, xinh đẹp, gợi cảm. Bất kể là dáng người hay gương mặt cũng đều lộ rõ sự thành thục. Dưới cơn mưa, càng khiến người ta say mê. Nếu như bồi dưỡng thành nô lệ, chắc chắn sẽ là thứ đồ chơi thú vị. Mơ tưởng. Diệp Khánh Ngôn chịu đựng đau đớn ở bụng, đáp lại gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy cô ấy là thư ký của Tống Thiên Vũ, nhưng sự trong sạch của con gái đối với cô ấy cực kỳ quan trọng, thế nên cho đến hôm nay, cô ấy chưa từng xảy ra quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa trao cho ai. Ồ. Gã áo đen bóp mặt Diệp Khánh Ngôn, cứng đầu à, có điều anh không thích ngựa hung hãn. Gã nhấc tay lên, dao găm trong tay kề sát mặt Diệp Khánh Ngôn, da em rất đẹp, nếu bị rạch nát thì sao nhỉ? Vừa nói, dao găm vừa xẹt qua mặt Diệp Khánh Ngôn. Đừng! Tống Ngữ Yên giãy giụa muốn bỏ dậy. Xa xa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không ai biết đằng sau lớp mặt nạ, Rose có vẻ mặt như thế nào, nhưng trong đôi mắt trong trẻo lại tràn đầy thương tiếc. Cô gần giọng quát, úp, dừng tay. À khốn kiếp, đến lượt mày lên tiếng à. Phác, mày ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tao, nếu không ông mày để bọ ủi chết mày đấy. Úp quay đầu lại, liếc nhìn Rose, sau đó lại nhìn sang Bo bên cạnh cô, trong mắt lóe lên tia phấn khích. Tuy nhiên, cuối cùng gã không làm vậy, bịt miệng ả lại. Bo lộ vẻ thất vọng, lấy băng dính ra dán chặt miệng Rose. Lúc này, úp mới quay đi. Dao găm trong tay từ từ rạch lên mặt Diệp Khánh Ngôn, từng chút một tiến sâu vào. Á! Cùng với đó, Diệp Khánh Ngôn hét lên một cách thảm thiết, giọng cô ấy lộ rõ sự sợ hãi. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một vết thương đỏ tươi kéo dài từ má đến khóe miệng. Diệp Khánh Ngôn bật khóc. Không có bất kỳ người phụ nữ nào thờ ơ với vẻ ngoài của mình. Cả người cô ấy run bần bật. Máu tươi men theo mặt cô ấy chảy xuống, thấm vào trong quần áo. Chậc chậc, thêm một vết thương dường như càng có cá tính hơn nha, gã áo đen mơn trớn khuôn mặt Diệp Khánh Ngôn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Dao găm vẫn kề ngay mặt cô ấy. Giờ anh hỏi lại lần nữa, em có bằng lòng làm nữ nô của anh không? Bằng lòng quỳ gối trước anh, phục vụ anh, phát rồ vì anh.
Diệp Khánh Ngôn cắn răng, cô ấy đã sợ hãi đến cực điểm, có điều vẫn nhất quyết không đáp lại, trợn trừng mắt nhìn gã áo đen trước mặt. Xem ra em vẫn không muốn. Gã áo đen mất hứng lắc đầu, không muốn thì thôi, anh đành phải dùng em để đổi công thức H2 vậy. Gã nắm lấy tay Diệp Khánh Ngôn, lôi cô ra trước, ghì xuống mui xe, tao đã nói, hôm nay tao muốn mạng của tụi mày, cũng muốn công thức H2. Cô chủ Tống à, tất cả đều phải chết, nhưng cách chết sẽ khác nhau, em gái này chắc thân với cô lắm nhỉ. Dao của gã áo đen đặt trên ngón tay Diệp Khánh Ngôn, tao đếm 3 tiếng, nói ra công thức H2, nếu không tao chặt đứt 10 ngón tay ả, để trước khi chết ả cảm nhận được thế nào là đau đớn. Đoàng. Ầm. Một tia sét rạch ngang nền trời, tiếng sét nổ ầm ầm bên tai. Mưa càng thêm dữ dội. Ánh chớp chiếu sáng khuôn mặt Diệp Khánh Ngôn cùng Tống Ngữ Yên. Hai cô gái đều là mỹ nhân, một người thì thành thục quyến rũ, một người thì sở hữu đôi chân dài mê người. Mưa thấm ướt quần áo bọn họ, dính sát cơ thể càng làm nổi bật dáng người thon thả, gợi cảm. Trong không khí ngập tràn sát ý, ánh mắt húp lộ rõ sự khát máu, gã cợt nhả nhìn Tống Ngữ Yên, bắt đầu đếm. 3. 2. Ngữ Yên, đừng, Diệp Khánh Ngôn lắc đầu với Tống Ngữ Yên, một khi đã quyết định ở lại, cô ấy không còn ý định tiếp tục sống nữa. Nếu như lúc này nói ra công thức điều chế H2, không chỉ các cô phải chết, hơn nữa còn chết một cách vô nghĩa. Dưới cơn mưa tầm tã, Tống Ngữ Yên khóc nức nở. Cô ấy rất hối hận, lúc trước sao lại nghiên cứu chế tạo ra thứ này. Công thức điều chế H2 đã khiến rất nhiều người phải chết trước mặt cô ấy, nếu như lần này có thể thoát được, e rằng những gì xảy ra trong đêm nay sẽ khắc sâu vào tâm trí cô ấy. 1. Thoáng khựng lại vài giây, Úp bình thản nói ra chữ 1. Tống Ngữ Yên không lên tiếng. Cô ấy không nói ra cách điều chế. Cô ấy biết, một khi đối phương có được cách điều chế, bọn họ chắc chắn phải chết. Chỉ khi không nói mới có hy vọng sống sót. Các cô còn có hy vọng, Diệp Khánh Ngôn đã báo với Trần Đức, nếu anh ta đủ thông minh, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Đợi cảnh sát đến, các cô sẽ được an toàn. Hiện tại, việc các cô cần làm chính là kéo dài thời gian. Không chỉ Tống Ngữ Yên nghĩ vậy, mà Diệp Khánh Ngôn cũng có cùng suy nghĩ. Ồ, xem ra người mà em gái liều chết bảo vệ cũng không có ý định cứu em, Úp thì thào bên tai Diệp Khánh Ngôn. Đã vậy, 10 ngón tay xinh đẹp của em. Anh đành phải thua thôi. Vừa dứt lời, Úp không chút thương tiếc, con dao găm vừa thô vừa to trong tay gã giơ lên cao, sau đó rơi thẳng xuống ngón tay Diệp Khánh Ngôn. Không. Tống Ngữ Yên giống to, cô ấy không dám nhìn, vội nhắm hai mắt lại. Cách đó không xa, mặc dù đã giết người vô số nhưng Rose cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô quay đầu nhìn sang một nơi khác. Thân là người trong cuộc. Diệp Khánh Ngôn càng không dám nhìn tay mình, cô ấy chỉ có thể run rẩy chờ đợi đau đớn kéo đến. Á! Không đến 3 giây, một tiếng hét thảm vang lên. Tuy nhiên, tiếng hét này không phải của Diệp Khánh Ngôn, mà là của Úp. Ba cô gái sững sờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ vô thức mở mắt nhìn về phía trước. Lúc này, dao găm trong tay Úp đã rơi xuống đất. Cái tay vừa nãy cầm dao găm của gã bị một con dao khác đâm xuyên qua. Trong đêm tối, có thể mơ hồ thấy được đó là một con dao bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cả con dao xỏ xuyên qua mờ u bàn tay gã, mũi dao nhuộm máu ló ra khỏi lòng bàn tay, máu tươi men theo lưỡi dao nhỏ xuống. Đã có chuyện gì? Ba cô gái trợn tròn mắt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Xa xa, bò đồng đội của Úp cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Gã vẫn luôn dõi mắt quan sát Úp, muốn tận mắt chứng kiến cảnh Úp cắt đứt ngón tay Diệp Khánh Ngôn. Có điều, ngay khi mũi dao còn cách những ngón tay xinh đẹp kia không đến 5 cm thì Úp đột nhiên hét thảm. Gã giật mình nhìn lại thì thấy con dao kia đã cắm vào tay Úp, trong khi trước đó gã không hề phát giác có gì khác lạ. Không chỉ bo, Úp cũng thế, gã hoảng sợ nhìn chằm chằm con dao găm chọc thủng tay mình, hai mắt vằn vện tia máu. Dao găm rất bình thường, nhưng nó lại trực tiếp đâm xuyên qua xương cốt trên tay gã. Cứ thế chọc thủng cả bàn tay. Ai? Úp khàn giọng hét lên, nhìn chằm chằm phía trước, mau ra đây. Mưa to như chút nước. Trong bóng đêm, không có bất kỳ ai đáp lời gã. Nhưng, một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm vọng đến, truyền vào tai mọi người. Cộp, cộp,
cộp, một bước, hai bước, ba bước. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, hòa cùng tiếng mưa, tạo thành từng đợt âm thanh sao động. Có điều, vẫn không có ai xuất hiện. Úp, Bo, Diệp Khánh Ngôn, Rose, Tống Ngữ Yên, tất cả đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Bọn họ muốn biết ai đang đến. Là kẻ địch hay đồng bạn? Đoàng. Bất chợt, một tia sét lần nữa rạch qua nền trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Cũng ngay khoảnh khắc đó, rốt cuộc, bọn họ đã thấy được dáng vẻ người nọ. Bóng người cao gầy, dáng đi thẳng tắp, trang phục rất giản dị, mộc mạc, tay cầm một cái dù đen che mưa, bước từng bước thong thả. Đúng, là từng bước thong thả. Dường như anh ta không chút nóng vội, cứ thế ung dung đi về phía này. Chỉ trong một khoảnh khắc, không thấy rõ người nọ là ai. Đoàng, một tia sét nữa xẹt qua. Lúc này đây, bóng người kia đã ung dung đến gần, chỉ cách chỗ bọn họ không đến 5 mét. Rốt cuộc, khuôn mặt bên dưới cây dù đen cũng hiện rõ trước mắt mọi người. Đó là một khuôn mặt trẻ trung, từng đường nét như được điêu khắc kỹ lưỡng. Anh lộ vẻ thờ ơ, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước. Trong tay anh còn cầm một cái chai sắt nhỏ. Thỉnh thoảng, anh dốc ngược nó lên, hớp hai ngụm. Có thể nghe thấy mùi rượu thoang thoảng. Hiển nhiên, trong cái chai sắt kia đựng rượu. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, Úp cùng Bo đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ chỉ là một tên thanh niên độ khoảng 20 tuổi. Một kẻ như vậy lại có thể dùng dao găm đâm xuyên qua tay Úp. Trùng hợp. Chắc chắn là trùng hợp. Ngay lập tức, Úp quyết định phải giết tên này, nếu không, để chuyện này truyền ra ngoài, đám người trong tổ chức gai độc mà biết được, không cười chết gã mới lạ. Hai tên sát thủ đều cho rằng đó là trùng hợp. Tống Ngữ Yên, Diệp Khánh Ngôn cùng với Rose cũng vậy, khi thấy rõ người đến là ai, hy vọng trong mắt bọn họ lập tức biến thành thất vọng. Trần Đức, Trần Bát Hoang. Các cô không ngờ Trần Đức lại đến một mình, lẽ ra anh nên báo cảnh sát mới đúng. Một mình chạy đến đây để chịu chết à? Trần Bát Hoang, anh tới làm gì, đi mau. Tống Ngữ Yên la lớn, tuy cô ấy không thích Trần Đức, thế nhưng cũng không muốn lại có thêm một người chết bởi cô ấy và nhà họ Tống. Trần Bát Hoang, anh, Diệp Khánh Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng, cô ấy im lặng, cứ tưởng Trần Đức sẽ là hy vọng cuối cùng của mọi người, có ai ngờ anh ta lại đến một mình. Một mình anh ta đến làm gì? Chịu chết à? Rose thầm thở dài. Học trò của cô, sao cô không biết được chứ? Cô thật sự không ngờ ở thời điểm mấu chốt, cậu ta lại chạy đến một mình. Cô cũng có cách nghĩ giống với hai người Tống Ngữ Yên, Trần Đức một thân một mình đến khác nào đi tìm chết. Cô biết rất rõ bản lĩnh của Úp và Bo, hai người họ hợp tác với nhau thì dù là 20 hay 30 người thường cũng chưa chắc địch nổi. Thử hỏi một tên học sinh đến từ nông thôn sao có thể là đối thủ của bọn họ. Trần Bát Hoang. Đi mau, Tống Ngữ Yên hô to, cô ấy muốn thừa dịp Trần Đức còn cách một đoạn, tìm cách giúp anh thoát thân. Có điều, Trần Đức dường như không hề nghe thấy, vẫn tiến về phía trước. Mặc kệ cơn mưa tầm tã, anh vẫn nhàn nhã như đang đi dạo. Mưa như chút nước, gió thét gào từng cơn. Trần Đức cầm một cái ô màu đen, chậm chậm bước đi trong màn mưa. Máu tươi hòa cùng nước mưa sóng sánh theo từng bước chân của anh. Dường như anh không hề nhìn thấy những thi thể nằm trên mặt đất, cũng không chú ý đến chiếc xe sang trọng đã bị hư tổn, càng không nghe thấy tiếng gào khóc của Tống Ngữ Yên. Anh đi thẳng về phía Úp. Đến khi cách khoảng nửa mét, Trần Đức mới dừng bước, ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh. Anh bạn nhỏ, to gan thật đấy, Úp chăm chú nhìn Trần Đức, để lộ sát ý. Gã dùng một tay tàn nhẫn rút con dao găm ra, sau đó thuận thế đâm về phía cổ Trần Đức. Trong đêm, sấm sét rền vang. Con dao ba tấc nhìn như bình thường bỗng chốc trở nên hung ác, nó lao đi theo một đường cong quái dị. Thân là sát thủ, Úp đã luyện tập động tác này ngàn vạn lần. Tốc độ của gã nhanh đến mức không nhìn thấy rõ. Sức mạnh đủ để một dao lấy mạng. Người bình thường không cách nào tránh thoát được, cho đến tận bây giờ, ở khoảng cách gần như vậy, Úp chưa bao giờ ám sát thất bại. Đồng thời, không chỉ Úp ra tay, Bo cũng vọt lên. Với thân hình cường tráng, gã thật sự là một con lợn rừng hung hãn, trên tay cầm theo một cái rìu, chém từ dưới lên, mục tiêu là giữa hai chân Trần Đức. Hai người họ vốn là đồng đội, quanh năm phối hợp chưa từng lệch pha, đừng nói chi một người thường, dù là một người luyện võ nhiều năm thì đối mặt với hai mặt giáp công tử họ cũng chắc chắn phải chết.
Rose vốn cũng là một thành viên của gai độc, đứng trong top 3. Mặc dù cô biết rất rõ thói quen của mỗi người trong tổ chức, nhưng vẫn bị hạ gục, từ đó có thể thấy hai người này liên thủ mạnh như thế nào. Trần Đức gặp nguy hiểm. Trong lòng Rose vô cùng khẩn trương, cô không muốn nhìn thấy học trò của mình cứ thế chết trước mặt mình, hai mắt cô trợn trừng. So với sự căng thẳng của Rose, hai người Diệp Khánh Ngôn và Tống Ngữ Yên đều biết Trần Đức có vài phần bản lĩnh, nhưng lúc trước anh ta đối mặt không phải là sát thủ. Những kẻ mà anh ta đã từng đánh bại so với hai người trước mắt quả thật là một trời một vực. Sắc mặt hai cô gái trắng bệch, cơ thể mềm nhũn run lên từng hồi, không biết vì lạnh hay vì sợ. Cả hai vô thức nắm chặt tay, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Đối mặt với hai phía giáp công, Trần Đức một tay cầm ô, một tay nhàn nhãn đút chai rượu vào túi quần, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh và thờ ơ. Thậm chí, mí mắt anh cũng không nháy một cái. Tiếng mưa rơi thê lương, đao quang búa ảnh đồng loạt đánh úp lại. Gà quá, Trần Đức liếc nhìn hai người, hờ hững nói. Hai người này quả thực phối hợp rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Công kích của bọn họ vẫn có chênh lệch về thời gian, không cách nào tiếp cận Trần Đức cùng lúc. Có lẽ người bình thường không hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng trong mắt anh, đó chính là điểm mấu chốt để quyết định vận mệnh. Đương nhiên, anh không nói cho hai người Úc biết điều này, bởi lẽ từ trước đến nay anh không muốn giải thích quá nhiều với người chết. Vừa dứt lời, anh liền ra tay. Đầu tiên, tay hóa thành chảo, thình lình chụp lấy cổ tay Úc. Ngay lập tức, tay Úc bị khựng lại giữa không trung. Kế đó, tay Trần Đức bóp mạnh. Răng rắc, nát, xương cổ tay Úp vỡ nát, tay gã cứ thế bị Trần Đức bóp nát. Úp kinh hãi trợn trừng mắt, đồng tử gã co rút lại, đau đớn ập đến như thủy triều khiến dao trong tay gã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, chỉ trong một khoảnh khắc, Trần Đức nhấc chân đạp về phía Bo. Dầm, cú đá này nện thẳng vào trán Bo khiến gã bay ngược ra sau, đúng, chính là bay. Lực va chạm cực lớn khiến gã bay xa hơn 3 mét. Sau đó tiếp tục lăn 5-6 mét trên mặt đất rồi mới dừng lại. Thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Bo đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Mọi thứ diễn ra một cách trơn tru, cứ như ngay khoảnh khắc đó, Trần Đức đã sớm nghĩ nên làm gì rồi. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến một giây. Úp ngã ngồi ra đất, cho đến lúc này, gã mới biết được tên thanh niên trước mặt đáng sợ nhường nào. Vốn dĩ, gã còn cho rằng bàn tay mình bị đâm thủng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng bây giờ, gã đã biết, đó là thực lực chân chính. Người thanh niên này mạnh đến mức khiến người khác tức lộn ruột. 20 năm tung hoành giang hồ, đây là lần đầu tiên Úp có cảm giác bất lực. Đối mặt với người thanh niên này, ngay cả một chiêu gã cũng không đánh ra được. Hơn nữa, đó chính là chiêu mà gã đã luyện rất lâu, cũng là chiêu đắc ý nhất. Xa xa, Rose sợ ngây người, trong mắt cô tràn đầy kinh hãi. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trần Đức đã đánh bại Úp cùng Bo, quả thật đáng sợ. Có điều, đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Mà là từ đầu đến cuối, thái độ của Trần Đức rất bình tĩnh và thờ ơ. Trần Anh vẫn để nguyên vị trí cũ, không hề xê dịch nửa bước. Cái dù trong tay vẫn đang giơ lên. Trên người anh thậm chí không dính một giọt nước mưa nào. Có lẽ người thường không rõ điều đó có ý nghĩa gì, nhưng thân là sát thủ, Rose hiểu rất rõ. Thực lực của Trần Đức hơn xa Úp cùng Bo, có thể nói là gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Trần bát hoang, xem ra cô đã đánh giá thấp em, cứ nghĩ em chỉ là một đứa nhóc đến từ nông thôn. Rose tự giễu, trước đây không lâu, cô còn nghĩ phải quan tâm cậu học sinh này nhiều hơn. Giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Tuy bận suy nghĩ, nhưng tay Rose cũng không nhàn rỗi, cô bắt đầu cởi bỏ dây thừng. Không có Bo trông chừng, việc cởi bỏ dây thừng đối với cô không hề khó. Mưa ào ào chút xuống. Trần Đức bước lên trước một bước, mưa thoáng tạt lên người anh. Anh khom người, dùng tay bóp lấy cổ Úp, cứ thế nhấc gã lên. Úp giãy giụa, gã muốn nói gì đó, muốn hô hấp, nhưng Trần Đức đã ra tử thủ. Dù cho Úp có cố gắng thế nào cũng uổng công, tay Trần Đức hệt như giọng kìm, khiến gã không cách nào động đậy được. Tia chớp xẹt qua. Bóng dáng cao lớn của Trần Bát Hoang khắc sâu vào mắt Tống Ngữ Yên cùng Diệp Khánh Ngôn. Hai cô sợ ngây người, yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh hơn, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi, thậm chí, không còn nức nở nữa.
Mắt hai người dại ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Sau đó lại nhìn sang Úp đang vô cùng hoảng sợ, cứ như gặp quỷ. Không đến một phút, mắt Úp trắng dã, gã thôi giãy giụa, đã hoàn toàn tắt thở. Hơn 3 năm trôi qua, đêm nay là lần đầu tiên Trần Đức giết người. Tựa như lúc trước, trong lòng anh không mảy may rung động. Sát thủ dị quốc dám xâm phạm Hoa Hạ ta, đều phải chết. Trần Đức ném Úp sang một bên như ném một con chó, anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cầm ô bước đến bên cạnh Diệp Khánh Ngôn, giúp cô ấy che mưa, rồi trầm giọng nói, xin lỗi, đã đến muộn. Diệp Khánh Ngôn ngơ ngác nhìn Trần Đức, hồi lâu vẫn không nói gì. Trong lòng cô ấy vô cùng rối rắm, tên đàn ông mà cô ấy đã từng ghét bỏ lúc trước có lẽ chính là vụ làm ăn có lợi nhất của cô ấy cho đến hiện tại. 50.000 tệ một tháng thuê được một vệ sĩ như vậy. Thật sự rất đáng. Cô ấy không thể không bội phục con mắt nhìn người của Tống Thiên Vũ. Đúng là hơi trễ, tuy nhiên, không trách anh được, mãi một lúc lâu sau, Diệp Khánh Ngôn mới đáp lại một câu. Có ai ngờ những chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Nhìn bốn vệ sĩ bỏ mạng, lòng cô ấy cảm thấy rất đau buồn. Ngư Yên, em sao rồi? Trần Đức bước đến bên cạnh Tống Ngư Yên, nếu không có gì thì chúng ta mau rời khỏi đây. Bố tôi ở trong xe, bố tôi còn ở trong xe, ông ấy đang nguy kịch. Tống Ngư Yên giật mình hoàn hồn, đột nhiên cô ấy bắt lấy tay Trần Đức, khóc nấc lên, Trần Bát Hoang, không phải anh là đệ tử của cao nhân sao? Mau đi cứu bố tôi, ông ấy đang rất nguy kịch. Trời xanh dường như cũng nhìn thấy thảm kịch của nhà họ Tống, cơn mưa vốn bất chợt đến, bất chợt đi bỗng chốc tạnh hẳn. Lúc này, trời đã rạng sáng. Tống Ngư Yên nắm lấy tay Trần Đức, cầu khẩn anh cứu Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ nằm ở băng sau xe, hai mắt nhắm nghiền, cả người ướt đẫm máu cùng nước mưa, tuy nhiên, ông ấy vẫn còn thở, chỉ là đang hôn mê mà thôi. Trần Đức bắt mạch cho Tống Thiên Vũ, mày anh cau chặt, không còn sớm nữa. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây. Vết thương của Chủ tịch Tống, đợi quay về rồi tính tiếp. Trần Đức nhìn về phía Rose, anh vốn định gọi cô nhưng lại kinh ngạc phát hiện ở đó không có ai, chỉ còn lại một sợi dây thừng. Người phụ nữ kia có thể rời khỏi ngay trước mặt anh, quả thật có chút bản lĩnh. Nếu đã đi rồi, Trần Đức cũng không quá quan tâm. Ô ô! Tống Ngư Yên vẫn còn đang khóc, sự kiện lần này đả kích không nhỏ đối với cô ấy. Diệp Khánh Ngôn đỡ cô ấy lên xe, dịu dàng an ủi, cô chủ, không sao nữa rồi, tất cả rồi sẽ tốt hơn, chúng ta lên xe, rời khỏi đây trước đã. Cái gì mà đệ tử cao nhân, Diệp Khánh Ngôn biết rất rõ, đây chỉ là lời nói dối của Tống Thiên Vũ dùng để lừa gạt Tống Ngư Yên mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại cô ấy không thể nói ra chân tướng. Trần Bát Hoang. Phiền anh lái xe, chúng ta về thẳng nhà. Tuy ngoài mặt Diệp Khánh Ngôn rất bình thản, nhưng trong lòng cô ấy lại cực kỳ hoảng hốt, chỉ khá hơn Tống Ngư Yên một chút mà thôi. Cô ấy theo bên cạnh Tống Thiên Vũ lâu như vậy, mấy chuyện như bắt cóc, ám sát cũng ít nhiều gặp phải, tuy chưa thấy máu cũng coi như có chút kinh nghiệm. Cô lái xe, tôi phải lái chiếc khác. Trần Đức không chút do dự từ chối yêu cầu của Diệp Khánh Ngôn. Diệp Khánh Ngôn nhíu mày, ngay khi cô ấy còn đang nghi hoặc, thì bỗng thấy Trần Đức ném cây dù trong tay, khom người ôm lấy thi thể những vệ sĩ của Tống Thiên Vũ đặt lên thùng một chiếc xe khác. Trần Đức biết rất rõ, không thể để những người này ở đây, nếu để cảnh sát mang họ đi, tập đoàn Dược Thiên Vũ không chỉ gặp phải phiền toái, mà những người này cũng sẽ bị thiêu thành tro. Nói gì đi nữa bọn họ cũng là trung thần lương tướng của Tống Thiên Vũ, nếu bị biến thành một đống tro tàn thì quả thực rất bất công. 5 phút sau. Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi ngọn núi lớn, đi xuyên qua màn mưa tầm tã, chạy về hướng thành phố Tần. Chỉ để lại thi thể của ba tên sát thủ nằm ngổn ngang dưới đất. Sau khi hai chiếc xe rời đi không lâu, trong đêm mưa, một chiếc trực thăng từ xa bay tới, trong chóng xoay phành phạch, chém nước mưa thành bức rèm nước xoay tròn vun vút. Cửa cabin mở ra, một người đàn ông nước ngoài bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng tại hiện trường, sắc mặt vô cùng khó coi. Người đàn ông này chính là người đã tìm Rose hôm đó, người của tổ chức gai độc bọ cạp. Úp ngạt thở mà chết, bo thì nát đầu, có lẽ bị bàn chân ai đó dẫm lên, Fox. Bước qua từng cái xác, đôi mắt bọ cạp càng lúc càng âm trầm đáng sợ, rõ ràng tên sát thủ Fox này đã chết dưới tay Rose. Hắn tương đối hiểu về Rose,
Ngày xưa khi còn là đồng đội đã từng kề vai giết người không ít lần, thủ pháp ra tay của Rose hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Rose ơi là Rose, nếu cô đã muốn chết như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Giọng nói của hắn tràn ngập sát ý. Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng khó hiểu. Cái chết của Úp và Bo rất khó giải thích. Về cơ bản, hoàn toàn không có dấu vết đánh trả. Rốt cuộc là ai có thể giết cả hai cùng một lúc? Hắn bước ra giữa đường, đến trước chiếc xe đã cháy rụi, gỡ thẻ nhớ trong chiếc hộp đen trên xe ra. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc máy đặc chế, nhét thẻ nhớ vào, hình ảnh 3D nhanh chóng xuất hiện. Lùi về phía sau một khoảng thích hợp, hắn nhìn thấy giữa sân hiện ra một bóng người cầm cây dù màu đen. Đáng tiếc trời quá tối, hình ảnh ghi lại cũng không rõ ràng, từ đầu đến cuối hắn không thể thấy rõ mặt mũi của người kia. Khi nhìn thấy Úp và Bo bị hạ gục đơn giản như trở bàn tay, bọ cạp vô cùng sợ hãi. Trán hắn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, người trong đoạn clip thật sự quá mạnh, ngay cả khi Úp và Bo liên thủ cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Người này rốt cuộc là ai? Nhà họ Tống. Một đại gia cỡ bự như Tống Thiên Vũ đương nhiên phải cư ngụ trong một khu vực biệt lập, trong hoa viên biệt thự, thường ngày hoa cỏ ngát hương, chim hót ríu rít, tuy nhiên hôm nay không khí rất nặng nề. Hai chiếc xe kéo kín rèm dừng lại trước cổng, một nhóm vệ sĩ bước tới khiêng từng thi thể xuống. Đó đều là đồng nghiệp của bọn họ, tất cả đều đã chết, được khiêng vào đặt trong đại sảnh. Ai nấy đều im lặng không nói một lời. Sau này, cha mẹ của họ cũng là cha mẹ của nhà họ Tống, anh chị em, con cái của họ đều là người nhà họ Tống sẽ lo liệu hậu sự cho tất cả anh em. Trên mặt Diệp Khánh Ngôn có thêm một vết thương đỏ tươi dài sọc. Dưới bụng băng bó qua loa, cô ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt, giọng nghèn nghẹn. Chúng tôi sẽ làm việc theo hợp đồng đã thỏa thuận, phiền mọi người tìm một nghĩa trang tốt, an táng họ tử tế, tất cả chi phí nhà họ Tống sẽ chi trả toàn bộ. Những điều Diệp Khánh Ngôn nói cũng chính là những lời Tống Thiên Vũ từng nói, đã được quy định trong hợp đồng. Nếu không, một người ngoài như cô sẽ không thể nói ra những lời như vậy được. Vâng, trưởng nhóm vệ sĩ tâm trạng nặng nề. Làm cái nghề này, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh em bỏ mạng, trong lòng vẫn đau buồn vô hạn. Bao trùm nhà họ Tống là không khí tang tóc đầy áp lực, ai nấy chia nhau ra làm việc, đưa những thi thể này về với gia đình, đồng thời bắt đầu xử lý những việc sau đó. Tống Ngư Yên lúc này hoàn toàn mất đi chỗ dựa, cô đã khóc đến phờ phạc cả người, thu mình lại ở một góc trước cửa nhà, mặt mày tái xanh, chẳng khác nào vừa bị dội sơn trắng lên người. Tống Thiên Vũ và một đám bác sĩ tư nhân, bao gồm cả Trần Đức đều đang ở trong phòng Tống Thiên Vũ, dốc sức cấp cứu. Ngay khi xảy ra tai nạn, Tống Thiên Vũ đúng mũi chịu sào, phản ứng đầu tiên là bảo vệ Tống Ngư Yên, nhưng cũng vì vậy mà bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động mạnh, bây giờ nhìn Tống Thiên Vũ, có thể nói chỉ có bề ngoài trông còn lành lặn. Xương khớp và những cơ quan khác đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau, không những vậy còn mất máu quá nhiều. Bên trong tất cả y bác sĩ đều đang dốc lòng chữa chạy. Trần Đức đứng một bên, tu rượu hết ngụm này đến ngụm khác. Tống Thiên Vũ đã bị thương đến mức độ này, trên thực tế đã vô phương cứu chữa, bây giờ vẫn chưa chết hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn kiên cường hơn người mà thôi. Ngay cả Trần Đức cũng không có bản lĩnh giành giật sự sống cho ông ấy. Các bác sĩ cũng có suy nghĩ đó, điều duy nhất có thể làm là cứu Tống Thiên Vũ tỉnh lại, dặn dò hậu sự và nhìn mặt người thân lần cuối cùng. Hơn một giờ trôi qua, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên, Tống Thiên Vũ còn đang bịt mặt nạ dưỡng khí rốt cuộc cũng mở mắt ra. Trần, Bát Hoang, Trần Bát Hoang. Ngay khi vừa mở mắt, người đầu tiên Tống Thiên Vũ gọi tên chính là Trần Đức. Điều này khiến Trần Đức ngạc nhiên vô cùng. Chủ tịch Tống, có tôi đây, Trần Đức bước đến bên cạnh Tống Thiên Vũ, khẽ nói, ông có gì muốn nói cứ từ từ nói. Trần Bát Hoang, Ngư Yên và... các cô gái, ổn chứ? Tống Thiên Vũ đã rất mệt. Lúc nói chuyện phải cố lấy hơi lên. Chỉ một câu ngắn gọn mà phải ngắt quãng mấy lần mới nói xong. Ông vẫn còn nhớ trước khi hôn mê, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy chính là Trần Đức giết chết Húp và Bo. Vì vậy khi tỉnh lại, người đầu tiên ông gọi chính là Trần Đức. Chủ tịch Tống, họ không làm sao cả, đang ở bên ngoài, tôi gọi họ vào cho ông nhé. Không. Tống Thiên Vũ nắm tay Trần Đức, lắc đầu, khoan gọi họ vào, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Ông nói đi, Trần Đức khựng lại, song vẫn kiên nhẫn. Bát Hoang, tôi muốn cầu xin cậu giúp tôi một việc, Tống Thiên Vũ nói ngắt quãng, tôi biết tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Sau này, tập đoàn Dược Thiên Vũ phải giao cho Ngữ Yên, nhưng mà... tôi lo, lo nó không gồng gánh nổi một tập đoàn lớn như vậy. Mấy năm gần đây tập đoàn do một mình Tống Thiên Vũ quản lý, ông biết nội tình phức tạp đến chừng nào, muốn lãnh đạo một tập đoàn, không chỉ đối nội mà thôi, còn phải đối ngoại nữa. Ông vốn muốn sắp xếp tập đoàn Thiên Vũ đâu vào đó, tương lai ổn định rồi mới bàn giao cho Tống Ngữ Yên. Nhưng lúc này ông đã không còn chờ được ngày đó nữa. Đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, gánh nặng tập đoàn Thiên Vũ sẽ rơi xuống đầu Tống Ngữ Yên. Áp lực từ bên ngoài, nghiên cứu thuốc mới, đấu đá nội bộ ban lãnh đạo. Có thể nói, cái ông để lại không phải là một giang sơn, mà là một bãi chiến trường. Nếu có ông, may ra vẫn còn gắng gượng được. Nhưng chỉ cần ông nằm xuống, tất cả vấn đề sẽ bộc phát ra, đến lúc đó, ông lo Tống Ngữ Yên không gánh vác nổi. Bát Hoang, cậu hãy giúp tôi bảo vệ con bé được không? Tôi biết, lai lịch của cậu, chắc chắn không đơn giản. Tống Thiên Vũ không phải kẻ ngốc. Khi quyết định dùng người, ông đều đi điều tra nhân thân, khoảng trống 13 năm trong lý lịch của Trần Đức ông hoàn toàn không tra được chút gì. Mãi đến hôm nay, khi nhìn thấy bản lĩnh kinh khủng của Trần Đức, ông hiểu ngay rằng Trần Đức không phải một người bình thường. Tôi đã ký hợp đồng 3 tháng, trong thời gian này, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Trần Đức lặng lẽ nói, anh không thể bảo vệ Tống Ngữ Yên cả đời, còn việc khác đang chờ anh làm. 3 tháng, được, được rồi. Trần Đức không phải cá trong ao, điều này Tống Thiên Vũ rất hiểu. 3 tháng, chắc cũng đủ để Tống Ngữ Yên hoàn toàn tiếp quản tập đoàn. Bất kể Trần Đức có thân phận gì, ông cũng nhận ra được anh là người biết giữ chữ tín, không phải lo lắng anh trở mặt. Cảm ơn, cảm ơn. Chắc là do nói nhiều quá, Tống Thiên Vũ ho khan liên tục, sắc mặt tái nhợt, gần như không thể thở được. Các bác sĩ nhìn thấy sợ điếng người, vội vàng lao vào cấp cứu. Không chờ họ ra tay, Trần Đức đã làm trước, anh vận sức điểm vài huyệt vị trên người Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ cuối cùng cũng bình ổn lại, mấy tay bác sĩ nhìn Trần Đức chằm chằm. Thủ pháp của anh như thần, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là... đồng tử trong mắt Tống Thiên Vũ giật giật, ông quay sang nhìn Trần Đức đăm đăm. Thủ pháp vừa rồi của Trần Sinh, ông đã từng nhìn thấy. Hơn 20 năm trước, ông đã từng có cơ duyên quen biết một vị đại sư. Chính nhờ vị đại sư đó tập đoàn Dược Thiên Vũ mới có ngày hôm nay. Năm đó ông vừa tiếp quản tập đoàn Dược Thiên Vũ từ tay bố mình liền đối diện với cục diện quá đỗi phức tạp, không có cách nào nghiên cứu được loại thuốc hữu hiệu mang tính đột phá, trong khi đối thủ lần lượt tung ra thị trường những sản phẩm vừa chất lượng vừa tiện dụng. Lần đó, tập đoàn Dược Thiên Vũ đối mặt với thử thách quá lớn, suýt nữa thì phá sản. Tống Thiên Vũ phiền muộn vô cùng, bèn đến Ngũ Đài Sơn giải sầu, trong lúc đó gặp được một vị thần y. Thần y có diện mạo xấu ma chê quỷ hơn. Lần đầu tiên gặp vị thần y đó, ông mất ngủ suốt 3 đêm, bởi vì quá xấu, xấu không thể tưởng tượng, mắt mũi miệng cứ nhíu hết vào một cục nhìn không ra được mô dạng. Hơn 20 năm trước, lúc đó vị thần y kia đang cứu người, bao nhiêu bệnh nan y đều chỉ cần một thang thuốc là có thể chữa dứt hẳn. Khi ấy Tống Thiên Vũ đang nản lòng thoái chí, cũng bước tới xin chữa bệnh, người đó cũng chẳng khác gì Trần Đức hôm nay, cũng điểm vài huyệt đạo trên người ông. Lực đạo, thủ pháp. Hoàn toàn giống hệt. Hơn 20 năm trôi qua, đến tận giờ này, ông vẫn nhớ rõ mồn một. Chỉ vì mấy công thức bào chế thuốc của vị thần y vô tiền khoáng hậu đó mà Tống Thiên Vũ khổ sở cầu xin cho bằng được, quay về tạo ra sản phẩm thuốc trị bệnh ngày nay vẫn còn bán rất chạy. Nên nhớ, đó là thuốc của hơn 20 năm trước. Chính những phương thuốc đó đã cứu sống ông, cứu tập đoàn Dược Thiên Vũ thoát một bàn thua trông thấy. Hỏi làm sao Tống Thiên Vũ làm sao có thể quên người nọ. Ông từng hứa với vị đại sư ấy, rằng ông bằng lòng gả con gái cho đệ tử tương lai, hoặc là con trai của ông ta. Cậu, Bát Hoang, thủ pháp vừa rồi. Ai dạy cho cậu, Tống Thiên Vũ không thể tin nổi, giọng điệu vừa hoang mang, vừa thận trọng, lại như đang gặng hỏi. Sao mà khéo thế? Ông không thể tin nổi trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Thứ ông đang đội lên đầu Trần Đức chắc không phải là thân phận đệ tử của vị thần y kia đấy chứ.
Chuyện này, chuyện của Sửu gia, Trần Đức không định tiết lộ, vẻ mặt do dự. Có phải Sửu gia hay không, không chờ Trần Đức trả lời, Tống Thiên Vũ đã kích động không thôi, con ngươi giật giật. Chủ tịch Tống, ông biết Sửu gia, Trần Đức ngạc nhiên, thật sự không ngờ Tống Thiên Vũ nói ra hai chữ đó. Rõ ràng ông biết Sửu gia. Bát Hoang, nói tôi biết đi, có đúng là ông ấy dạy cậu không? Cậu là đệ tử ông ấy đúng không? Tống Thiên Vũ nói đứt quãng, nhưng vẫn không giấu nổi kích động trong lòng. Phải, nếu đối phương đã nói ra rồi, Trần Đức cũng không giấu giếm làm gì nữa, đúng là tôi cũng coi như đệ tử của ông ấy, nhưng mà ông ấy không chịu cho tôi gọi ông ấy là sư phụ. Cậu có thể mô tả diện mạo ông ấy được không? Tống Thiên Vũ vẫn muốn chắc chắn. Xin lỗi, không tiện đâu, mô tả mặt mũi Sửu gia chính là làm nhục ông ấy, anh không thể. Được, được. Tống Thiên Vũ là người khôn khéo thế nào chứ? Nhìn thấy biểu cảm của Trần Đức lập tức biết ngay, ông thở dài thườn thượt. Ý trời, tất cả đều là ý trời. Bát Hoang, cậu có nhớ ban đầu khi ký hợp đồng tôi có nhắc đến một vị đại sư không? Tống Thiên Vũ hỏi. Chẳng lẽ là Sửu gia? Trần Đức lập tức đoán ra ý trong lời nói, mắt anh cũng lóe lên biểu cảm không nói nên lời. Phải, chính là ông ấy. Tống Thiên Vũ kể lại chuyện năm xưa Sửu gia cũng từng thi triển thủ pháp vừa rồi với ông, trong lòng thổn thức vô cùng, hồi đó Sửu gia cứu tôi một mạng, hôm nay cậu lại cứu con gái tôi một mạng, tất cả đều là ý trời. Đột nhiên, Tống Thiên Vũ chuyển đề tài. Bát Hoang, cậu có bằng lòng lấy con gái tôi không? Trần Đức giật mình, không ngờ Tống Thiên Vũ lại nói đến chuyện này. Mỗi khi nhìn thấy Tống Ngữ Yên, anh sẽ nghĩ đến một cô gái khác. Cô gái đó chính là cái rằm trong tim Trần Đức. Thù lớn chưa trả. Làm sao anh có thể đi cưới cô gái khác làm vợ? Huống hồ, dù anh có lấy Tống Ngữ Yên, thì cô cũng chỉ thay thế cho một hình bóng khác. Xin lỗi, Chủ tịch Tống, chuyện này tôi không thể đồng ý. Trần Đức từ chối thẳng thừng, tính tôi từ nhỏ đã phóng túng, không thích hợp lấy vợ sinh con. Bát Hoang. Tống Thiên Vũ hồi lâu không nói gì, thấy Trần Đức quyết liệt như thế trong lòng cũng hiểu. Chuyện này e là vô vọng rồi. Nhưng mà, đệ tử của Sửu gia vẫn bằng lòng bảo vệ con gái ông trong 3 tháng. Vậy cũng là may mắn quá lớn lao, ông không dám quá tham lam. Tôi muốn gặp Ngữ Yên và Khánh Ngôn, sau một lúc im lặng, Tống Thiên Vũ mới lên tiếng. Trần Đức là đệ tử của đại sư, Tống Thiên Vũ đương nhiên biết vị đại sư đó bản lĩnh đến cỡ nào, ông tự nhủ mình quá may mắn. Thời gian gần đây mặc dù mối quan hệ với Trần Đức không hẳn quá tốt đẹp, nhưng vẫn chưa từng đắc tội gì với anh. Tống Ngữ Yên và Diệp Khánh Ngôn từ bên ngoài bước vào, lo lắng đến bên cạnh Tống Thiên Vũ. Trần Đức thấy vậy thì lặng lẽ rời khỏi phòng, các y bác sĩ cũng đều lui ra ngoài. Qua bác sĩ, Tống Ngữ Yên đã biết tình hình hiện tại của bố mình, khóe mắt cô đỏ hoe, bố. Con gái, thấy Tống Ngữ Yên không sao, Tống Thiên Vũ vui mừng như cất được gánh nặng. Con gái à, đừng khóc, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Bố ơi, con không muốn bố chết, Tống Ngữ Yên khóc òa lên như con nít, ngồi mọp xuống trước giường, nắm bàn tay lạnh băng của Tống Thiên Vũ. Con gái à, bố không còn bao lâu nữa, lúc này, bố có mấy lời phải nói, con nhất định phải nhớ cho kỹ. Bố ơi bố nói đi, Tống Ngữ Yên quệt nước mắt, cố gắng ngừng khóc. Tống Thiên Vũ im lặng hồi lâu. Tựa hồ đang nghỉ lấy sức, ổn định tâm trạng, rồi mới nói. Đầu tiên, sau khi bố chết, tập đoàn Dược Thiên Vũ sẽ giao lại cho con, bố đã ủy quyền cho luật sự, họ sẽ liên hệ con, giúp con xử lý thỏa đáng mọi việc. Không, bố ơi, con. Ngữ Yên, con nghe bố nói hết đã, Tống Thiên Vũ ra hiệu cho cô im lặng, con rất ít đến tập đoàn nên không biết nội bộ tập đoàn phức tạp như thế nào. Sau khi bố chết sợ rằng sẽ có vài cổ đông tìm con gây rắc rối, đến lúc đó con đừng nương tay với họ, cái gì cần thu hồi thì cứ thu hồi, cần khai trừ thì cứ khai trừ. Tống Thiên Vũ nói một cách từ tốn, tóm tắt mọi tình hình của nội bộ tập đoàn cho Tống Ngữ Yên biết. Hai ít. Nói xong, Tống Thiên Vũ thở ra một hơi thật dài, gần như mệt chết đi. Chuyện của tập đoàn bố đã nói xong, còn một việc nữa cũng phải nói cho con biết. Sau khi bố chết, người nhà của mẹ con có thể sẽ tới tìm con. Hãy nhớ, tuyệt đối hạn chế làm bọn họ tức giận, bọn họ. Không phải những người chúng ta có thể chọc giận được. Mẹ con, Tống Ngữ Yên sửng sốt, khái niệm này quá xa lạ với cô. Từ nhỏ, Tống Thiên Vũ đã nói,
rằng mẹ cô đã mất rồi. Ngư Yên, đây là chuyện mà bố luôn áy náy với con, mẹ con vẫn còn sống, bố và bà ấy đã ly hôn từ lâu, hơn 20 năm nay chưa từng gặp lại. Hayes, gia đình mẹ con rất có thế lực, ngày xưa khi bố và bà ấy lấy nhau đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình bà ấy. Họ còn dùng thủ đoạn để đưa bà ấy đi, có lẽ sau khi bố chết, con sẽ được gặp bà ấy. Dù sao con cũng là con gái của bà ấy, một vài thỏa thuận năm xưa sẽ mất hiệu lực nếu bố chết, có khả năng bọn họ sẽ đi tìm con. Những chuyện còn lại, sau này con sẽ biết. Không biết có phải do cảm thấy mình không còn được bao nhiêu thời gian hay không, Tống Thiên Vũ không muốn đề cập tới chuyện quá khứ nữa, ông chỉ nói đến đây là dừng lại, không đợi Tống Ngữ Yên thắc mắc, ông nói tiếp. Khánh Ngôn, sau này xin giao Ngữ Yên cho cô đã bị thương vì chúng tôi, chắc chắn Ngữ Yên sẽ không bạc đãi cô đâu. Sau này nhà họ Tống là gia đình của cô, tôi sẽ nhường một phần cổ phần tập đoàn Dược Thiên Vũ cho cô. Chủ tịch Tống, xin cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cô chủ, Diệp Khánh Ngôn hai mắt đỏ hoe. Tống Thiên Vũ chưa từng đối xử tệ với cô thật sự không hy vọng Tống Thiên Vũ chết đi như vậy. Được, được rồi, Tống Thiên Vũ liên tục gật đầu, chuyện của tập đoàn cô nắm rõ hơn ai hết, sau này, hãy chỉ dạy thật nhiều cho Ngữ Yên. Còn nữa, Trần Bát Hoang, Ngữ Yên. Bố ơi, con đây. Trần Bát Hoang là đệ tử của đại sư, con nhất định phải chờ đợi cậu ấy. Tốt nhất là làm sao để cậu ấy trở thành chồng tương lai của con. Chuyện này, Tống Ngữ Yên ngẩn người, không ngờ đến giờ phút này rồi mà Tống Thiên Vũ còn đề cập tới. Ngay cả Diệp Khánh Ngôn cũng hơi khựng lại. Đệ tử của đại sư, không phải chỉ là giả thôi sao? Vị đại sư đó có ơn rất lớn với nhà họ Tống, bây giờ đệ tử của ông ấy còn cứu con nhất định phải theo đuổi cậu ta. Tống Ngữ Yên cau mày. Nói thật, tuy cô không ghét Trần Đức, thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc lấy Trần Đức làm chồng. Ngữ Yên, hứa với bố đi, con hãy theo đuổi cậu ta, chấp nhận cậu ta, chỉ có Tống Thiên Vũ mới hiểu đệ tử của đại sư có nghĩa là gì. Trần Bát Hoang, tương lai không thể đoán định nổi. Bây giờ trong những người ông biết, e rằng chỉ có anh mới là người thích hợp với Ngữ Yên nhất. Vâng, con hứa, Tống Ngữ Yên suy nghĩ một chút, kết quả vẫn bằng lòng, cô không muốn Tống Thiên Vũ đang hấp hối mà còn thất vọng vì cô. Tốt rồi, những gì cần nói, bố đã nói xong, bố muốn nghỉ ngơi một chút. Bố ơi, bố nghỉ ngơi đi ạ, không sao đâu, bọn con luôn ở đây với bố. Tống Ngữ Yên và Diệp Khánh Ngôn lặng lẽ ngồi một bên. Cuối cùng Tống Thiên Vũ đưa mắt nhìn Tống Ngữ Yên, trong đôi mắt tràn ngập không nỡ. Cố nén đau đớn trong lòng, rốt cuộc cũng nhắm mắt lại. Một phút đồng hồ, Tống Thiên Vũ không nhúc nhích. 5 phút, vẫn không nhúc nhích. 8 phút trôi qua, Diệp Khánh Ngôn đột nhiên phát hiện mặt nạ dưỡng khí không có không khí lưu thông, lập tức ý thức được sự tình. Cô chủ, Diệp Khánh Ngôn sắc mặt trắng bệch, chủ tịch, ông ấy. Bố. Nửa phút sau, tiếng khóc đứt ruột đứt gan truyền ra từ phòng bệnh, mọi người bên ngoài lòng trầm hẳn xuống. Động tác tu rượu của Trần Đức cũng khựng lại, trong mắt ánh lên một tia đau thương. Tống Thiên Vũ đi rồi. Đi lúc tuổi còn trẻ, bảo đi là đi. Biết được tin này, không biết có bao nhiêu người của tập đoàn Thiên Vũ chấn động. Mới hôm trước còn cười nói, hôm sau đã đi rồi. Người nhà, bà con của ông khi biết tin đều hoảng hốt vô cùng, quả thật không thể tin được. Nhưng đó là sự thật. Một vị chủ tịch tập đoàn lớn, cứ thế chết đi, điều này làm cả tập đoàn rúng động. Mọi lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, ngoại trừ vài cá biệt, đều đến nhà họ Tống phúng viếng. Tống Ngữ Yên như người mất hồn. Cả ngày cứ đờ ra, mọi việc hậu sự đều do hai người bác đứng ra chủ trì. Tang lễ rất long trọng, dự kiến cử hành trong 7 ngày. Rất nhiều đại doanh nghiệp trong giới kinh doanh, bao gồm cả phụ huynh của đám Lôi Long ở Học viện Thương mại có qua lại với Tống Thiên Vũ, hết thảy đều đến viếng. Cả Lâm Giao cũng đến. Thấy Tống Ngữ Yên thần hồn ngơ ngẩn, cô liền ở bên cạnh, giúp Tống Ngữ Yên xử lý công việc. Tống Thiên Vũ chết rồi. Diệp Khánh Ngôn được đưa đi bệnh viện điều trị, vết thương của cô không nặng, nhưng cũng không nhẹ, tổn thương trên mặt không cách nào hồi phục, cô sẽ mang theo vết sẹo đó mãi mãi. Trước cái chết của Tống Thiên Vũ, Trần Đức chỉ có thể bùi ngùi xúc động, tuy anh đã đoán trước sẽ có chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác không ngờ đến sẽ là ngày ông đi du lịch. Chỉ có thể nói rằng, Tống Thiên Vũ quá tin tưởng vào hệ thống bảo vệ hùng hậu của mình,
biết rõ là chỗ kẻ thù mai phục, vậy mà vẫn đưa Tống Ngữ Hiên đi. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, Trần Đức đã từng chứng kiến nhiều người ra đi, cảm xúc cũng đã chai lì, nên không tỏ ra quá nhiều đau buồn. Ngày thứ hai của lễ tang, anh không đến dự nữa, mà được quan hổ đón đến nhà họ Trương. Trước cổng lớn biệt thự nhà họ Trương, Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc cùng với mẹ của cả hai đang quỳ gối đón Trần Đức đến. Bước xuống từ xe thương vụ, quan hổ cung kính mở cửa xe giúp Trần Đức. Vừa ra khỏi xe, anh liền thấy một đám người quỳ trước cửa. Đứng mũi chịu sào là Trương Tử Đằng, Trương Tử Ngọc và mẹ của hai người họ cũng cùng quỳ ở cửa. Trên tay mẹ Trương Tử Đằng còn cầm một tấm thẻ. Nhìn thấy Trần Đức xuống xe, bà ta lập tức chào đón, cậu Trần, đây là thù lao mấy ngày trước của cậu, xin cậu hãy nhận lấy. Không phải bà không muốn cho tôi sao, Trần Đức lộ vẻ châm chọc, nhớ đến dáng vẻ ngang ngược của người phụ nữ này khi cướp lấy tấm thẻ, anh bỗng cảm thấy rất buồn cười. Cậu Trần, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, cầu xin cậu hãy nhận số tiền này, xin cậu. Mẹ của Trương Tử Đằng vô cùng hoảng sợ. Trương Thiên Dương đã chờ sẵn trong sảnh biệt thự từ lâu rồi, nếu Trần Đức không chịu nhận tấm thẻ này thì bà ta nhất định phải ký vào đơn ly hôn. Một khi ly hôn, bà ta sẽ mất tất cả. Biệt thự, xe thể thao, túi sách hàng hiệu, son môi, đồng hồ. Tất cả những thứ xa xỉ đó sẽ bị lấy lại hết. Bà ta và con của bà ta sẽ lập tức từ phú hào biến thành kẻ ăn mày. Một khi mất đi sự che chở của Trương Thiên Dương, mất đi thân phận cùng tài sản, chắc chắn những kẻ mà bọn họ từng chèn ép sẽ điên cuồng trả thù họ. Đến lúc đó, e là ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Đó là kết cục mà bọn họ không dám tưởng tượng. Bà ta cảm thấy rất chua chát, lúc trước, Trần Đức đã từng nói, một ngày nào đó, bọn họ sẽ phải quỳ xuống cầu xin hắn lấy tiền, tiếc rằng lúc đó bà ta không nghe lọt tai, chỉ nghĩ tên thanh niên này quá mức ngông cuồng ngạo mạn, không biết phân biệt phải trái. Bọn họ còn cho rằng Trần Đức không dám lấy tiền nên mới nói ra lời ngoan độc như vậy mà thôi. Hiện tại xem ra, Trần Đức không hề nói lời vô ích, không phải hắn ngông cuồng ngạo mạn, không biết phân biệt phải trái, mà là đám người ngu ngốc bọn họ. Mẹ con Trương Tử Ngọc cũng không khác gì hơn, trước mặt Trần Đức, cả bọn khúm núm quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ cầu xin, không dám ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái. Cậu chủ Trần, ngàn sai vạn sai đều do tôi. Xin anh hãy bỏ qua cho chúng tôi, Trương Tử Đằng dùng sức tát mình mấy cái, khiến cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trương Tử Ngọc thì dập đầu xin tha. Trong lòng hắn ta vô cùng sợ hãi, bây giờ dập đầu vẫn tốt hơn bị đuổi khỏi nhà họ Trương, sau đó bị người ta khi dễ đến mức phải dập đầu. Hai ngày trước, bốn người họ còn ngang tàng, hống hách khó ai bì, luôn tỏ thái độ xem thường Trần Đức, không ngờ hiện tại lại biến thành như vậy. Quan hổ thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Thầm cười khẩy, hai đứa con trai này của anh Dương nên sớm được dạy dỗ mới tốt. Tuy nhiên, suy cho cùng cũng là con trai Trương Thiên Dương, dù vô liêm sỉ cỡ nào cũng là máu mủ, quan hổ không thể không nói đỡ vài câu, cậu Trần, hai vị phu nhân cùng Tử Đằng, Tử Ngọc có rất ít kinh nghiệm sống, khó tránh khỏi mắt chó nhìn người thấp, lần này nhờ cậu dạy bọn họ một bài học, nếu không, không biết sau này sẽ gây rắc rối gì cho nhà họ Trương nữa. Xin cậu chớ chấp, mấy người họ làm gì? Lời của ông ta nghe rất hay, Trần Đức sao có thể không hiểu ra thâm ý trong đó. Đây là muốn anh cứ thế cho qua. Ha ha ha, tôi không có hứng thú chấp nhặt với bọn họ, Trần Đức nhận lấy tấm thẻ trước mặt, sau đó đi thẳng vào biệt thự. Các người vẫn chưa chịu đứng dậy. Sắc mặt quan hổ không mấy gì tốt, ông ta là cánh tay đắc lực của Trương Thiên Dương, địa vị cực cao, dù thân phận đám người này là vợ và con trai Trương Thiên Dương thì cũng không mảy may ảnh hưởng đến ông ta. Vào thời khắc mấu chốt, ông ta có thể lên tiếng thay cho Trương Thiên Dương. Cậu Trần đã bỏ qua cho các người, về sau gặp cậu ấy thì thành thật một chút, nếu còn dám hành xử thô lỗ, nhà họ Trương sẽ không có chỗ cho các người dung thân. Cảm ơn chú Quan, cảm ơn chú đã nói giúp, Trương Tử Ngọc nghe ra vừa nãy Quan Hổ đã nói đỡ cho bọn họ, hắn ta tỏ vẻ cảm kích, sau này chúng tôi chắc chắn không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Quan Hổ cũng không nhiều lời, liền xoay người rời đi. Lúc này bốn người mới đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người. Bọn họ đã hạ quyết tâm, nếu sau này có nhìn thấy Trần Đức thì nhất định phải hầu hắn như hầu bố mình. Trương Thiên Dương đã sớm chuẩn bị rượu Mao Đài loại tốt nhất cùng một bàn tiệc phong phú để tiếp đãi Trần Đức. Anh vừa vào cửa, ông ta liền đích thân nghênh đón, cậu Trần, mau ngồi xuống,
đây là bữa tiệc do Hân Nhiên và mẹ con bé tự tay làm đấy, chúng ta ăn cơm xong lại bàn đến chuyện chữa bệnh. Được. Trần Đức không từ chối, anh lịch sự ngồi xuống dùng cơm của gia đình Trương Thiên Dương. Thức ăn rất phong phú, có đậu hủ ma bà, thịt đông pha, canh chua cá, vi cá trưng, phật nhảy tường, thịt viên kim lăng, tôm nõn long tính. Bày đầy một bàn lớn. Không biết khẩu vị của cậu Trần như thế nào, cho nên tôi đã bảo hai mẹ con Hân Nhiên làm tất cả các món đặc sản nổi tiếng. Trương Thiên Dương cười nói, Quan Hổ, cùng ngồi xuống ăn đi. Ông có lòng rồi. Trần Đức mỉm cười, Trương Thiên Dương không hề nói dối. Những món ăn này quả thực là đặc sản nổi danh của một vài nơi. Hơn nữa, anh còn nhìn ra được nguyên liệu chế biến chúng được vận chuyển từ chính những nơi đó. Hiển nhiên, Trương Thiên Dương đã bỏ rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị bàn tiệc này. Chỉ cần cậu Trần thích là được, Trương Thiên Dương liếc nhìn con gái mình, Hân Nhiên, lần này tìm được cậu Trần không thể không kể đến công lao của con, nào, uống với cậu Trần một ly đi. Cậu Trần, Trương Hân Nhiên bưng ly rượu lên, cảm ơn cậu đã cứu mạng bố tôi. Tôi cũng chỉ hoàn thành việc mà năm đó thầy tôi chưa hoàn thành mà thôi. Trần Đức mỉm cười cùng ly với Trương Hân Nhiên, cô gái này cũng khá hào sảng, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, Trần Đức không thể thua kém. Cậu Trần, lần này Thiên Dương có thể tỉnh lại đều nhờ cậu cả đấy, trước kia cậu đến nhà họ Trương bị sỉ nhục, tôi xin thay mặt nhà họ Trương nói lời xin lỗi với cậu. Mẹ của Trương Hân Nhiên nhan như sơ bưng ly rượu lên, lộ vẻ cảm kích cùng áy náy, tôi uống cạn, cậu tùy ý. Kế đó, bà ta ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trần Đức vốn là kẻ yêu rượu, rượu ngon trước mặt, sao anh có thể tùy ý được? Vì thế liền uống một hơi cạn sạch. Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa. Được rồi, ăn cơm đi, đừng có mãi uống rượu, để đồ ăn nguội lạnh hết, Trương Thiên Dương hiền từ nói. Hôm nay, ông ta mời Trần Đức đến không chỉ vì chữa bệnh, mà còn muốn nói lời xin lỗi với anh. Không bàn đến tương lai nhà họ Trương, chỉ riêng mạng của Trương Thiên Dương cũng đang nằm trong tay Trần Đức, vì thế ông ta rất sợ anh mang thù. Thấy Trần Đức không phải người thích mang thù. Trái tim đang treo cao của Trương Thiên Dương rốt cuộc cũng hạ xuống, lúc này ông ta mới hoàn toàn thả lòng. Qua ba lần rượu, khách chủ đều no say, Trương Thiên Dương ngỏ ý mời Trần Đức nán lại nhà họ Trương một thời gian, nhưng anh lấy lý do phải bảo vệ Tống Ngữ Yên để từ chối. Đương nhiên Trương Thiên Dương biết chuyện của Tống Thiên Vũ, có điều, ông ta không ngờ Trần Đức lại có mối quan hệ với nhà họ Tống, việc này khiến ông ta cảm thấy tiếc hận không thôi. Nói mới nhớ, mấy năm trước, tôi từng gặp ông ta trong một buổi giao lưu, tuy nhiên, khi đó tập đoàn mà ông ta kế thừa từ bố mình đã sắp phá sản, một mình ông ta trèo trống để vực dậy cả tập đoàn, quả thực là một người có năng lực. Không ngờ hiện tại lại gặp rắc rối. Như sơ, em xem chuẩn bị vài thứ, chúng ta đến thăm hỏi nhà họ Tống. Được. Trương Thiên Dương là người thông minh, Tống Thiên Vũ có chết cũng không liên quan gì đến ông ta, nhưng một khi biết rõ Trần Đức có liên quan trong đó. Ông ta nhất định phải thăm hỏi một phen. Bất kể thế nào, vẫn phải nể mặt Trần Đức, thậm chí chỉ cần người trước mặt nói một cậu, toàn bộ nhà họ Trương đều phải rúng động vì hắn. Sau khi dùng bữa trưa xong, Trần Đức bắt đầu chữa bệnh cho Trương Thiên Dương, anh đã sớm chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Trong phòng điều trị, Trần Đức đang định ra tay thì Hồng Trung Hà đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào. Ông tới làm gì, nhìn thấy ông ta, Trương Thiên Dương liền cau mày. Ngày đó, người làm nhục Trần Đức không chỉ có con và vợ ông ta, mà còn có cái tên Hồng Trung Hà này. Cái gì mà chuyên gia y khoa hàng đầu tại thành phố Tần, vậy mà ngay cả bản lĩnh của Trần Đức cũng không nhìn ra, Trương Thiên Dương không mấy hài lòng đối với ông ta. Trước đó, có thể nói Hồng Trung Hà là khách quý của nhà họ Trương. Trình độ y học của ông ta quả thực rất cao, bất kể là Trung y hay Tây y cũng đều là tồn tại cấp Thái Sơn Bắc Đẩu, lại còn nhận được rất nhiều danh hiệu cấp quốc gia. Nhà họ Trương đã dùng số tiền 20 triệu một năm để mời ông ta về nhà. Ông ta không trị được bệnh của Trương Thiên Dương cũng chẳng sao, tìm không ta nguyên nhân bệnh cũng không hề gì, những việc này. Trương Thiên Dương có thể bỏ qua, bởi vì cung phụng vị đại Phật này lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng đường đường là một chuyên gia y khoa, được xưng là nhân vật đứng đầu giới y học thành phố Tần, vậy mà lại không nhìn ra bản lĩnh của Trần Đức. Lúc đó, với thân phận của ông ta, chỉ cần nói giúp Trần Đức một câu thì đám rùa rụt cổ Trương Tử Đằng nào dám phạm sai lầm. Thế nhưng, ông ta không làm vậy. Trái lại ông ta còn tỏ vẻ hoài nghi Trần Đức,
suýt nữa hố cả nhà họ Trương, hơn nữa còn hại mạng Trương Thiên Dương. Thử hỏi sao Trương Thiên Dương có thể nhẫn nhịn cho được. Hai ngày nay, ông ta vốn không thèm quan tâm đến Hồng Trung Hà, càng không muốn gặp lại người này. Chủ tịch Trương, thấy sắc mặt Trương Thiên Dương không được tốt, hiển nhiên, Hồng Trung Hà hiểu ra vấn đề, ông ta lúng túng nói, tôi đến là để xin lỗi cậu Trần. Sau đó, ông ta quay sang Trần Đức, cậu Trần, hôm đó là tôi sai, tôi cứ cho rằng mình có thể đại diện cho đỉnh cao y học tại thành phố Tần, nhưng cậu đã cho tôi biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, thật lòng xin lỗi cậu. Nói xong, ông ta khom người, thân thể già nua cúi đầu thật sâu trước mặt Trần Đức với vẻ thành khẩn. Cảnh tượng này khiến ba người Trương Thiên Dương, Nhan Như Sơ cùng Trương Hân Nhiên đều lộ vẻ kinh ngạc. Hồng Trung Hà không giàu có, nhưng là người có quen biết rộng, dù Trương Thiên Dương có làm khó thì cũng không dám dễ dàng ra tay với ông ta. Ông lão này có địa vị cực cao, tuy tuổi đã hơn 60, nhưng từ trong xương vẫn mang theo sự ngạo nghễ của một thế hệ thầy thuốc trung y cổ hủ, việc ông ta xin lỗi Trần Đức quả thực khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Ông đứng lên đi. Trần Đức không phải người tính toán chi ly, huống hồ ngày đó, Hồng Trung Hà cũng không nói gì quá đáng, ông ta chỉ bày tỏ sự nghi vấn mà thôi. Anh đích thân đỡ Hồng Trung Hà dậy, là một bác sĩ, việc ông đề ra nghi vấn là chuyện rất bình thường, không cần phải xin lỗi. Cảm ơn cậu Trần, Hồng Trung Hà thở phào, rồi nói tiếp, cậu Trần, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Ông nói đi, Trần Đức nói. Hôm nay cậu đến là để trị bệnh cho Chủ tịch Trương, có đúng không? Tôi xin cậu cho tôi được hỗ trợ, liệu có được không? Nói xong, Hồng Trung Hà nhìn Trần Đức bằng ánh mắt trông mong. Y học thời nay tuy là cộng hưởng, nhưng trên thực tế vẫn có nhiều thủ pháp độc môn, mà những thủ pháp này vốn không truyền cho người ngoài, đặc biệt là Trung Y. Đây là một trong những lý do khiến Trung Y Hoa Hạ ngày càng tuột dốc suốt mấy ngày năm nay. Thế nên, ông ta mới nói đây là yêu cầu quá đáng. Trên thực tế, từ tận đáy lòng ông ta không hề ôm một chút hy vọng nào. Có thể. Hồng Trung Hà vừa dứt lời, Trần Đức lập tức đáp ứng, tuy nhiên, không cần ông hỗ trợ gì cả, cứ đứng bên cạnh xem là được. Hồng Trung Hà ngẩn người, thái độ dứt khoát của Trần Đức khiến ông ta vô cùng kinh ngạc, sau đó không khỏi cười khổ. Là ông ta lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Hồng Trung Hà có hơi hổ thẹn, đồng thời cũng rất phấn khích, cảm ơn cậu Trần đã bằng lòng. Các người ra ngoài trước đi. Cảnh tượng sắp tới có chút đáng sợ, vì thế Trần Đức liền mời ba người Nhan Như Sơ, Trương Hân Nhiên cùng Quan Hổ ra khỏi phòng. Còn Hồng Trung Hà thì đứng bên cạnh quan sát. Trần Đức đỡ Trương Thiên Dương nằm xuống, rồi cầm lấy thuốc tê bên cạnh tiêm vào tay ông ta. Kế đó, anh lấy ra ngân châm trong cái hòm do Sử gia để lại. Ngân châm có dài có ngắn, không có cây nào giống cây nào. Trần Đức cởi áo Trương Thiên Dương ra. Sau đó đâm vào huyệt vị ở bụng, đầu cùng với chân. Những nơi không tiêm thuốc tê cũng đâm hai cây ngân châm. Bên cạnh, cả người Hồng Trung Hà run lên, ông ta chưa từng thấy người thanh niên nào gan dạ như vậy. Chỉ bằng mắt thường mà cũng dám châm kim vào đầu, phải biết, não người có rất nhiều dây thần kinh phức tạp, chỉ cần sai một ly, có thể bệnh nhân sẽ mất đi một vài giác quan. Còn ở bụng thì có ba huyệt thiên trung, cưu vĩ, cự khuyết. Ba huyệt này càng không cho phép xảy ra vấn đề, nếu không có thể gây ra tử vong. Những huyệt vị này đều bị Trần Đức dùng ngân châm thật dài đâm xuống. Mỗi một cây châm đâm xuống, tim Hồng Trung Hà sẽ nảy lên một cái. Ông ta giật mình thẳng thốt, mấy lần muốn nói lại thôi. Bởi vì vẻ mặt Trần Đức rất kiên định, ung dung, bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Mỗi một cây châm đâm xuống đều không có chút sai lầm nào. Thủ pháp như thế thật sự khiến Hồng Trung Hà nể phục. Đây mới chỉ là một thanh niên hơn 20 mà thôi. Phải biết, ngay cả ông ta, mỗi một lần sử dụng ngân châm để đâm vào huyệt vị mấu chốt cũng không dám bạo tay như thế. Ông ta chăm chỉ học tập trung y suốt 40 năm, vậy mà trình độ 40 năm lại không bằng một thiếu niên hơn 20. Mấy năm nay quả thật sống vô ích rồi. Không cần phải nói, hôm nay có thể nhìn thấy thủ pháp như thế. Ông ta xem như không uổng một kiếp. Một châm cuối cùng hạ xuống, Trần Đức vỗ vỗ cánh tay Trương Thiên Dương, có cảm giác gì không? Trương Thiên Dương lắc đầu, không có. Thuốc tê đã có hiệu quả rồi, ông ngủ một giấc trước đi. Cảnh tượng kế tiếp có hơi máu tanh, Trần Đức lo lắng Trương Thiên Dương không thể chấp nhận được, nên đợi đến khi ông ta nhắm mắt, anh mới bắt đầu ra tay.
Trần Đức lấy dao giải phẫu bên cạnh, rạch lên 10 ngón tay của Trương Thiên Dương, máu tươi lập tức tuôn ra. Cậu Trần đang làm gì vậy? Hồng Trung Hà cảm thấy rất khó hiểu, ông ta không cách nào lý giải được. Bởi lẽ Trung Y là Trung Y, mà Tây Y là Tây Y, ông ta chưa từng thấy có người sử dụng ngân châm và dao giải phẫu cùng một lúc như vậy, lại càng chưa thấy cách phẫu thuật trên đầu ngón tay kiểu này. Bệnh của Trương Thiên Dương là do cổ độc, một loại kỳ cổ xuất phát từ Tây Vực, một khi con sâu độc này gieo vào cơ thể, thì dù nó có tồn tại trong người, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không cách nào phát hiện được. Trần Đức dùng một tay ấn xuống cơ thể Trương Thiên Dương, tay còn lại tiếp tục lấy ra ngân châm, bắt đầu từ vị trí ấn xuống đâm vào. Lúc ban đầu, Hồng Trung Hà còn có chút mơ hồ, nhưng sau vài giây, đôi mắt già nua bỗng trợn trừng lên. Ở vị trí Trần Đức ấn xuống và đâm ngân châm vào, da thịt Trương Thiên Dương không ngừng gồ lên, cứ như là có côn trùng bên dưới đang bắt đầu chuyển động, trông vô cùng quái đản. Không chỉ ở bụng, hai chân cùng ngực Trương Thiên Dương cũng xuất hiện hiện tượng như vậy, hơn nữa còn rất dày đặc, thoạt nhìn có rất nhiều côn trùng. Chúng bắt đầu di chuyển từ bốn phía, nhưng khi đụng phải ngân châm lại tựa như gặp rắn rết, vội lui về sau. Lúc này, Trần Đức ngừng động tác trên tay, lấy từ trong hòm thuốc ra một cái bình nhỏ. Trong đây chứa ô đầu Tây Vực, đoạn trường thảo, hạt mã tiền. Đủ các loại kịch độc pha trộn tạo thành một loại nọc độc. Trần Đức đổ nọc độc lên những ngón tay Trương Thiên Dương, những thứ này là kịch độc đối với con người, nhưng chúng lại rất ưa thích. Quả nhiên, Trần Đức vừa dứt lời, thứ đang di chuyển dưới da thịt Trương Thiên Dương bắt đầu vọt tới cánh tay ông ta. Trong phút chốc, cả cánh tay ông ta đều phồng lên. Hồng Trung Hà tròn mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên ông ta chứng kiến cảnh tượng như vậy. Không phải ông ta chưa từng gặp cổ độc, chúng tựa như ký sinh trùng trong cơ thể người, có điều độc hơn so với ký sinh trùng mà thôi. Mấy năm trước, ông ta từng hợp tác với một số bác sĩ điều trị khỏi một ca. Tuy nhiên, cổ độc trong cơ thể người nọ chỉ có một con. Mặc dù chỉ một con nhưng đã khiến người kia chết đi sống lại, vậy mà hiện tại, cả cánh tay Trương Thiên Dương gần như phồng hết lên, nếu đúng như Trần Đức nói, có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu sâu độc. Cùng với đó, ông ta cũng hiểu ra vì sao Trần Đức lại sử dụng nhiều thuốc tê như vậy. Với số lượng côn trùng đó, nếu chúng cùng chuyển động trong một cánh tay thì loại đau đớn này, người thường khó mà tưởng tượng nổi. So với sự kinh sợ của Hồng Trung Hà, Trần Đức bình tĩnh một cách lạ thường, dường như anh đã sớm đoán được, thuần thục dùng ngân châm tiếp tục đâm vào cánh tay Trương Thiên Dương. Lúc này, anh không đâm vào huyệt vị mà trực tiếp đâm vào da thịt, không nhìn ra một quy luật nào cả. Cảnh tượng kế tiếp khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Từ vết thương trên ngón tay Trương Thiên Dương, từng con sâu nhỏ bò ra, đám côn trùng này cực nhỏ, không biết có bao nhiêu, tụ chung cùng một chỗ, kích cỡ bằng với con kiến. Lít nha lít nhít, từng con một ló đầu ra ngoài chưa đến 3 giây liền chết. Sau 3 phút, cánh tay Trương Thiên Dương đã khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, Trần Đức vẫn chưa kết thúc, anh lấy ra cây ngân châm dài nhất, đâm vào nách Trương Thiên Dương, kế đó, dùng dao giải phẫu rạch ra một đường nhỏ. Hồng Trung Hà thấy rõ cây ngân châm kia đâm trúng một con sâu độc. So với những con trước, con sâu độc này lớn hơn rất nhiều. Đây là trùng mẹ, Trần Đức rút ngân châm cùng mẫu trùng ra, loại cổ độc này được xưng là tây xà trùng, không tính là độc, nhưng có rất ít người nuôi dưỡng được nó. Sau khi mẫu trùng tiến vào cơ thể người sẽ bắt đầu đẻ trứng, sinh sôi nảy nở. Lúc ban đầu, độc tính sẽ không hiện ra, thông thường 1-2 năm gì đó mới xuất hiện bệnh trạng. Năm đó, Sử gia dùng thủ pháp đặc biệt mới có thể ức chế trùng mẹ, giúp Trương Thiên Dương sống thêm 2 năm. Đến hôm nay, Trần Đức mới hoàn toàn trị tận gốc. Hồng Trung Hà được dịp mở mang tầm mắt, ông ta đã từng chứng kiến những ca giải phẫu cực kỳ phức tạp, có khi 1-2 ngày mới hoàn thành. So với đó, Trần Đức xử lý rất đơn giản. Nhưng, chính vì đơn giản, mới khiến Hồng Trung Hà bị thuyết phục. Giải phẫu làm phức tạp rất dễ, nhưng muốn đơn giản hóa lại cực kỳ khó khăn. Khoan nói đến học thức cùng y thuật mà Trần Đức thể hiện, chỉ riêng thủ pháp sử dụng ngân châm điêu luyện của anh cũng đủ khiến thế nhân phải khiếp sợ. Y thuật của người thanh niên này chắc chắn vượt trên Hồng Trung Hà. Những người trạc tuổi anh e là hiện tại vẫn chỉ mới là thực tập sinh mà thôi. Hồng Trung Hà thật sự không đoán được rốt cuộc Trần Đức có bao nhiêu thiên phú về y học. Khó trách Trương Thiên Dương lại gọi người này là hoang gia, còn tỏ thái độ cực kỳ cung kính với cậu ta.
Cậu Trần. Đột nhiên, Hồng Trung Hà quỳ xuống, cậu Trần, xin cậu hãy nhận tôi làm đồ đệ. Hồng Trung Hà cả đời làm nghề y, mặc dù hiện tại Trần Đức không thể hiện nhiều, nhưng ông ta vẫn nhận ra anh có bao nhiêu lợi hại. Nếu ông ta có thể học được y thuật bậc này, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Bác sĩ Hồng, ông mau đứng lên, Trần Đức dùng sức đỡ Hồng Trung Hà dậy, ông quỳ gối trước mặt tôi khác nào làm tôi tổn thọ. Bái sư thì thôi đi, sau này, nếu có vấn đề gì về y học, ông có thể tìm tôi sẽ giải đáp giúp, cần gì tôi đều hỗ trợ. Cậu Trần chớ nghĩ nhiều, y thuật không phân già trẻ, ai tinh thông hơn, người đó là tiền bối. Cậu Trần nhận một lạy của tôi chắc chắn không giảm thọ. Trần Đức không nhận đồ đệ khiến Hồng Trung Hà có hơi thất vọng, tuy nhiên, ông ta cũng biết, muốn trở thành đồ đệ cao nhân nào có dễ như vậy. Ông ta cũng không nóng lòng, ngày sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Trần Đức đã đốt hết sạch đám cổ trùng trên mặt đất, để lại một lớp cho tàn. Quẹ! Trương Thiên Dương đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Lúc này ông ta vẫn đang say giấc bỗng cảm thấy bụng cực kỳ khó chịu nên vừa tỉnh dậy đã bắt đầu ói. Một cục máu đen gớm ghiếc phun ra từ miệng Trương Thiên Dương trộn lẫn với mùi máu tanh. Sau nửa giờ, trong đại sảnh của biệt thự, Trương Thiên Dương đang hào hứng vận động cơ thể, mọi cảm giác khó chịu trong người đều biến mất, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Hai người Nhan Như Sơ và Trương Hân Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu Trần, xin hãy nhận một lạy của tôi. Trương Thiên Dương cùng Nhan Như Sơ và Trương Hân Nhiên đồng loạt quỳ xuống trước mặt Trần Đức, phía sau bọn họ, Quan Hổ cũng quỳ xuống. Sau này nếu có chuyện gì tôi có thể làm được, xin cậu Trần cứ phân phó. Mọi người đứng dậy cả đi. Trần Đức rất bình tĩnh, việc cứu Trương Thiên Dương có thể xem là đã hoàn thành xong chuyện mà Sử Gia chưa hoàn thành. Cậu Trần, có lẽ là cậu không thiếu tiền, lúc nãy đã đưa cho cậu rồi, xin cậu hãy nhận thứ này. Trương Thiên Dương vẫy vẫy tay, Quan Hổ lấy một phong thư từ trong túi công văn ra, đưa cho Trần Đức. Cậu Trần, đây là chút thành ý của anh Dương, là một tòa biệt thự trong hào viên thế gia ở khu nam của thành phố Tần, mong cậu nhận cho. Trần Đức không khách sáo mà trực tiếp cầm lấy, so với tính mạng của Trương Thiên Dương thì một tòa biệt thự chẳng đáng là gì cả, đây là thứ anh xứng đáng có được. Hơn nữa, từ khi trở về thành phố đến giờ, đã lâu như vậy, anh quả thực không có chỗ riêng. Bây giờ có người tặng biệt thự, còn có lý do gì để từ chối? Được rồi, ông cứ uống thuốc theo như đơn thuốc tôi vừa kê. Sau một tuần, sẽ bình phục hoàn toàn. Trần Đức nói, mọi người cứ bận đi, tôi đi đây. Anh không muốn ở lại lâu hơn nữa, phía Tống Ngữ Yên đang tổ chức tang lễ, anh đã hứa với Tống Thiên Vũ sẽ bảo vệ cô ấy, phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt. Trước khi quay lại, anh đến bệnh viện một chuyến, gặp Tử Hàm, Lâm Tiểu Khả và Lâm Khải. Lâm Khải, cái này cho anh, mỗi ngày cho Tiểu Khả uống 3 lần, uống liên tục trong vòng 1 tháng. Đây là thuốc điều trị bệnh bạch cầu của nó. Thuốc dán này anh cũng cầm lấy, dán vào chỗ thương tật của Tiểu Khả, cứ 3 tiếng thay một lần. Trần Đức dặn dò Lâm Khải rất cẩn thận, anh ta rất cảm kích, nói, anh Trần, cảm ơn anh. Lâm Khải tin tưởng Trần Đức, anh ta đã được chứng kiến năng lực và y thuật của Trần Đức. Trực giác nói cho anh ta biết, chỉ có Trần Đức mới có thể cứu mạng con trai anh ta. Đợi Tiểu Khả khỏe lại, lúc đó cảm ơn cũng không muộn, Trần Đức cười nói. Xét về y thuật, bây giờ anh chắc chắn không thua kém Sử Gia, bệnh của Lâm Tiểu Khả, anh có thể nắm chắc 7-8 phần chữa khỏi. Trong 2 hoặc 3 ngày tiếp theo, Trần Đức đi lại lại giữa bệnh viện và đám tang của Tống Thiên Vũ. Tang lễ diễn ra rất suôn sẻ, bên phía bệnh viện. Tình trạng của Tiểu Khả cũng đã được cải thiện đáng kể, tất cả đều tiến triển như dự kiến. Hôm nay là ngày cuối cùng tổ chức tang lễ của Tống Thiên Vũ, theo phong tục thì đây sẽ là ngày bận rộn nhất, tất cả mọi người đều sẽ đến phúng viếng ông ấy. Trong bãi đậu xe của nhà họ Tống, một loạt những chiếc xe hơi sang trọng, những người đến phúng viếng Tống Thiên Vũ bao gồm bạn bè, đối tác làm ăn, người thân và cấp dưới của ông ấy. Ngay sau đó, một chiếc Mazda màu đỏ phóng tới. Một người phụ nữ cao khoảng 1m7, đeo kính gọng đen, dáng người đẫy đà bước xuống xe. Người vừa đến chính là Hoàng Tố Tố, giáo viên phụ trách lớp của Tống Ngữ Yên ở Học viện Thương mại. Nhìn thấy cô, Trần Đức khẽ thốt lên một tiếng, anh phát hiện Hoàng Tố Tố có điều gì đó không ổn, anh có thể ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt trên người cô. Mùi máu rất nhẹ, người bình thường không thể nào phát hiện được. Sau khi luyện tập âm dương kinh,
thị giác, thính giác, khứu giác của Trần Đức đã được cải thiện rất nhiều, ở khoảng cách gần như vậy mới có thể cảm nhận được một chút ít. Ánh mắt Trần Đức lộ vẻ khó hiểu, sao trên người Hoàng Tố Tố lại có mùi máu? Phải biết rằng, mùi máu tanh này không chỉ do dao rạch một đường nhỏ mà thành. Có thể toát ra loại mùi này thì một là bị thương nặng, hai là có nhiệm vụ bí mật, đã giết người. Nếu không, sẽ không bao giờ có. Hoàng Tố Tố là giảng viên của Học viện Thương mại, mùi máu tanh như thế này không nên xuất hiện trên người cô. Lúc đi ngang qua Trần Đức, Hoàng Tố Tố liếc mắt đầy ẩn ý nhìn sang nam thanh niên mà cô vốn nghĩ là một người nông thôn. Thật trùng hợp, Trần Đức cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Trái tim của Hoàng Tố Tố bất giác lỡ một nhịp. Đôi mắt của Trần Đức dường như có thể nhìn thấu và hiểu được mọi thứ, điều này khiến cô cảm thấy bất an và hoảng sợ. Tất nhiên ánh mắt hoảng sợ đó không thể thoát khỏi tầm quan sát của Trần Đức. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào người Hoàng Tố Tố, không lâu sau đó, con ngươi nóng lên, nhãn thông mở ra, trực tiếp nhìn thấu cô, ngay lập tức, trong mắt Trần Đức, Hoàng Tố Tố trở thành bộ xương. Chỉ trong chốc lát, Trần Đức đã thu hồi ánh mắt của mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cung, không nói gì gật đầu với Hoàng Tố Tố. Hoàng Tố Tố cũng mỉm cười chào lại, ánh mắt cô rất phức tạp. Sau đêm hôm đó, cô bị thương không nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt, sự nhợt nhạt này mang đến cho cô một vẻ đẹp không bình thường. Hoàng Tố Tố bước thẳng đến chỗ Tống Ngữ Yên, ôm cô ấy vào lòng, Ngữ Yên, hãy nén đau thương. Đêm hôm đó, cô tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xe ấy, cô hiểu rõ nỗi đau của Tống Ngữ Yên. Người của tổ chức gai độc lái một chiếc ô tô cải tiến đâm thẳng vào chiếc xe mà Tống Thiên Vũ đang ngồi. Chiếc ô tô đó bị hất văng hơn chục mét. Tài xế tử vong tại hiện trường. Tống Thiên Vũ đã bị thương rất nặng. Cô muốn cứu, nhưng không kịp. Hai mắt Tống Ngữ Yên thất thần, không nói lời nào, mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn như vậy, cứ như người mất hồn. Ngơ ngác, uể oải, tựa như một xác chết biết đi. Cô ơi, mời cô đi hướng này ạ. Lâm Giao mời Hoàng Tố Tố đi về phía phúng viếng và nói với cô rằng tình hình của Tống Ngữ Yên mấy ngày nay rất tệ. Sắc mặt Hoàng Tố Tố cực kỳ phức tạp. Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Tổ chức gai độc chắc chắn sẽ không chịu để yên. 2. Hoàng Tố Tố thở dài, ai có thể ngờ được, chỉ vì một công thức mà mất đi nhiều sinh mạng đến vậy. Hôm nay là ngày đưa tang. Giờ lành vừa đến, quan tài của Tống Thiên Vũ được đặt lên xe tang, đưa đến phần mộ đã lựa chọn từ trước. Tống Ngữ Yên thất hồn lạc phách quỳ gối trước quan tài, theo xe tang tiến về phía trước. Anh em họ của Tống Thiên Vũ đứng hai bên, sau xe tang là một loạt ô tô màu đen kéo dài đến trăm mét. Tang lễ vô cùng hoành tráng, đoàn người nối đuôi đến nơi chôn cất, chiêng trống tang thương vang vọng khắp một vùng trời, và cứ như vậy. Kết thúc. Trên đời này có ai không chết? Dù có là phú giáp một phương, có địa vị, được tôn sùng cũng không thoát khỏi vận mệnh. Một vài thương nhân lớn tuổi thấy người mà thương thân mình. Tất cả đều trầm mặc nhìn quan tài của Tống Thiên Vũ bị lấp lên từng chút một. Mãi một lúc lâu sau, quan tài đã hoàn toàn biến mất, mộ phần trên sườn núi bắt đầu được xây dựng. Đây là khu nghĩa trang của nhà họ Tống. Tống Thiên Vũ phấn đấu cả đời, xem như không hổ thẹn với cha mẹ cùng các bậc trưởng bối, hiện tại, ông cũng được chôn cất cùng một chỗ với bọn họ. Mãi cho đến khi quan tài được chôn lấp hoàn toàn, vẫn không có bất gì chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Kế tiếp, tang lễ được kết thúc bằng một bữa cơm trưa. Trong quán rượu, khách khứa đông đủ, vô cùng náo nhiệt. Trương Thiên Dương cũng có mặt, sức khỏe của ông ta vừa tốt lên đã lập tức chạy đến đây, đưa tiễn Tống Thiên Vũ đoạn đường cuối cùng. Trên khán đài trong hội trường, Tống Ngữ Yên ngồi cùng họ hàng của mình, hai người bác của cô đại diện nói lời cảm tạ đến những người đã đến tham dự tang lễ. Tang lễ thuận lợi ngoài sức mong đợi, không có bất kỳ ai đến gây rắc rối. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng rất bình thường, một doanh nhân cứ thế chết đi, tuy công bố với dư luận rằng gặp tai nạn xe cộ, nhưng các vị lãnh đạo của thành phố Tần đều biết rõ đây chính là một vụ ám sát. Hiện trường vụ việc có máu tươi cùng dấu vết ẩu đả. Thế nên trong quá trình diễn ra tang lễ, có rất nhiều người âm thầm bảo vệ, hơn thế nữa, có mặt tại đây đều là các nhân vật quyền thế, vì lẽ đó ít có kẻ nào dám mạo hiểm chạy đến gây chuyện lúc này. Giám đốc Diệp, tôi cần gặp cô chủ, nếu cô ấy không ký tên thì bản hợp đồng này xem như không có hiệu lực, sẽ không cách nào tiếp nhận tài sản của chủ tịch Tống lúc sinh tiền. Vài ngày sau,
Trong biệt thự nhà họ Tống, một luật sư mặc Âu phục, đeo kính đen nói với Diệp Khánh Ngôn. Tuổi anh ta còn rất trẻ, thoạt nhìn không hơn 30. Hiện tại Ngữ Yên thật sự bất tiện, Diệp Khánh Ngôn liếc nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu, luật sư Trịnh, hay là vài ngày nữa anh lại đến. Giám đốc Diệp, đây đã là lần thứ 18 rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, Trịnh Bân cười khổ, một vài cổ đông của tập đoàn đã bắt đầu có ý kiến, bọn họ đang thu mua cổ phần từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mục đích đá cô chủ ra khỏi hội đồng quản trị. Đợi vài ngày nữa e là không kịp. Diệp Khánh Ngôn thở dài, không phải cô ấy không biết, Tống Thiên Vũ vừa chết, đám đầu trâu mặt ngựa kia liền xuất hiện. Mà kẻ lãnh đạo chúng chính là anh em ruột thịt với Tống Thiên Vũ, bác cả và bác hai của Tống Ngữ Yên, Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ. Bọn họ muốn chiếm lấy tài sản nhà họ Tống, thiết lập kế hoạch hòng đá Tống Ngữ Yên ra khỏi công ty, mấy ngày nay đã bắt đầu dục dịch. Thi thể chủ tịch Tống còn chưa lạnh mà những lão già này đã không an phận rồi, Diệp Khánh Ngôn thầm mắng một câu, biết rõ tình hình hiện tại, nhưng cô ấy cũng không thể làm gì hơn, từ khi chủ tịch Tống rời đi, cô chủ vẫn luôn giam mình trong phòng. Chuyện đã đến mức lửa xém lông mày, giám đốc Diệp, hay là cô đi khuyên thử xem. Tống Ngữ Yên không ký tên trên hợp đồng khiến cho quy trình tiếp nhận tài sản từ Tống Thiên Vũ bị gián đoạn, Trịnh Bân cũng sẽ không lấy được thù lao từ đó. Tôi đã khuyên rồi, vô ích thôi, Diệp Khánh Ngôn thoáng khựng lại, có lẽ có một người giúp được. Ai? Vị hôn phu của tiểu thư Trần Bát Hoang. Vậy cô mau gọi anh ta đi, nếu là vị hôn phu của tiểu thư thì phần tài sản này cũng xem như của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ hỗ trợ. Việc này, Diệp Khánh Ngôn có hơi do dự. Sau khi tang lễ kết thúc, Trần Đức chỉ ghé qua biệt thự một lần để sắp xếp lại cách bố trí an ninh, rồi lập tức rời khỏi. Mấy ngày nay điện thoại của anh ta không cách nào liên lạc được. Lúc này, ở sân bay thành phố Tần, Hình Tông Đài đang ngồi ở sảnh chờ, không bao lâu sau một người thanh niên từ trong phi trường đi ra. Anh ta có một khuôn mặt nghiêm túc, trang phục đơn giản, cả người thoạt nhìn có hơi lười biếng, nhưng loại lười biếng này lại khiến người ta có cảm giác tắm trong gió xuân. Hoàng gia, nhìn thấy người thanh niên kia, Hình Tông Đài vội chạy đến tiếp đón, cuối cùng cậu cũng đã về. Mấy ngày nay nhà họ Tống có xảy ra chuyện gì không? Trần Đức cười hỏi. Không có, xảy ra chuyện gì được chứ? Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn làm theo lời dặn của cậu, không rời mắt khỏi bọn họ. Ánh mắt Hình Tông Đài lộ vẻ phức tạp. Hoàng gia, dạo gần đây, cậu đúng là... Đúng là cái gì? Đúng là uy danh đại trấn, không đúng hoàn cảnh. Hình Tông Đài cũng không nhiều lời, tuy nhiên, sâu trong mắt ông tràn đầy sùng bái đối với Trần Đức. Mấy ngày nay, toàn bộ giới sát thủ đã bị rúng động. Một người thần bí vượt biên truy kích một tổ chức sát thủ. Từ đảo quốc truy giết đến nước Mỹ rồi lại đến khu Tam Giác Vàng. Tổ chức gai độc tiếng tăm lừng lẫy trong giới sát thủ đã hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ trong vài ngày. Ông trùm gai độc thì bị treo trên tòa nhà cao nhất tại khu Tam Giác Vàng, chết vô cùng thảm. Đáng sợ hơn nữa là không tra ra ai đã làm, thậm chí cái bóng của kẻ đó cũng chưa có ai nhìn thấy. Chuyện này gây chấn động cả giới sát thủ. Không ai biết rốt cuộc tổ chức gai độc đã đắc tội nhân vật như thế nào, bầu bí thương nhau, tất cả các tổ chức sát thủ khác đều khúm núm, run sợ, không dám nhận ủy thác, vì lo lắng đụng phải người thần bí kia. Trong khoảng thời gian này, giới sát thủ vẫn chưa hết bàng hoàng, ai cũng sợ không cẩn thận sẽ bị giết, cả đám đều co đầu rụt cổ trốn biệt. Mà tất cả những chuyện đó đều do người trước mắt khởi xướng. Hình Tông Đài thầm cảm thán. Thử hỏi trên đời có bao nhiêu người có thể làm được đến như vậy. Dù là một số kẻ xưng là binh vương tại Hoa Hạ cũng chỉ là thứ gà con trước mặt hoang gia. Tuy đã sớm nghe lão thủ trưởng nhắc nhở Trần Đức lợi hại như thế nào, nhưng mấy ngày nay, Hình Tông Đài mới thật sự thấy được điều đó. Vì nhà họ Tống, vì Tống Ngữ Yên, một mình cậu ấy đơn thương độc mã giết hơn 100 người của tổ chức sát thủ. Nếu không phải trước lúc rời đi, Trần Đức đã nói với ông ý định của mình thì ông cũng không cách nào liên hệ hai chuyện này với nhau. Rõ ràng cậu ấy chỉ là một thanh niên mà thôi. Thoạt nhìn rất hiền lành vô hại. Nhưng có ai ngờ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu ấy đã giết hơn 100 người. Tuy nhiên, Hình Tông Đài cũng không cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm gì cả, bởi vì những kẻ mà Trần Bát Hoang giết đều đáng chết. Những người này xâm nhập Hoa Hạ gây chuyện cũng tương đương với việc bôi nhỏ tôn nghiêm Hoa Hạ. Đối với cách làm tàn nhẫn như ma quỷ của Trần Đức, Hình Tông Đài chỉ có bốn chữ để nói, làm cực kỳ tốt.
cũng không ai biết là tôi thì nói gì đến chuyện uy danh đại trấn. Trần Đức bất đắc dĩ nhún vai, việc này cũng không quá khó với anh. Chỉ một tổ chức sát thủ mà thôi, loại tổ chức này có rất ít người có bản lĩnh thật sự, chỉ cần bị lôi ra, đại đa số thành viên e là còn không bằng người thường. Tống Thiên Vũ qua đời khiến Tống Ngữ Yên chìm trong đau khổ, mỗi lần nhìn thấy cô ấy như vậy, Trần Đức đều cảm thấy tim mình đau đớn. Có lẽ bởi vì cô ấy rất giống với người phụ nữ trong quá khứ kia. Mặc dù cô ấy không phải người đó, nhưng anh bằng lòng đứng ra xử lý một chút phiền toái để cô ấy được vui vẻ. Hoàng gia, cậu muốn đi đâu, tôi tiễn cậu, trong mắt Hình Tông Đài vẫn tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Ông vẫn nên quay về đi, nếu bị thấy ở bên cạnh tôi thì cũng không hay lắm đâu, Trần Đức mỉm cười, địa vị của Hình Tông Đài rất cao, e là ở thành phố Tần không có mấy ai qua được ông. Một nhân vật lớn như vậy suốt ngày vây quanh anh, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, anh không muốn làm chậm trễ ông ấy. Được rồi, Hoàng gia có việc cứ gọi cho tôi, Hình Tông Đài nói. Trần Đức phất phất tay, xoay người rời đi. Hình Tông Đài dõi theo bóng lưng anh, trong lòng vô cùng kích động. Ông rất mong chờ ngày Trần Đức bắt được những kẻ đã ra tay với bọn họ năm xưa. Nửa tiếng sau, Trần Đức đã đến khu biệt thự nhà họ Tống. Anh vừa lái xe vào bãi đỗ thì thấy có hai chiếc xe cũng vừa khéo đỗ lại. Trong chiếc Mercedes-Benz có hai người đàn ông trung niên bước xuống. Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ, hai người bác của Tống Ngữ Yên và cũng là hai người anh ruột của Tống Thiên Vũ. Vẻ ngoài của hai người này khá giống nhau, đều mặc quần áo hàng hiệu, đeo đồng hồ cao cấp, túi sách và giày cũng là hàng đẳng cấp. Một thân trang phục ít nhất cũng phải 1 triệu tệ trở lên. Năm đó, vì một số nguyên nhân, hai người họ không nhận được tài sản của nhà họ Tống, đại bộ phận đều rơi vào tay Tống Thiên Vũ. Cho đến hiện tại, chi phí sinh hoạt của bọn họ chỉ dựa vào một số cổ phần ít ỏi từ tập đoàn Dược Thiên Vũ, tuy nhiên, so với rất nhiều người, phải nói là vẫn sống rất tốt. Phía sau bọn họ có một gã luật sư tháp tùng. Từ chiếc xe còn lại có 4 người mang giày tây bước xuống, một trong số đó là luật sư, 3 người còn lại có vóc người cao to, lực lưỡng, thoạt nhìn có vẻ như là vệ sĩ. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Trần Đức. Tuy nhiên, những người này chưa từng để tâm đến anh, đã sớm nghe Tống Thiên Vũ nói anh là đệ tử cao nhân gì đó, thế nhưng bọn họ vốn lười để mắt, cái gì mà cao nhân thấp nhân, nói cho cùng cũng chỉ là một tên nhà quê mà thôi. Đám người vượt qua Trần Đức đi thẳng vào biệt thự. Trong biệt thự, Diệp Khánh Khôn đang không biết phải làm sao, chợt thấy bọn họ bước vào, mày cô ấy khẽ nhíu lại nhưng vẫn đứng dậy đón tiếp. Giám đốc Long, Giám đốc Hổ. Trịnh Bân ngồi bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi. Tống Thiên Long không để ý đến bọn họ mà nhìn quanh quất khắp phòng, dường như đang tìm ai đó, bỗng ông ta cao giọng hô, Ngữ Yên, bác cả đến thăm con, mau ra đây. Tống Thiên Hổ không lên tiếng mà nghênh ngang ngồi xuống sofa, mân mê bộ tách trà nghệ thuật được bày trên bàn. Bộ tách trà này là đồ vật lúc Tống Thiên Vũ còn sống để lại, ông ta bưng tách trà lên, ngắm nhìn. Không ngờ chú ba lại dùng loại hàng thứ phẩm này. Soảng. Ông ta vờ buông tay, tách trà rơi xuống đất nát thành mảnh vụn. Diệp Khánh Ngôn biến sắc. Đây là đồ của Tống Thiên Vũ, hơn thế nữa đây là nhà của Tống Ngữ Yên, thái độ của Tống Thiên Hổ hiển nhiên là muốn gây chuyện. Kẻ đến không thiện. Diệp Khánh Ngôn nghiêm mặt, cô ấy biết hai lão già này đến đây ắt có mưu đồ gì đó. Trần Đức vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, sắc mặt anh lạnh xuống. Nói thế nào thì Tống Thiên Vũ cũng là em của hai người họ. Ông ấy vừa đi chưa đến nửa tháng, đám người này đã chịu không nổi, bắt đầu lòi đuôi ra rồi à. Đều là thứ đồ rác rưởi, để đây chẳng khác nào làm nhục thân phận của chú ba. Tống Thiên Hổ hất tay một cái, cả bộ tách trà nghệ thuật liền rơi xuống đất, vỡ nát, không còn bất kỳ món nào nguyên vẹn. Giám đốc Hổ, xin ông dừng tay, Diệp Khánh Ngôn nhìn thấy Trần Đức, cô ấy vốn muốn nói với anh vài lời. Nhưng lại bị hành động của Tống Thiên Hổ chọc giận, đây là di vật của Chủ tịch Tống lúc sinh tiền, ông không có quyền phá hư. Cô là ai? Ngữ Yên không ra mặt nói chuyện, cô ở đây sủa cái gì? Tống Thiên Hổ khinh thường nhìn Diệp Khánh Ngôn, cô ngại vết sẹo trên mặt mình chưa đủ sâu, muốn thêm vết nữa à? Tống Thiên Hổ ra hiệu, một gã vệ sĩ bên cạnh ông ta lập tức bước đến trước mặt Diệp Khánh Ngôn. Chú hai, chú đừng có hung hăng như vậy. Dọa con gái nhà người ta sợ thì sao, Tống Thiên Long cười ha hả rồi nói với Diệp Khánh Ngôn, mau gọi Ngữ Yên ra đây,
hôm nay hai người bác này đến tìm nó nói chuyện quan trọng. Luật sư của Tống Thiên Long liền lấy một phần tài liệu từ trong cặp công văn ra, đặt lên bàn, với trạng thái hiện tại của cô ấy không thích hợp quản lý tập đoàn Dược Thiên Vũ, cô bảo cô ấy ký tên, sau đó ấn dấu tay vào đây, từ nay có thể yên ổn là cô chủ rồi. Cầm lên cho nó xem đi, Tống Thiên Long nói. Diệp Khánh Ngôn cầm bản hợp đồng kia lên, lật xem vài trang, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi. Đây là bản hợp đồng chấp nhận từ bỏ tất cả tài sản của nhà họ Tống, chỉ cần Tống Ngữ Hiên ký vào đó, từ nay về sau, tập đoàn Dược Thiên Vũ cùng với toàn bộ tài sản nhà họ Tống sẽ không có bất kỳ liên quan gì với cô ấy nữa. Hơn nữa, Tống Ngữ Hiên cũng không được nhúng tay vào chuyện của gia tộc. Phần hợp đồng này không chỉ cướp đoạt tập đoàn Dược Thiên Vũ, mà ngay cả quyền lợi của Tống Ngữ Hiên tại nhà họ Tống cũng bị tước đoạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.